nghĩ thôi cũng biết, dọc đường tháo chạy khó khăn thế nào. Hắn không nghĩ nhiều, vội vàng sử dụng chân nguyên tiêu diệt bớt sát ý trong cơ thể ông ta. Sau đó phải dùng thêm đan dược trị thương mới giữ được sự sống đang lui dần. Triệu Bân nên thấy may mắn vì giữa chừng gặp được nữ soái, nếu không thì quả thực không kịp. Cho dù có thể tới kịp cũng khó lòng bảo vệ được người đàn ông trung niên, dù sao thì đối phương vẫn có một cao thủ chuẩn thiên. Nữ soái ở đây thì dễ dàng hơn nhiều. Dù cùng cấp chuẩn thiên, cũng chẳng có mấy người là đối thủ của Sở Lam. Đùng, binh, đùng. Bên ngoài rừng cây, tiếng nổ vang lên không ngớt, hẳn là nữ soái đã đuổi kịp cao thủ của huyết y môn. Tiếng nổ kéo tới cũng nhanh mà dứt điểm cũng nhanh. Chủ yếu vì nữ soái quá mạnh, vài ba hiệp đã kết thúc trận đấu, đồng thời còn bắt sống được đối phương, xách hắn ta về bằng một tay rồi quăng xuống vũng máu trên nền đất. Cao thủ chuẩn thiên của huyết y môn đã bị cô ta phế bỏ tu vi. Bấy giờ Sở Lam mới nhìn thấy người mà Triệu Bân cứu. Cô ta xác nhận rằng mình chưa từng gặp, càng không hiểu người này vì sao lại bị huyết y môn truy sát. Phù! Triệu Bân thu tay về, thở phào một hơi, tuy thương thế của người đàn ông trung niên này khá thê thảm. Nhưng đã không còn nguy hiểm về tính mạng, hắn xé áo của người đàn ông trung niên, để lộ ra một bên vai. Đúng như hắn đoán, người đàn ông trung niên mặc áo đen trúng huyết cổ, lại còn là huyết cổ cấp chuẩn thiên. Ông ta là ai? Nữ soái giơ tay, cưỡng ép tiêu diệt huyết cổ. Người của Bạch Gia, Triệu Bân không hề giấu giếm. Bạch Gia nào cơ? Bạch Gia ở Nam Vực. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, hắn từng trông thấy tình báo của Ma Gia, trong đó có gia tộc của nhóc hám tiền. Gia tộc này không thuộc về Triều Long của Đại Hạ. Nam Vực được nhắc tới là một hải vực rộng lớn với vô số hòn đảo, Bạch Gia ẩn mình ở nơi đó, còn cụ thể là hòn đảo nào thì tình báo không nói rõ. Nữ soái không hỏi thêm, tất nhiên cũng từng nghe thấy Bạch Gia của Nam Vực, rất thần bí, không ngờ Cơ Ngân và Bạch Gia có giao tình. Thấy dáng vẻ căng thẳng trước đó của hắn là biết quan hệ của hắn với Bạch Gia cũng không tầm thường. Cô ta lấy ra một chiếc mặt nạ bạch ngọc, che đi dung mạo, bởi vì người đàn ông trung niên mặc áo đen sắp tỉnh rồi. Quả nhiên, người này ho một tiếng rồi chậm chạp mở mắt ra, ý thức vẫn còn hơi mông lung. Tiền bối, Triệu Bân giơ tay ra đỡ ông ta. Mất vài khoảnh khắc, ý thức của người đàn ông này mới rõ ràng hơn. Thấy Cơ Ngân, cảm xúc của ông ta khá kích động. Khi cướp ngục cho Triệu gia, ông ta từng thấy Cơ Ngân của Thiên Tông rồi, khi trốn chạy, ông ta cũng tới tìm Cơ Ngân. Tiểu Hữu, xin cứu lấy Bạch gia, người đàn ông trung niên siết chặt bàn tay của Triệu Bân. Xảy ra biến cố gì thế, Triệu Bân hỏi. Huyết y môn, người đàn ông trung niên ho ra máu, nửa tháng trước, huyết y môn đột nhiên tấn công, lão tổ và chúng huyết chiến nên trọng thương, Bạch gia thương vong rất thảm. Nếu không nhờ pháp trận hộ thiên của gia tộc chống đỡ thì chắc hẳn đã bị diệt tộc rồi, thánh nữ biết tiểu hữu ở biên quan mới phái ta tới cầu viện. Nói xong, người đàn ông này lại ngất đi. Sắc mặt Triệu Bân chẳng gì nhìn gì. Nghe ý tứ trong lời nói của ông ta thì người ra ngoài cầu viện cũng không ít, quán nửa đã bị tiêu diệt giữa chừng, chỉ còn mình ông ta thoát ra được. Hắn nhìn về phía nữ soái trong ánh mắt có hy vọng, mang cô ta sẽ cho hắn mượn vài cao thủ. Bạch gia thực lực không tầm thường, nhưng gốc rễ của huyết tị môn thậm sâu khó đoán. Nghe đồn lào tề của huyết tơ môn là một cao thủ thiên và hàng thật giả thật, chẳng qua ra toa hóa viên tịch từ nhiều năm trước, truyền thừa của cao thủ thiên và tất nhiên rất kinh khủng. Trong huyết y môn, cao thủ nhiều như mây. Một mình hắn qua đó e là không trụ vững được. Nhất định phải cứu, nữ soái khẽ hỏi. Nam vực không phải quốc gia, nhưng cũng là nơi ngọa hổ tàng long. Nếu bất chấp nhúng tay vào tranh chấp của Nam vực, chưa biết chừng sẽ gây ra chiến tranh. Cứu, Triệu Bân khẳng định. Trước đó nhóc hám tiền cứu Triệu gia đã bất chấp đường xá chạy tới đây, đây là ân nghĩa bằng trời bằng bể. Bây giờ Bạch gia gặp nạn, hắn đâu thể khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ đối phương là huyết y môn, từng tàn sát Triệu gia, đây là thù lớn ngút trời. Nữ soái hít một hơi thật sâu, không nói gì nhiều, chỉ lấy một lá bùa ra, tiện tay đốt cháy. Triệu Bân nhận ra đó là một loại bùa truyền tin cổ xưa. Hiển nhiên, nữ soái đang triệu tập cường giả. Không triệu tập mà được à? Chẳng lẽ để một mình Cơ Ngân lao qua đó? Thực lực ở Nam vực rất phức tạp, và lại căn cơ cũng hùng hậu, không vương triều nào dám bất chấp quét sạch,
có thể thấy được họ kiêng dè tới mức nào. Nói thẳng ra, cô ta lo lắng cho an nguy của Triệu Bân. Cô ta có thể cưỡng ép đưa hắn về quân doanh, nhưng tên này thủ đoạn vô biên. Đêm nay vác về, e là không đợi tới mai đã vượt ngục ra ngoài rồi. So với điều này, chỉ bằng cứ để hắn đi. Cô ta đang vi phạm quy định trong quân, bản thân là thống soái nhưng tự ý rời biên cương, đây là tội lớn. May mà trong thời gian ngắn biên quan Đông Nam không có chiến sự. Chuyến đi Nam vực phải đánh nhanh thắng nhanh, chắc sẽ không gây rối loạn gì đâu. Trong lúc cô ta đang nghĩ thì đột nhiên nghe thấy cao thủ chuẩn thiên của huyết y môn rên rỉ. Triệu Bân đặt một tay lên đầu hắn ta, giữa những ngón tay trào ra thứ sức mạnh kỳ lạ. Thuật soát hồn. Nữ soái thấy vậy mà giật mình, lại lần nữa đánh giá thấp Cơ Ngân rồi, hóa ra hắn còn biết cả bí pháp cổ xưa này. Tuy không thể bì với đại trận soát hồn, nhưng cũng đủ nghịch thiên rồi. Phải biết rằng, đại trận soát hồn cần 4 cao thủ chuẩn thiên mới tiến hành được, đồng thời yêu cầu rất hà khắc, nhưng một mình Cơ Ngân đã có thể thi triển soát hồn. Không gì không biết ư. Nữ soái thần nghĩ, tiểu bối này khiến cô ta thấy bất ngờ quá. Qua hồi lâu mới thấy Triệu Bân thu tay về, ánh mắt rất khó đoán. Đội hình của huyết y môn rất lớn, đồng thời có cả thế lực khác tham gia vào, chỉ muốn nuốt trọn Bạch Gia. Sở dĩ gây nên động tĩnh lớn như vậy là vì Bạch Gia giấu một món bí bảo. Còn về phần là bảo bối gì, hắn không soát ra được. Thuật soát hồn không phải vạn năng, trên linh hồn của cao thủ chuẩn thiên có đặt cấm chế, ký ức mà hắn lục soát được chỉ là một phần thôi. Bảo bối gì thế, Triệu Bân lầm bầm. Khiến huyết y môn và các thế lực khác tập trung đội hình lớn như vậy, bí bảo kia không đơn giản. Thất phu nào có tội, vì sở hữu bảo bối mới có tội. Tranh chấp của huyết y môn và Bạch Gia dường như không chỉ vì ân oán, mà còn có cả lòng tham xui khiến. Triệu Bân giơ tay, kết liễu cao thủ chuẩn thiên. Tiện thể, hắn cũng đưa cho nữ soái một cuốn bí tịch, hóa ra là môn pháp soát hồn. Đa tạ, nữ soái mỉm cười, không hề từ chối. Trong đêm, không ít bóng người lẻn vào trong rừng. Tất cả là cường giả của quân Xích Diễm, nhận được lời triệu tập của nữ soái mà đồng loạt chạy tới. Phải có tới 30 người, toàn là cao thủ chuẩn thiên. Nhưng nữ soái và Triệu Bân đều biết, cho dù là đội hình này tiến vào Nam vực cũng chưa chắc có thể trở ra bình an vô sự. Nam vực mà các vương triều lớn cũng không dám mạo muội chọc vào. Đủ thấy nó đáng sợ đến mức nào. 30 cao thủ chuẩn thiên, đây đã là cực hạn trong năng lực của nữ soái. Dù sao thì họ vẫn cần trấn thủ biên quan, nếu điều đi quá nhiều cường giả, e là sẽ xảy ra biến cố. Ý gì đây? Một ông lão cuộn tay áo, nhìn nữ soái rồi nhìn Triệu Bân mà hỏi. Tiến vào lãnh thổ Nam vực, nữ soái đáp. Lãnh thổ Nam vực tốt nha, đó là nơi tốt. Không nói tới nhân tài trong quân Xích Diễm, động tác kế tiếp của mấy ông lão này lại đồng đều một cách thần kỳ. Họ lấy ra áo choàng đen và mặt nạ, Nam vực là nơi tốt nhưng không thể tiến vào một cách ngông nghênh, càng không thể để người ngoài biết họ đều tới từ quân Xích Diễm mà. Nếu không sẽ gây ra rắc rối cho đại hạ. Vì sao đi Nam vực mà chẳng ai thắc mắc dò hỏi? Vì nữ soái đã quyết định thì họ không hề có bất cứ ý kiến gì, dù là núi đao hay biển lửa. Họ cũng vẫn chọn theo thôi. Hơn nữa, hiếm khi có dịp nữ soái dẫn họ ra ngoài chơi, vậy chẳng phải nên chơi cho đã à? Vèo. Rất nhanh, từng con ưng dương cánh phóng lên trời, lao về phía nam. Triệu Bân gọi ra Đại Bằng, người áo đen vẫn đang hôn mê, ngủ trông khá an ổn. Đợi khi ông ta tỉnh lại, thấy thế trận này thì giật thót cả tim. Tính luôn Cơ Ngân thì có 32 người đi cứu viện. Trong đó có tới 31 cao thủ chuẩn thiên. Đặc biệt là cô gái dẫn đầu kia, cực kỳ mạnh. Đáng tiếc là tầm nhìn quá thấp không thấy được mặt. Không hổ là thánh tử Thiên Tông, trong thời gian ngắn như thế mà triệu tập được nhiều cao thủ như vậy. Bạch Gia được cứu rồi. Người bạn này của thánh nữ quen đúng rồi, thời khắc quyết định, hắn rất trượng nghĩa. Mà Cơ Ngân không chỉ trượng nghĩa, hắn còn là một yêu nghiệt nghịch thiên. Chiến tích của hắn đã truyền bá sang cả Nam vực, có thể nói từng chuyện đều là thần thoại. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì sẽ vượt xa Đại Hạ Hồng Uyên, vì thế,
vẫn nên khen thánh nữ nhà mình rất có mắt nhìn người, tìm được bạn tốt mà còn không tầm thường. Đừng nói năng lung tung đấy, Triệu Bân nhỏ giọng dặn dò. Người đàn ông trung niên áo đen cười, tất nhiên tên này đã nghe ra được ẩn ý trong lời Triệu Bân. Cái gì không nên nói, người áo đen này tất nhiên cũng biết. Ví dụ như chuyện cướp ngục Triệu gia, việc này không thể đi bếp xếp được, nếu để người ta biết thì không chừng sẽ rơi vào tai Tử Y Hầu, cảnh ngộ của Cơ Ngân sẽ rơi vào tình thế tệ hại. Đang nói thì có hai ông lão sáp lại, xoa tay cười ha hả nhìn Triệu Bân, nhóc con, khi ngươi và Nguyên Anh đánh nhau ấy, ngươi lột đồ tên đó như thế nào vậy, dạy chúng ta chút đi. Không dạy, Triệu Bân dứt khoát. Ngươi đáp vậy dễ bị đập lắm nha, hai ông già hít ngược một hơi. Là bí pháp tổ truyền của nhà ta, không truyền ra ngoài được. Tổ tiên nhà ngươi là trộm à? Thiên cơ bất khả lộ, Triệu Bân thốt ra một câu sâu xa. Dù nói thế nào, hắn không dạy là không dạy. Trong đám già này chả có ai đàng hoàng, nếu truyền dạy tiên thuật trộm cắp cho đám người này thì có quỷ mới biết là bao nhiêu phụ nữ nhà lành sẽ mất đồ, nếu họ dùng lên người nữ soái thì không chừng vô xương sẽ hiện về tạo ác mộng cho hắn mất. Bí thuật không truyền ra ngoài được nhưng hắn lại cho một chút bảo vật. Bảo vật gì nào, là bùa nổ nha. Một người một sấp bùa nổ. Đều là loại có thể khắc chế bùa chống nổ. Bắt người ta chạy tới nơi xa để hỗ trợ, không thể để họ đi tay không được. Sau đó có đánh nhau mà đánh không lại thì có thể tụ lại kích nổ để chạy trốn mà. Trẻ con dễ dậy, mấy lão già này đều vui vẻ ra mặt. Bùa khắc chế bùa chống nổ thì phải mang theo trong người, đừng cho nổ bậy bạ đấy, Triệu Bân nhắc một câu. Hắn vừa nói xong, mọi người nhướng mày. Hai người trước đó bị cho nổ lại nhướng cao nhất. Giờ họ mới biết vì sao bùa nổ của nữ soái lại nổ vang tới thế, hóa ra là do Cơ Ngân cho. Điều này có nghĩa hai người chính là vật thử nghiệm rồi, nghĩ lại mà thấy cả người đều đau. Trở về chúng ta cũng tìm nữ soái thử xem, hai ông già thầm nhủ. Phía trước, nữ soái ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt đó khiến hai ông lão kia lạnh hết cả người. Thuật đọc tâm là năng lực lợi hại, lúc linh lúc không, cứ hoạt động vào thời điểm quan trọng là được. Ngược lại, cô ta lại nghe thấy những thứ khiến mình khó chịu. Trở về phải cho hai lão già một bài học khắc cốt ghi tâm mới được. Đúng là một nhân tài. Âm thanh tặc lưỡi thổn thức vang lên suốt dọc đường. Đám tiền bối này luôn phải thay đổi cách nhìn về Triệu Bân, lão tổ Hồng Uyên phí hết 10 năm mà cũng không nghiên cứu ra bùa chú, tên này lại có thể thông thạo như vậy, bùa chú sư đúng là nghịch thiên mà. Thấy ai cũng có phần, người đàn ông trung niên áo đen cũng không hề thiếu. Mấy cao thủ chuẩn thiên đều giật mình, chẳng lẽ ông ta lại không sao? Triệu Bân cũng định thần, lấy ủng chiến đấu màu tím có được từ Nguyên Anh ra. Ngày nào hắn cũng trà rửa một lần. Ngoại trừ thế, hắn còn bỏ vào cả đống hương liệu. Thế mà giờ vẫn còn mùi hôi chân. Được rồi, đây là ảnh hưởng tâm lý thôi. Giờ vào Nam Vực, hắn cũng phải đổi giày, cấm chế trên ủng chiến đấu này thì hắn đã nghiên cứu triệt để, cũng cưỡng chế luyện hóa rồi, không cần bùa phi hành và bùa lơ lửng thì hắn vẫn có thể đi bộ trên không trung, nếu có đủ thời gian, không chừng còn có thể phục chế ra một đôi khác. Còn có huyền giáp, hắn vẫn chưa kịp tái tạo. May mà nữ soái không hay biết gì, nếu biết chắc sẽ kích động một hồi. Thử nghĩ mà xem, trang bị cho mỗi người lính trong quân xích diễm một bộ huyền giáp thì sức chiến đấu không chỉ nâng cao một bậc đâu. Nếu cả quân đại hạ đều có huyền giáp thì tám vương triều sao dám bắt tay nhau ức hiếp. Một đêm này họ bay qua mấy dãy núi. Đến sáng sớm thì nghe thấy sóng biển vỗ về. Dùng thị lực tốt nhất để nhìn là có thể thấy Nam Vực, còn có một đại dương mênh mông. Trên bờ cát đa phần đều là trấn cổ, cũng có thể nói là chợ đêm, đây là nơi tiêu thụ, đào bảo, siêu tầm tin tức. Tác dụng nhiều không kể xiết, liếc một cái là có thể thấy được vỉa hè có bán đủ loại hàng, âm thanh giao hàng gọi mời chẳng khác nào một cái chợ mà. Lại xem chủ quầy, xách ra một người thì chẳng ai đơn giản. Nơi rồng rắn hỗn tạp thì thường đều là chốn ngọa hổ tàng long. Dù là nữ soái, cô ta cũng không tránh được việc nhăn mày. Nơi này có không ít cao thủ. Để tránh bị hoài nghi, mọi người tách nhau ra. Triệu Bân và nữ soái một nhóm, vừa đi vừa xem,
hàng quán tuy nhỏ nhưng không ít bảo bối. Nếu không phải vội vàng chi viện, chắc Triệu Bân sẽ tìm kiếm đàng hoàng một hồi, hắn đang là nhà giàu có tiền. Tiểu Hữu, muốn có bảo vật không? Nhìn đôi giày này đi, chiếc trái có thể phòng điện lôi, chân phải có thể phòng động đất. Giá cả cũng dễ bàn thôi. Trên suốt đoạn đường, không ít người tiến lên chào mời, mỗi câu một bảo bối. Nhưng có phải là thật hay không thì khó mà nói. Đến bãi biển, Triệu Bân thuê một con tàu chở hàng, nói đúng hơn là một chiếc thuyền chiến. Mọi người đi lên, dương buồm xuất phát. Nghe nói dân phong Nam vực rất hung hãn. Nghe đồn nơi đó thường xuyên có hải tặc lui tới. Đừng nói là sẽ cướp chúng ta nha. Mấy lão già mỗi người cầm một cái kính viễn vọng, bởi vì lần đầu tới Nam vực nên nhìn thứ gì cũng thấy mới mẻ, ai cũng nói nhiều như tấu hát vậy, anh một câu tôi một câu trò chuyện không ngừng. Hiếm được lúc ra ngoài đổi gió mà người dẫn đội còn là nữ soái, đúng là khoan khoái lòng người. Đây sẽ là một chuyến du lịch phi thường. Nữ soái không nói gì. Ngược lại, người đàn ông trung niên mặc áo đen liên tục ho khan. Đội hình lớn như thế này mà các ngươi còn sợ gặp hải tặc. Chưa cướp của người ta là khá lắm rồi. Một nơi rất tốt. Triệu Bân cũng cầm kính viễn vọng mà nhìn ra, trên biển nhiều khói sương, có thể loáng thoáng trông thấy hải đảo. Trên mỗi hòn đảo đa phần đều ẩn giấu một gia tộc lánh đời, chưa biết chừng còn là một thời đại ở thời kỳ chiến quốc. Về điều này, trong tình báo của Ma gia có không ít. Thời cổ đại, khá nhiều vương triều sa sút chạy tới Ma vực ẩn thế lánh đời. Đây cũng là nguyên nhân khiến các nước không dám mạo hiểm động tới Nam vực. Tiêu diệt một gia tộc rất dễ, nhưng nếu có ai đó thoát ra, nhất là nếu để lão tổ của gia tộc chạy thoát thì đừng hòng sống yên ổn, suốt ngày bị ám sát, ai mà chịu nổi. Lão đại, không ổn rồi. Đột nhiên có phân thân truyền tin tới. Triệu Bân lập tức thu hồi tầm mắt, kết nối với tầm nhìn của phân thân. Bởi vì phân thân ở bên đại địa linh mạch truyền tin tới. Trên đại địa linh mạch một mảng yên tĩnh. Nhưng, thông qua cảm nhận của phân thân, nhưng vẫn có dao động từ khí tức của võ tu. Cũng có nghĩa là, bên trên có người đang xuống. Còn về việc là ai, hắn không cảm nhận được. Hay nói cách khác, năng lực che giấu của đối phương cực kỳ mạnh. Đi thôi. Triệu Bân điềm tĩnh nói, bất kể ai trèo xuống, phân thân cũng không ở đó được nữa. Dựa vào phân thân có thể nhận ra bản tôn, tất cả sẽ bại lộ. Lệnh hạ xuống, đám phân thân đồng loạt chạy trốn. Trước khi đi chúng còn biệt chặt lối đi tránh để bị người khác phát giác. Thực tế, nếu quan sát cẩn thận vẫn có thể phát giác ra được phải nhìn xem người ở bên trên xuống từ đâu, dù thì thế giới dưới lòng đất rất lớn, ai rảnh rồi đến mức dò xét từng tấc mốt. Phân thân bỏ đi rồi chúng đồng loạt biến mất ở lối ra vào tầm nhìn của Triệu Bản cũng bị ngắt theo, hắn âm thầm đoán xem người đó là ai. Người biết rằng dưới lòng đất có đại địa linh mạch không nhiều, cho dù là nữ soái cũng không biết chuyện này. Theo hắn thấy, nếu không phải Hồng Uyên thì là Hồng Tước, nếu không cũng là Tử Y Hầu và Hoàng Phi Vũ Linh. Tiếc rằng hắn đoán không đúng. Kẻ tiến vào đại địa linh mạch không phải bốn người đó, mà là Đại Tế Ti Ân Chú. Ngoài Ân Chú ra vẫn còn một người nữa, cũng chính là tên Ân Minh. Đây là đại địa linh mạch, Ân Minh nhìn thấy, thoáng chốc sững sờ. Ân Chú chỉ mỉm cười chứ không đáp. Trông có vẻ như lão ta đã biết dưới lòng đất có đại địa linh mạch từ lâu rồi. Chẳng qua đây là lần đầu tiên lão ta xuống tới nơi mà thôi. Đây là gốc rễ của hoàng tộc, cũng là vận khí của đại hạ, là nơi long mạch nằm lại. Sở dĩ hôm nay lão ta mò xuống, tất nhiên là vì cháu trai. Lão ta cần mượn sức mạnh của lòng đất để đắp nặn lại căn cơ cho Ân Minh, cũng cần mượn nhờ sức mạnh của lòng đất để tăng thêm sức mạnh cho Cửu Vĩ. Quan trọng nhất vẫn là kế hoạch của ông ta, đại địa linh mạch cũng nằm trong tính toán. Ngày sau cứ ở đây mà tu luyện, Ân Chú cười nói. Đâu cần lão ta phải nói, Ân Minh cũng đã khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nóng rực. Là ai nhỉ? Ở bên này, Triệu Bân chắp tay lầm bầm. Bất kể là ai, đây cũng không phải tin tốt. Phân thân rời khỏi đại địa linh mạch, hắn không thể mượn được sức mạnh của linh mạch, muốn biến ra một lượng phân thân lớn sẽ cần tiêu hao chân nguyên của bản thân, nếu dùng các đại chiêu như vạn kiếm quy nhất thì sẽ tiêu tốn vô cùng nhiều. Vậy mà sau đây còn có một trận ác chiến. Vậy mà gặp ngay phải chuyện ghê tởm này. Sau khi vào Nam vực, chớ hành động lỗ mãng,
tất cả phải nghe theo ta, nữ soái đột nhiên nói. Đã rõ. Triệu Bân gật đầu, nghe ra được ngụ ý của nữ soái. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất đừng để lộ thân phận Thánh Tử Thiên Tông. Danh tiếng của Cơ Ngân đã nổi như cồn khắp nơi, không biết bao nhiêu người muốn giết chết hắn ấy chứ. Nam vực ngọa hổ tàng long, một khi thân phận bại lộ, muốn thoát ra cũng khó khăn. Chấm. Nam vực, vùng biển rộng lớn vô bờ, phóng mắt nhìn ra không thấy tận cùng, giống như bầu trời sao vậy, mang đến cho người ta vô số ảo tưởng. Luôn cảm thấy ở nơi mênh mang này ẩn chứa bí mật cổ xưa với vô vàn truyền thuyết. Trên mặt biển, chiến thuyền lao vun vút. Trên thực tế, chiến thuyền cũng không quá nhỏ. Nhưng khi so sánh với đại dương thì nó cũng chỉ như hạt cát trên sa mạc. Những con thuyền thế này trên mặt biển có rất nhiều, đa số là thuyền hàng. Còn bao xa nữa? Câu hỏi này, Triệu Bân đã hỏi không biết đến lần thứ mấy. Rất xa. Câu trả lời của người đàn ông mặc áo đen đa phần là như vậy. Triệu Bân không hiểu ngụ ý chứ nữ soái và các lão đạo đều hiểu. Nam vực là một nơi kỳ lạ. Càng đi sâu thì càng phồn hoa. Càng tiến vào sâu thì các gia tộc hay thế lực ẩn mình ở nơi đó càng lớn mạnh. Bởi vì trong lòng hải dương ẩn giấu vô số kho báu, ví dụ như đá quặng chẳng hạn, dưới đáy biển nhiều lắm, đa phần bị các thế lực lớn phân chia hết. Những hòn đảo nhỏ với các gia tộc nhỏ ở bên ngoài cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, nếu bảo họ đi khai thác, họ cũng không dám đâu. Phải biết rằng, trong lòng biển đâu chỉ có khoáng sản, còn có cả quái thú hung hãn nữa chứ. Thế nên, nếu không có căn cơ lớn mạnh, không có tư cách đặt chân ở chốn phồn hoa. Người đàn ông trung niên mặc áo đen nói rằng còn rất xa, chứng minh Bạch Gia nằm ở nơi phồn hoa, đồng thời thực lực không tầm thường. Hang ổ của huyết y môn ở Nam vực à, Triệu Bân thì thầm hỏi. Nữ soái khẽ lắc đầu. Huyết y môn cũng giống như La Sinh môn, xuất quỷ nhập thần, không ai biết hang ổ của chúng rốt cuộc nằm ở đâu. Thi tộc cũng ẩn mình rất bí ẩn, nếu biết sớm cũng không để mặc cho chúng tự do bay nhảy. Triệu Bân không hỏi thêm, lại lấy kính viễn vọng ra nhìn, có thể nhìn thấy rất nhiều hòn đảo. Gặp lúc sắc trời sầm tối, hòn đảo đắm mình trong ánh trăng. Lấp lánh như một viên bảo thạch khảm vào lòng đại dương. Người nào thuộc tính thủy chắc sẽ rất có ưu thế ở đây, một lão già vuốt râu. Không ai phản bác câu này, bởi 99% Nam vực là nước. Đối với võ tu thuộc tính thủy mà nói, họ chiếm ưu thế về địa lợi, chỉ cần dùng thủy độn là sóng lớn cuộn trào, có thể biến thuyền bè thành đống đổ nát. Người đàn ông trung niên cảm nhận rõ về điều này. Các thế lực ở Nam vực mà đụng độ cũng chẳng kém gì trên đất liền, cứ khai chiến là động tĩnh rất lớn. Tất nhiên, đánh trận cũng cần rất nhiều tiền. Đóng thuyền, cần tiền, tài nguyên tu luyện, cần tiền, lỡ như đánh trận bị thương, trị thương vẫn cần tiền, người ở nơi này nhìn thấy tiền còn thân thiết hơn thấy mẹ ruột. Cứ để vị nguyên bản là ngon nhất. Cho thêm tí ớt với thì là đi. Mấy ông già khác rất biết hưởng thụ. Dọc đường chẳng hề rảnh rỗi. Họ bắt không ít cá to, đang bận rộn nướng cá kia kìa. Nhấp thêm ít rượu nữa thì sung sướng khó nói thành lời, chuyến đi này đúng là không uổng phí. Nếu được độ thiên kiếp ở đây một lần. Triệu Bân sờ cằm, đầu óc bắt đầu tưởng tượng. Trong biển có nhiều sinh linh, cứ là sinh linh thì sẽ bị sét đánh, nếu có một phen độ kiếp ở đây, chắc sẽ náo nhiệt lắm. Nữ soái từng ghé mắt nhìn, lườm tên này một cái. Nhìn đi, từ trong cốt tủy đã chẳng phải là đứa trẻ ngoan ngoãn. Người ta độ kiếp thì tìm nơi vắng vẻ để tăng trưởng, hắn thì hay rồi, toàn kiếm nơi đông người để quậy phá, cứ phá là banh chành. Khỏi phải nói chứ, từng có người độ kiếp ở Nam vực thật. Về điều này, trong lịch sử có ghi chép rõ, đó là một nhân tài, nói cho chính xác hơn thì trước khi độ kiếp là nhân tài, sau khi độ kiếp thì bị các thế lực lớn ở Nam vực hợp sức tiêu diệt. Rào rào. Đúng lúc này thì vùng biển phía trước đột nhiên nổi sóng cuồn cuộn, nhìn kỹ lại mới thấy từng chiếc thuyền chiến đang tiến tới, trên mỗi chiếc thuyền cắm một lá cờ to, hoa văn trên cờ là hình đầu lâu trông rất rợn người, vừa nhìn đã biết không phải phường tốt đẹp. Thực tế đúng là như vậy, trên chiến thuyền ở phía đối diện chi chít bóng người, tên nào tên nấy ở trần, vác theo đao đầu quỷ, kẻ nào trông cũng hung thần ác sát. Không phải là hải tặc đấy chứ.
Mấy lão già đang nướng cá phải đứng thẳng dậy, ai nấy siết chặt một cây gậy, đầu kia của cây gậy vẫn còn cắm vào con cá đang nướng dở, vừa ăn vừa nhìn, trông không còn tí thể diện nào. Ý! Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua đây, để lại phí đi đường. Mấy lão già đoán không sai. Đúng là hải tặc thật, nhìn chúng hô hào này, quen miệng vô cùng. Là người của đảo đầu lâu. Người đàn ông trung niên mặc áo đen nhận ra lá cờ của đối phương. Hải tặc ấy mà, thường xuyên lượn lờ trên mặt biển, đồng thời toàn chọn lúc nửa đêm để nhảy ra làm việc, xuất quỷ nhập thần, chỉ quen việc cướp bóc. Bao nhiêu năm nay, chuyện này xảy ra như cơm bữa. Không ai đáp lời ông ta. Mấy ông già đang mải nhìn trái ngó phải, mẹ kiếp, làm gì có đường, làm gì có cây. Thế mới nói, đám hải tặc này chẳng chuyên nghiệp gì cả. Toàn trợn mắt nói bừa. Tiền tài để lại, bọn ta tha mạng cho các ngươi. Đối phương hô lên thêm lần nữa, phải đến mười mấy chiếc thuyền bao vây quanh họ, nói năng chẳng chuyện chứ hành sự cũng chỉnh tề đấy. Trên đầu mỗi chiếc thuyền đều đặt một chiếc xe nỏ rất nặng. Ngoài ra, trên không trung còn có đại bàng biển trao liệt, trên lưng mỗi còn chở theo một tên hải tặc, đa phần đều cởi trần, xách đao đầu quỷ, mặt mũi hung dữ như đám lệ quỷ. Không có tiền. Mấy lão già chửi một tiếng rồi lái thuyền bỏ chạy. Họ chẳng sợ gì đám cướp biển, nhưng lại sợ xe nỏ của chúng. Xe nỏ mà bắn thì chiến thuyền chìm nghỉm luôn, vũ khí chiến tranh ấy mà, lực sát thương và khả năng xuyên thủng cực mạnh. Thực lực cứng cỏi như nữ soái cũng không dám mạo hiểm đối đầu. Chạy đâu hả? Hải tặc giận dữ thét lên, lái thuyền bao vây họ. Thêm cả đại bàng trên đầu cũng liên tục truy sát. Cho ngươi đuổi này. Triệu Bân lôi ra cung bá vương, tập trung sấm xét. Sau đó, hắn điểm danh từng thứ một, cái gì mà đại bàng biển, cái gì mà hải tặc, tất cả đều bị bắn xuyên qua, từng luồng huyết quang nổ tung trong không khí, từng tên nối hải tặc nối tiếp nhau rơi xuống, nhuộm đỏ nước biển. Sóng cao vạn trượng, mấy lão già cũng không rảnh tay, tất cả đều dùng tới bí pháp. Toàn là thủy độn, dù họ không phải võ tu thuộc tính thủy nhưng vẫn có thể thi triển thủy độn. Chẳng qua uy lực nhỏ hơn một chút. Chủ yếu phải xem người dùng thuật, nếu là đám lão già toàn cao thủ chuẩn thiên này thì uy lực không thể tầm thường. Hải tặc trông thấy thế, lập tức biến sắc. Hiển nhiên, gặp phải hạng khó xơi rồi. Đi mau. Tên đầu sỏ thét lên, quay thuyền chạy trốn. Tiếc rằng chúng không chạy nổi, từng đợt sóng nước thủy độn đã nổi lên, chiến thuyền bị nhấn chìm ngay tại trận, bóng người ngã nhào vào nước. Mặt nước còn chưa kịp bắn tóe lên thì đã bị đóng băng từng tấc một. Là băng độn, mấy lão già cũng thông hiểu chứ, người còn đang bị bõm trong nước bị đông cứng thành tượng băng. Phen này thì thế giới yên tĩnh rồi, gặp phải mấy người này thì kiểu gì cũng bị giết ngược thôi. Người đàn ông trung niên mặc áo đen nói không sai. Đụng phải đám người tàn nhẫn này thì không bị cướp là khá lắm rồi. À mà cao thủ chuẩn thiên mạnh nhất còn chưa ra tay đâu nhé. Đúng vậy. Nữ soái rất điềm tĩnh, gặp phải đám tôm tép này cũng lười ra tay. Đi thôi, nữ soái điềm nhiên nói. Khỏi cần cô ta phải nói, chiến thuyền cũng nhanh chóng khởi động. Ai cũng là nhân tài nên năng lực cảm nhận không hề kém. Dưới đáy biển có động tĩnh lớn, chắc là một con hải quái với hình thể khổng lồ đã ngửi thấy mùi máu tanh. Cũng không phải là sợ nó, chủ yếu vì không muốn lãng phí thời gian ở đây. Vòng qua vùng biển trước mặt. Người đàn ông mặc áo đen nói, đó là cấm địa biển chết. Nghe ông ta nói vậy, ai cũng cầm kính viễn vọng lên. Ở nơi mà tầm mắt có thể chạm tới được, mây mù vần vũ, nhìn không rõ con đường phía trước. Và lại, mặt nước ở vùng biển đó đen kịt, nước biển rất tĩnh lặng, không thấy một gợn sóng, tĩnh lặng đến chết chóc. Đó là cấm địa biển chết à, mấy lão già lầm bầm. Lần đầu tiên nghe nói đấy, Triệu Bân cũng đang nhìn. Yên tĩnh quá cũng là bất thường. Cứu ta! Đột nhiên, bên tai hắn vang lên tiếng kêu cứu. Âm thanh đó khàn đặc mà đau thương, như có ma lực, khiến lòng hắn cảm thấy hoảng loạn. Ai đó, Triệu Bân chợt lên tiếng. Âm thanh này quá đột ngột, đừng nói tới mấy lão già, đến cả nữ soái cũng giật mình. Đám đông không nhìn cấm địa biển chết nữa mà đồng loạt nhìn sang phía Triệu Bân. Tên ngốc này, sao lại hô lên thế? Các ngươi không nghe thấy ư, Triệu Bân dò hỏi. Gì cơ? Tiếng kêu cứu. E là đầu óc người bị uống nước rồi, mấy lão già mắng, quay đầu đi nướng cá tiếp.
Triệu Bân nhìn người đàn ông trung niên rồi nhìn sang nữ soái mờ mịt, cô ta cũng không nghe thấy tiếng kêu gì cả, thế này thì lạ rồi đây. Triệu Bân lầm bầm trong lòng, vô thức nhìn về phía cấm địa biển chết, nhưng vì ánh mắt này mà dường như hắn lại nghe thấy tiếng kêu cứu âm thanh vẫn đau thương và khăn đặc như vậy, ẩn giấu một thứ tuyệt vọng và bất lực, hắn nghe thôi mà lòng dạ lạnh toát, chẳng lẽ bên trong cấm địa vẫn còn người sống. Hắn lại một lần nữa bàng hoàng. Chính vào giây phút hắn thấy bàng hoàng đó, bất diệt chiến kích trong nhẫn ma bỗng rung lên một cái nhưng rồi lại trở lại bình thường ngay. Hay nói cách khác là Phật quang xuất hiện trên chiến kích đã đè ép sự rung động của chiến kích, thậm chí hắn khi trong trạng thái thất thần cũng không có bất cứ cảm nhận gì. E là có người sống ở bên trong thật, Triệu Bân khẽ nói. Mọi người đều không tin vào câu nói đó của hắn. Đặc biệt là người đàn ông trung niên áo đen, ông ta đã quá hiểu về sự đáng sợ của cấm địa biển chết rồi, tiếng dữ thì đồn xa mà. Lão Tổ đã từng nói, người vào trong có thì không có ai sống sót trở ra. Nghe đồn còn có một cảnh giới thiên võ vào trong đó tìm báu vật. Nhưng đến nay vẫn không thấy trở ra. Chiến thuyền vẫn tiến nhanh, không dừng lại. Trong đêm tối, cảnh sắc Nam vực thật sự rất đẹp, dưới ánh trăng và ánh sao, mây mù răng khắp mặt biển, có vài chỗ còn ánh lên sắc màu rực rỡ khiến ai nhìn vào cũng tưởng dưới đáy biển có dấu bảo bối quan trọng. Nhưng lúc đi ngang qua thì lại không nhìn thấy bất cứ chuyện gì bất thường, bọn họ đã gặp cảnh đó rất nhiều lần. Ta bấm ngón tay tính thử thì biết ở đây có rất nhiều bảo bối. Một con to cỡ này thì cái nồi hầm cũng không chứa được. Mấy lão già ăn no rồi thì cố sức quan sát đáy biển nhưng ngặt nỗi với năng lực của cảnh giới chuẩn thiên thì họ vẫn không thể nhìn thấu được, không nhìn thấy được bảo bối gì nhưng lại nhìn thấy rất nhiều thứ to lớn. Nhiều đến mức nào chứ? Đồ sộ như núi, chỉ cần cử động nhẹ thôi là có thể khiến mặt biển dậy sóng lớn. Suốt dọc đường đều không được yên bình. Họ liên tục gặp hải tặc hết lần này đến lần khác, tốp sau còn hống hách hơn cả tốp trước. Sau khi đánh nhau thì tên nào tên nấy đều thê thảm. Mọi người nghi ngờ những kẻ đó đều là người bị vương triều truy nã nên mới trốn đến Nam vực, gia nhập vào hàng ngũ cướp biển, tiếp tục làm những việc không biết xấu hổ. Trên đất liền vẫn an toàn hơn, một lão già suýt xoa. Lần đầu vào Nam vực, họ đã bị cướp đến mấy lần. Cũng may là họ đi thuyền lớn. Nếu chỉ đi thuyền nhỏ thì sẽ phải chết rất thê thảm, quan trọng nhất là không có ai quản lý đám cướp biển này, nói không chừng, thế lực nào đó lại chính là cướp biển cũng nên. Càng đi vào sâu thì càng phồn hoa. Giống như một hòn đảo, lúc đi ngang qua có thể nghe thấy tiếng đàn ca sáo thổi. Giống như một hòn đảo, có tiếng người hát kịch vang vọng khắp nơi. Có mỏ thật này. Mấy lão già nhúc nhích mũi, hít tới hít lui. Chắc đó là một thiên phú đặc biệt, có thể ngửi được mùi của khoáng vật, đương nhiên cũng có thể ngửi thấy được mùi của mấy thứ to lớn kia. Dưới đáy biển rất nguy hiểm, những thế lực và gia tộc không đủ thực lực đều không dám xuống đó đào khoáng. Không biết từ khi nào, mặt biển lại có thêm mùi máu tanh. Mây mù lơ lửng trên mặt biển cũng đều nhuốm màu đỏ máu. Sắp rồi. Người đàn ông trung niên áo đen đột nhiên lên tiếng sau một hồi lâu im lặng. Cần gì ông ta nói, mọi người cũng đã nghe thấy. Nếu lắng nghe kỹ thì sẽ có thể nghe được tiếng la hét chém giết và nổ vang. Khiến người ta bất giác nghĩ rằng đang có chiến tranh ở sâu bên trong. Là hòn đảo đó. Người đàn ông trung niên mặc áo đen chỉ về mặt biển phía xa. Mọi người cầm kính viễn vọng, ở đằng xa, nơi bị mây mù che khuất, có thể nhìn thấy thấp thoáng một hòn đảo với ngọn lửa ngút trời. Mùi máu tanh bay ra từ chỗ đó và âm thanh chết chóc cũng từ đó truyền qua. Vèo. Người đàn ông trung niên mặc áo đen đích thân lái thuyền, chiến thuyền phóng nhanh như một luồng sáng. Lúc tiến sát đến hòn đảo, mặt biển rất lộn xộn, khắp nơi đều là chiến thuyền vỡ nát và cờ chiến gãy đổ, nhiều chỗ còn có thể nhìn thấy một, hai xác chết. Chỉ có điều, cơ thể đã bị động vật biển gặm sạch hết rồi, chỉ còn lại một bộ xương. Nước biển ở đây đã biến thành màu đỏ tươi, chắc là vì cuộc chiến quá ác liệt, quá nhiều người chết, nhìn màu của nước biển là biết có rất nhiều thế lực đã tham chiến. Đúng thật là có rất nhiều. Ngoài Bạch Gia ở trên đảo ra thì còn rất nhiều chiến thuyền khác đậu ở đó. Trên mỗi chiến thuyền đều có cắm một cây cờ, biểu tượng trên các lá cờ không giống nhau, đấy là tượng trưng cho một gia tộc. Giống như những gì Triệu Bân tra xét,
Ngoài huyết hy môn ra thì còn có rất nhiều thế lực tham chiến, hèn gì Bạch Gia mạnh đến như vậy mà cũng cần chi viện, rơi vào cảnh sinh tử tồn vong. Đừng ham đánh quá. Đánh nhanh thắng nhanh đi. Nữ soái hạ lệnh và là người đầu tiên bước xuống khỏi chiến thuyền. Mọi người ồ ạt theo sau, ai cũng cầm vũ khí. Khắp nơi trên đảo đều là rừng, mà hiện tại rừng núi cũng nhuốm đầy màu máu. Dưới sự dẫn đường của người đàn ông trung niên áo đen, mọi người đã đi thẳng đến tổ địa của Bạch Gia, đó là một tòa thành cổ nằm ở tận sâu bên trong núi. Giết! Giết cho ta! Vẫn chưa đến nơi thì đã nghe thấy tiếng la hét giận dữ. Dùng kính viễn vọng để xem thì có thể thấy bóng người trên các ngọn đồi, mặc dù là nửa đêm nhưng họ vẫn đánh rất hăng, khí thế như không hạ được Bạch Gia thì sẽ không dừng lại, có rất nhiều cao thủ, quy mô cực kỳ lớn. Nếu đánh trực diện thì e là sẽ bị thiệt đấy, một lão già nói. Nói thừa, trận thế của đối phương mạnh như vậy, không bị thiệt mới lạ. Triệu Bân hơi nheo hai mắt lại, hắn ngửi thấy một khí tức mà mình rất ghê tởm, là thi tộc. Đờ mờ, đi đến đâu cũng gặp người của thi tộc, không ngờ bọn họ cũng có phần trong việc liên thủ tấn công Bạch Gia. Ngụy trang. Mọi người trùm áo khoác đen, treo lên đỉnh một ngọn núi. Từ đây có thể nhìn thấy rất rõ tòa thành cổ của Bạch Gia, có một lớp ánh sáng kỳ ảo bao trùm toàn bộ ngôi thành cổ, chắc là kết giới bảo vệ của Bạch Gia. Chỉ có điều nó không còn hoàn chỉnh, không thể nào bì được với kết giới ở Thiên Tông. Ầm, bùm. Các thế lực mạnh đang điên cuồng cho nổ kết giới. Nữ soái thấy vậy thì trao chặt mày, kết giới bảo vệ rách nát đã không thể chống đỡ được thêm bao lâu nữa. Có không dưới 100 cao thủ cảnh giới chuẩn thiên. Một ông già ở bên cạnh nói, ông ta có thiên phú thuộc về dạng cảm giác. Nữ soái dẫn theo ông ta đến là vì cần đến khả năng cảm nhận của ông ta, còn ông ta thì cũng hoàn thành được sứ mệnh của mình, sau khi tĩnh tâm cảm giác thì đã đưa ra được một con số phỏng đoán. Nhưng mọi người biết, còn có rất nhiều người đang nấp trong bóng tối, nếu như muốn đánh trực diện thì bọn họ sẽ là đối tượng bị đánh hội đồng, dù sao thì phép vua thua lệ làng mà. Đánh sao đây, mọi người nhìn nữ soái. Nữ soái chau mày, ma sai quỷ khiến thế nào, cô ta lại liếc nhìn qua Triệu Bân. Còn Triệu công tử thì lại bất giác nhìn lên nhẫn ma. Hôm nay là một trận đánh lớn, liệu có cần đem xe nỏ của hắn ra, cho nổ tanh bành hết luôn không nhỉ? Hắn không hy vọng có thể giết chết được đối phương, chỉ cần làm cho cục diện rối loạn thêm là được rồi, nhân lúc hỗn loạn thì có thể hạ từng tên một. Phải biết rằng, bọn họ ai cũng được trang bị vũ khí tinh nhuệ. Vũ khí tinh nhuệ đó chính là bùa nổ, loại có thể chống được bùa chống nổ. Đánh trực diện thì đương nhiên không đánh lại nhưng nếu đánh lén thì bọn họ lại rất chuyên nghiệp. Đợi nữa thì sẽ không còn kịp nữa, mấy lão già đều ho khan. Đặc biệt, mắt của người đàn ông trung niên áo đen là đỏ nhất, nếu không phải bị kéo lại thì chắc ông ta đã xông qua đánh rồi. Chính là chỗ đó. Triệu Bân nhìn quanh một lượt rồi chỉ về một ngọn núi phía xa. Ngọn núi đó cao to, tráng lệ, có thể đặt rất nhiều xe nỏ, từ trên cao nhìn xuống, chỉ đâu là bắn đến đó. Mở ra. Khi chiến lược đã được bàn xong, đám đông liền giải tán. Triệu Bân tiến thẳng tới một đỉnh núi, còn mọi người thì đi về một hướng khác. Địch mạnh ta yếu, cần phải biết phối hợp ăn ý. Đối phương không biết bọn họ đến tiếp viện chính là một ưu thế, bọn họ có thể tập kích khiến cho đối phương trở tay không kịp. Đến lúc chiến cục hỗn loạn thì quân nữ soái gồm 31 cường giả chuẩn thiên mới có thể dễ dàng xông ra đánh cục bộ tiêu diệt sinh lực địch. Bọn họ sẽ tập kích tiêu diệt dần dần quân số của địch cho tới khi quân số ngang nhau thì tất cả sẽ đồng loạt xông ra chém giết, dù sao Bạch Gia cũng có không ít cường giả. Đánh! Đánh cho ta! Những tiếng quát tháo hung hăng vang lên khắp đảo nhỏ. Thế lực tứ phương đến cướp bóc đều hừng hực khí thế. Đặc biệt là người của huyết hy môn và thi tộc, bọn chúng gầm giống hết sức vang dội, kẻ nào cũng lộ ra gương mặt dữ tợn bộc phát sát khí khủng khiếp, cầm kiếm chỉ về phía thành cổ Bạch Gia. Chờ xem! Tối nay bọn chúng chắc chắn có thể phá vỡ kết giới hộ thiên của Bạch Gia. Sau đó bọn chúng sẽ tiến hành tàn sát. Tất cả tài sản của Bạch Gia sẽ thuộc về bọn chúng. Đúng là ỷ đông hiếp yếu. Nếu như hành động riêng lẻ thì ngay cả huyết y môn và thi tộc cũng không dám khiêu khích Bạch Gia.
không phải gia tộc nào cũng có kết giới hộ thiên giống như Bạch gia, rõ ràng là bọn họ có nội tình rất hùng hậu, bằng không thì cũng sẽ không khó đánh chiếm như vậy. Ầm, ầm. Các đợt oanh kích từ mọi hướng càng lúc càng trở nên dữ dội hơn. Nhìn ra xa có thể thấy hàng loạt luồng sáng, bí pháp, nỏ mạnh. Tràn ngập thiên địa. Kết giới hộ thiên của Bạch gia đã dần suy yếu, có rất nhiều chỗ đã nứt vỡ. Có lẽ là bởi vì bị chấn động quá mạnh cho nên rất nhiều lầu các ở bên trong thành cũng đã sụp đổ, đá vụn mái ngói văng tung tóe đầy trời, thành cổ Bạch gia giờ đây đã trở thành một đống hỗn độn. Quân tiếp viện đang tới, cố gắng chống đỡ. Lão tổ Bạch gia gầm lên cố thủ đầu trận tuyến, hết sức chống đỡ. Lời này tuy rằng để nâng cao sĩ khí nhưng người của Bạch gia đều đã không còn hy vọng, nhiều tiếng cười chua xót còn vang lên. Quân tiếp viện. Làm gì có quân tiếp viện? Tuy rằng lão tổ đã liên lạc với rất nhiều gia tộc hảo hữu nhưng lại không có ai đến cả. Nếu như bọn họ muốn đến thì đã sớm đến rồi. Tất cả đều hiểu. Suy cho cùng đây chỉ là một cuộc chiến vô nghĩa. Chỉ trách đội hình của đối phương quá khổng lồ. Tại đây có hàng chục thế lực đang tham chiến, làm gì còn có ai dám ra tay giúp đỡ. Thật ra lão tổ Bạch gia cũng biết rõ. Nhưng cho dù có phải lừa mình dối người thì ông ta cũng không thể từ bỏ hy vọng. Ông ta liếc nhìn một người mặc áo bào tím đang đứng cách đó không xa. Người đó chính là Tử Linh, mấy ngày trước cô ta đã đến đây, tình cờ gặp phải kiếp nạn này. Vãn bối hiểu. Tử Linh nói nhỏ, đã hiểu được ngụ ý bên trong ánh mắt của lão tổ Bạch gia. Kết giới hộ thiên không bao lâu nữa sẽ bị phá vỡ, sau đó sẽ xảy ra một cuộc chiến sinh tử. Bạch gia rất có thể sẽ diệt vong, ông ta chỉ hy vọng Tử Linh có thể mang theo nhóc hám tiền phá vòng vây, lưu lại cho Bạch gia một huyết mạch. Ta không đi. Hắn sẽ đến. Nhóc hám tiền lẩm bẩm nói câu này không biết đã bao nhiêu lần, cũng không biết hắn mà cô nhóc ám chỉ đến là Cơ Ngân hay Triệu Bân, cho đến tận lúc này cô nhóc vẫn chưa biết Cơ Ngân và Triệu Bân là cùng một người nhưng vẫn luôn có một niềm tin vững chắc rằng sẽ có một anh hùng cái thế dẫn thiên binh thiên tướng tới cứu mình. Còn muốn giãy giụa. Bên ngoài thành, một lão già áo đỏ âm hiểm cười nói. Lão ta chính là kẻ cầm đầu đám cường giả huyết y môn công phạt Bạch gia, bọn chúng đã có dã tâm này từ lâu nhưng hôm nay mới có cơ hội hành động. Muốn đánh nhau thì đến đây. Lão tổ Bạch gia cười lạnh nói, một đại hán tử sẽ không đụng chuyện bỏ chạy, cho dù thành có bị phá thì Bạch gia cũng sẽ liều mạng tử chiến, chỉ có như vậy thì hậu bối nhà mình mới có thể phá vòng vây giữ lại được huyết mạch của Bạch gia. Hay lắm. Lão già áo đỏ nhếch miệng cười, lại vung kiếm lên chỉ về phía Bạch gia. Người của huyết y môn ra sức phá kết giới, người của các thế lực khác cũng có khí thế ngất trời. Ở phía bên kia, Triệu Bân đã leo lên tới đỉnh núi. Hắn sử dụng bùa che lấp đế khiến cho mây mù lượn lờ bao phủ toàn bộ đỉnh núi, nếu như không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra trên đỉnh núi có người, mà các thế lực bên dưới cũng không rảnh để ý. Bọn chúng chỉ một lòng một dạ muốn phá vỡ kết giới hộ thiên của Bạch gia. Chờ tới khi kết giới hộ thiên bị phá vỡ hoàn toàn thì bọn chúng có thể dễ dàng xông vào cướp bóc. Chiến lợi phẩm ai cướp được là của kẻ đó. Triệu Bân nhanh chóng biến ra rất nhiều phân thân cùng rất nhiều xe nỏ, số lượng ước chừng khoảng 1.000 chiếc. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh cho nên hắn chỉ có thể mang đến đây chừng đó xe nỏ. Nếu như sớm biết ở đây sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy thì hắn đã chuẩn bị đầy đủ hơn rồi. Hắn nhất định sẽ lấy thêm một nửa số lượng xe nỏ của quân Xích Diễm đem tới đây. Chỉ có điều, 1.000 xe nỏ này chắc cũng đủ rồi. Phân thân của Triệu Bân đều đã đứng chỉnh tề, mỗi một phân thân phụ trách một xe nỏ đã được nhắm đúng hướng. Mục tiêu của xe nỏ chính là đỉnh núi nơi đám thi tộc đang đứng. Tại sao phải đánh thi tộc trước? Điều này rất quan trọng. Mỗi một kẻ của thi tộc đều mang theo 2 con thi khôi, giết một kẻ thi tộc tức là đã giết được 3 kẻ địch. Còn chưa xong sao? Ở một hướng khác còn có rất nhiều lão cường giả đang ẩn nấp nhìn về phía đỉnh núi kia. Nơi bọn họ đang ẩn nấp gần với đỉnh núi thi tộc đang đứng nhất, chỉ chờ khi Cơ Ngân cuồng oanh loạn tạc đỉnh núi đó thì bọn họ sẽ thừa dịp xông lên đánh chết thi tộc. Nếu như phối hợp ăn ý thì bọn họ có thể tiêu diệt toàn bộ thi tộc. Bọn họ là 31 cường giả cảnh giới chuẩn thiên, hoàn toàn có năng lực này. Làm việc thôi các bảo bối của ta. Triệu Bân phất tay áo. Nở một nụ cười rạng rỡ. Các phân thân của hắn còn cười sảng khoái hơn cả hắn. Bắn. Chúng ta sẽ bắn.
Bắn! Triệu Bân phất lá cờ nhỏ ra lệnh. Hắn vừa dứt lời thì một tiếng nổ lớn đã vang lên, phân thân đồng loạt khai mở cấm chế trên xe nỏ, ngay lập tức mưa nỏ mạnh xẹt qua bầu trời, trên mỗi một nỏ mạnh đều có lôi điện bao phủ mang theo lực sát thương cực lớn. Hửm! Kẻ cầm đầu đám thi tộc bất giác ngoái đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chỉ thấy nỏ mạnh đầy trời. Cường giả thi tộc thấy vậy thì liền biến sắc, con mợ nó, nỏ mạnh ở đâu ra vậy? Tránh đi! Kẻ cầm đầu đám thi tộc quát lớn, phi thân về phía sau. Nỏ mạnh không phải là chuyện đùa, đó là loại vũ khí chiến tranh có lực sát thương cực lớn, cho dù là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong cũng không dám đối kháng, nỏ mạnh có thể dễ dàng xuyên thủng chân nguyên hộ thể của bất kỳ ai. Né tránh! Đội hình thi tộc hỗn loạn, tản ra tứ phía bỏ chạy. Ông! Nó mạnh đã đáp xuống, có rất nhiều kê thi tộc bị xuyên thủng người. Những kẻ chưa bị bắn trúng thì kết cục cùng không tốt hơn là bao trên tất cả nẻ mạnh đều có dân bùa nề, hơn nữa bùa nổ này còn có thể vượt qua bùa chống nổ, vừa đáp xuống liền ầm ầm nổ tung, ngoài bùa nổ thì còn có độc châm bắn ra tứ phía, lực sát thương không hề kém cạnh. Ầm, ầm, ầm. Đỉnh núi bị bắn phá thành một đống hỗn độn, đất đá văng tung tóe. Đám thi tộc đang đứng trên đỉnh núi đều bị chấn bay, đội hình tan tác. Những kẻ có nội tình yếu còn bị chấn tan xương nát thịt. Đáng chết. Kẻ cầm đầu thi tộc giống giận, đám thi tộc còn lại cũng gầm giống. Các thế lực khác đang oanh tạc Bạch Gia đều ngẩn ra, không biết tại sao đồng bọn của mình lại bị hạ. Quân tiếp viện. Người của Bạch Gia thấy vậy cũng ngẩn ra. Á. Giữa những tiếng kêu gào thảm thiết, máu tươi phun lên nhuộm đỏ cả bầu trời. Nỏ mạnh chính là món vũ khí chiến tranh mạnh nhất. Triệu Bân điên cuồng oanh tạc, không biết đã diệt được bao nhiêu kẻ thi tộc, đám còn lại đều thương tích đầy mình, trên người đều trúng phải độc châm, lảo đảo đứng dậy giữa đám hỗn độn như kẻ say rượu. Giết! Nữ soái lạnh lùng lên tiếng, xông tới nhanh như chớp. Cô ta là người đầu tiên đứng dậy và cũng là người đầu tiên ra tay hạ sát. Kẻ cầm đầu đám thi tộc còn chưa đứng vững thì đã bị kiếm của nữ soái chém bay đầu, nét mặt vẫn còn choáng váng vì vụ nổ bây giờ lại bị choáng váng lần thứ hai, thật khốn kiếp, nỏ mạnh ở đâu ra, cường giả chuẩn thiên lại ở đâu ra đây. Đừng ham chiến tốc thắng. Tốc độ của quân Xích Diễm nhanh khủng khiếp, người nào cũng giống như một sát thần đánh thẳng vào đám hỗn loạn, luôn tung ra những đòn tuyệt sát. Mỗi một kiếm chém ra liền có một kẻ thi tộc ngã vào vũng máu. Đây đã không còn là đại chiến mà là đơn phương thảm sát, 31 cường giả chuẩn thiên vừa quét qua liền không một kẻ nào được sống sót. Tốc chiến tốc thắng. Mạnh mẽ sát phạt, thế như trẻ tre. Không cho thi tộc có chút thời gian nào để phản ứng. Chủ yếu là bởi vì đội hình đông đảo, 31 cường giả chuẩn thiên tuy không thể đánh lại hết tất cả các thế lực ở xung quanh nhưng để xử lý một đám thi tộc thì chiến lực vẫn tuyệt đối áp chế. Lại càng chưa nói tới đám thi tộc này trước đó đã bị nỏ mạnh làm cho bị thương. Mau! Cứu viện! Kẻ cầm đầu của các thế lực khác đều đã hạ lệnh, cho dù bọn chúng không hảo hữu lắm đối với thi tộc nhưng dù sao trong trận chiến này bọn chúng cũng là đồng bọn với nhau, cho nên phải ngay lập tức phái tới một đám quân tiếp viện cường đại. San bằng ngọn núi đó cho ta! Kẻ cầm đầu huyết y môn giống lên giận dữ, chỉ về phía ngọn núi nơi Triệu Bân đang đứng. Chỉ cần mắt không mù thì đều có thể nhìn thấy được nỏ mạnh đầy trời chính là từ đỉnh núi đó bắn ra, đáng tiếc trước đó bọn chúng chỉ lo công phạt Bạch Gia mà bỏ qua việc đề phòng xung quanh. Ông! Theo lệnh của kẻ cầm đầu, xe nỏ của các thế lực liên minh đều đã chuyển hướng ngắm bắn. Ngoài ra cũng có rất nhiều cường giả đang lăm le bao vây đỉnh núi đó, chờ thời cơ xông lên chém giết. Đánh ta! Triệu Bân cười lạnh. Sau khi xe nỏ của hắn bắn đợt đầu tiên thì hắn đã thu lại tất cả xe nỏ rồi. Tiếp theo hắn lại thi triển thuật triệu hoán ngược để nhảy ra khỏi ngọn núi, điều này cũng đã được lên kế hoạch từ trước. Ngay khi hắn vừa rời đi thì nỏ mạnh như mưa đã trút xuống đỉnh núi, thật sự đã san bằng ngọn núi đó. Rút! Quân của nữ soái đều đã rút lui. Cường giả thi tộc đều đã bị xóa sổ. Ít nhất thì bọn họ cũng đã chém đầu được hết cường giả chuẩn thiên của thi tộc, chỉ còn sót lại một ít tôm tép không thể nào đứng dậy nổi. Đây chính là tốc chiến tốc thắng, không thể để cho bản thân bị vây bắt, cho dù bọn họ có thể xóa sổ toàn bộ thi tộc nhưng chiến lực của các thế lực khác liên hợp lại vẫn mạnh hơn bọn họ rất nhiều,
vì vậy bọn họ chỉ có một tôn chỉ, vừa đến liền đánh, đánh xong bỏ chạy. Quay đầu, lại đánh tiếp. Về phần cơ ngân, bọn họ không hề lo lắng. Cái tên đó giỏi nhất là chạy trốn. Thật sự là quân tiếp viện sao? Trong thành, lão tổ Bạch Gia cùng các cường giả Bạch Gia đều cầm kính viễn vọng nhìn ra ngoài. Tất cả trông thấy đám thi tộc hung hăng trước đó trong phút chốc đã bị xóa sổ, chỉ còn lại một đám tiểu lâu la. Trận đánh lén nhanh như chớp không chỉ khiến cho thi tộc trở tay không kịp mà còn khiến cho chính bọn họ phải bất ngờ. Rõ ràng là nhóm người đánh lén đã lên kế hoạch hết sức chu đáo, trước dùng sức mạnh của xe nỏ cuồng oanh loạn tạc, sau đó mới cho cường giả chuẩn thiên ra dọn dẹp phần còn lại. Đội hình cường giả chuẩn thiên đánh lén thật sự không ít, nếu như bọn họ không nhìn nhầm thì có đến tận hơn 30 vị. Đây là quân tiếp viện từ đâu tới? Chẳng lẽ các thế lực hảo hữu của Bạch Gia đột nhiên cảm thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Lão tổ Bạch Gia thổn thức lẩm bẩm, nhưng ông ta cố gắng nhìn cách mấy cũng không nhìn thấy có bóng dáng nào quen thuộc. Lão tổ không gạt chúng ta, tất cả cường giả Bạch Gia đều gia tăng sĩ khí, chúng ta thật sự có quân cứu viện. Là ngươi phải không? Hai mắt của nhóc hám tiền sáng rực, cô nhóc có một dự cảm mãnh liệt cho rằng nhất định là Cơ Ngân hoặc Triệu Bân tới cứu viện. Hoặc có khi cả hai người bọn họ đều đã đến đây để cứu Bạch Gia. Chấm. Bắt sống cho ta. Lão Phu thật sự muốn xem là kẻ nào lớn gan như vậy. Kẻ cầm đầu huyết y môn giống lên phẫn nộ, tiếng giống vang vọng khắp đảo nhỏ. Kẻ này có tu vi không thấp, chiến lực cũng không tầm thường, ra lệnh hết sức dõng dạc. Dường như kẻ đó chính là kẻ đứng đầu liên minh công phạt Bạch Gia. Không cần kẻ đứng đầu hạ lệnh thì cường giả ở tứ phương cũng đã hành động, ai cũng muốn nhìn thử là thế lực nhà nào ăn gan hùm mật gấu, dám chạy tới đây làm hỗn loạn thế cục. Đợi tới khi bọn chúng tìm ra thì sau khi tiêu diệt Bạch Gia kế tiếp bọn chúng cũng sẽ tiêu diệt hết thế lực tiếp viện. Người đâu? Một số lượng lớn cường giả đã bao vây đỉnh núi vừa bị san bằng nhưng không nhìn thấy bóng người nào. Trên đỉnh núi này đã bắn ra vô số nỏ mạnh, chắc chắn trước đó ở đây có đặt không ít xe nỏ. Vì vậy cũng phải có không ít người điều khiển xe nỏ, thế mà bây giờ ngay cả một vết máu cũng không sót lại, không có dấu vết nào chứng minh trước đó ở đây đã từng có người khác. Một chút manh mối cũng không có. Người đâu? Mặt khác, nhóm cường giả nhảy ra đánh úp thi tộc cũng đã không còn thấy tăm hơi, trên mặt đất lúc này đầy dãy xác chết của thi tộc nhưng không nhìn thấy một kẻ đánh lén nào. Quân của nữ soái đã nhanh chóng rút lui, vừa đánh xong liền rời đi, không hề ham chiến. Đợi cường giả tứ phương đến tiếp viện cho thi tộc thì đã quá trễ. Lục soát. Kẻ cầm đầu huyết y môn lại hạ lệnh một lần nữa, sau đó thúc thú cưỡi bay lên trời. Phải lên cao thì mới phóng tầm mắt ra xa được. Hoãn đánh Bạch Gia một chút cũng không muộn, đám người đánh lén nhất định phải bị xóa sổ trước. Nếu không thì sau này bọn chúng sẽ liên tục bị đánh lén mà không thể làm gì được. Ta thật cơ trí. Triệu Bân đã ẩn thân sâu trong rừng. Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời, trên bầu trời lúc này có rất nhiều hải điêu đang bay lượn, trên mỗi một con hải điêu đều có một cường giả đang phóng tầm mắt ra khắp nơi để lục soát từng tấc đất một. Quân của nữ soái cũng đang ẩn thân rất kỹ. May mà hòn đảo nhỏ của Bạch Gia cũng không quá nhỏ, hơn nữa còn có rất nhiều rừng rậm núi non, muốn tìm thấy người cũng không dễ dàng. Bây giờ lại là ban đêm nên càng khó tìm kiếm. Ít nhất thì trong phút chốc bọn chúng sẽ không thể tìm thấy được họ. Lão Tổ. Bên trong thành cổ, tất cả cường giả Bạch Gia đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần xông ra. Chỉ cần Lão Tổ ra lệnh, bọn họ sẽ đồng loạt lao ra ngoài chém giết. Quân tiếp viện đã tới rồi, bọn họ cũng không thể trốn trong thành như thế này nữa. Chờ. Lão Tổ Bạch Gia đứng trên lầu cao cầm kính viễn vọng quan sát khắp nơi. Lúc này phải xem bọn họ phối hợp ăn ý tới cỡ nào. Nếu như bọn họ xông ra ngoài vào lúc thời cơ chưa tới thì chỉ mang cho quân tiếp viện thêm phiền phức. Nếu như ông ta dẫn dắt hơn 30 vị cường giả chuẩn thiên thì cũng sẽ lựa chọn cách từng bước tiêu diệt từng bộ phận của địch, tiêu diệt sinh lực của địch càng nhiều càng tốt, nhiều quân sẽ chiếm được lợi thế mà ít quân cũng không phải là không có chỗ tốt, hơn 30 vị cường giả chuẩn thiên kia chắc chắn đang chờ thời cơ xông ra đánh úp thêm lần nữa. Giết. Trong lúc lão tổ Bạch Gia đang quan sát thì chợt nghe thấy tiếng sói tru. Lọt vào trong tầm mắt là một bóng dáng khoác hắc bào đang bay thẳng lên trời.
Bóng dáng đó tất nhiên là của Triệu Bân, hắn đang nhảy ra để thu hút sự chú ý của địch. Chỉ là một tiểu võ tu địa tạng, còn muốn chạy đi đâu? Một tiếng quát lớn vang lên, ngay sau đó có một lão già mặc mãng bào cưỡi hải điêu đuổi theo Triệu Bân, lão ta cũng là một cường giả chuẩn thiên. Đang đuổi theo hắn còn có hơn 10 cường giả chuẩn thiên khác, tất cả đều muốn bắt sống Triệu Bân sau đó cậy miệng hắn để khai thác manh mối. Chẳng hạn như manh mối về lai lịch của thế lực tiếp viện Bạch Gia. Triệu Bân quay đầu lại nhìn thoáng qua lão già mặc mãng bào, sau lưng lão ta cũng chỉ có mười mấy người, chuyện này khiến cho hắn không hài lòng lắm, đám người này còn không đủ để hắn giết. Phải có càng nhiều người đuổi theo càng tốt, lúc đó hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực của địch. Nhưng ngẫm lại thì thấy chuyện này cũng bình thường. Hắn chỉ là một tiểu võ tu cảnh giới địa tạng, có mười mấy cường giả chuẩn thiên đuổi theo hắn đã là cho hắn đủ thể diện rồi. Nếu như hắn để lộ ra thân phận cơ ngân của mình thì mọi chuyện sẽ còn náo nhiệt hơn nữa, tất cả các thế lực đang công phạt Bạch Gia chắc chắn sẽ đều tụ lại tấn công hắn. Tuy nhiên thân phận cơ ngân không thể tùy tiện tiết lộ, như vậy sẽ gây rắc rối cho cả đại hạ, chỉ sợ tới lúc đó hắn còn dẫn sát thủ của các quốc gia khác tới đây. Thế gian ngọa hổ tàng long, số người muốn hắn chết sợ là chiếm tới tận 9 phần. Vèo. Tốc độ của hắn nhanh như chớp, trong nháy mắt đã nhảy ra khỏi đảo nhỏ Bạch Gia. Phía sau lưng hắn, lão già mặc mãng bào cùng hơn 10 cường giả chuẩn thiên cũng đang đuổi theo sát nút, vừa đuổi vừa đánh, ánh mắt của ai cũng lộ ra vẻ kỳ quái, tên tiểu võ tu này sao lại có thể chạy nhanh như vậy, mặc dù bọn chúng đều không thể nhìn ra thân phận của Triệu Bân nhưng bọn chúng biết đây chắc chắn là một nhân tài. Chạy nhanh như vậy, đều là nhân tài. Khi tới vách đá Triệu Bân mới đột ngột dừng lại, nói cách khác hắn đang đứng trước một khúc cua gấp thì liền mạnh mẽ lách sang một bên. Bùa tốc hành gián trên người khiến cho tốc độ của hắn càng thêm khủng khiếp, hắn phóng ngược về phía sau như một tia chớp. Dường như hắn đang muốn công phạt chính diện. Đây chính là chiêu hồi mã thương trong truyền thuyết. Muốn chết. Lão già mặc mãng bào cười lạnh, phất tay chém ra một luồng kiếm khí. Mười cường giả chuẩn thiên còn lại cũng không nhàn rỗi, tất cả đều đánh phối hợp với lão già mặc mãng bào, kết ấn thi triển cấm chế. Đối phương chỉ là một tiểu võ tu cảnh giới địa tạng, bọn chúng có thể thoải mái bắt giữ bất cứ lúc nào. Triệu Bân không ngốc, ngay khi còn cách đối phương 7-8 trượng thì hắn lại đổi hướng lao thẳng lên trời. Hửm! Đám cường giả đang đuổi theo hắn liền nổi trận lôi đình, thúc hải điêu dương cánh bay lên cao đuổi theo sát nút. Trong lúc đuổi theo thì bọn chúng nhìn thấy có rất nhiều mảnh giấy rơi xuống. Nói chính xác hơn thì đó là một đống lớn bùa chú, tất cả đều là bùa lôi quang, bùa chú vừa rơi xuống liền nổ tung tạo ra một quầng sáng chói mắt. Hự! Đám cường giả đuổi theo kêu rên, hai mắt đều đã bị bôi đen. Vừa mới khôi phục lại tầm mắt thì lại thấy có thêm bùa chú rơi xuống. Lần này không phải là bùa lôi quang nữa mà là bùa nổ. Nhìn thấy bùa nổ, tất cả đều bật cười chế nhạo. Trên người của bọn chúng đều có dán bùa chống nổ, còn muốn dùng bùa nổ đả thương bọn chúng hay sao? Làm người không thể quá tự tin. Như mấy lão già này, tự tin thái quá nên đều phải khóc hận, tuy rằng trên người của bọn chúng đều có dán bùa chống nổ nhưng vẫn bị bùa nổ của Triệu Bân làm cho tan xác. Đâu chỉ cho tiếng nổ vang, uy lực của đống bùa này cũng cực kỳ bá đạo. Cả người và thú cưỡi đều bị bùa nổ đả thương nghiêm trọng. Đến lượt ta. Triệu Bân từ trên trời xông xuống chém giết, trong tay cầm bá vương cung. Hắn dương cung cài tên, một mũi tên mang theo thiên lôi, một mũi tên mang theo huyền hoàng khí, một mũi tên mang theo thái âm chân khí, tất cả đều được bắn ra cùng một lúc. Có ba cường giả đuổi theo bị bắn gục tại chỗ. Chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi bắn ra ba mũi tên Triệu Bân vẫn không dừng lại mà liên tục dương cung cài tên khiến cho các cường giả còn lại lần lượt rơi xuống. Chỉ còn có lão già mặc mãng bào da dày thịt béo đã bị trúng hai tên của Triệu Bân nhưng vẫn chưa chết. Mặc dù hai mũi tên mà hắn bắn ra rất mạnh nhưng vẫn còn kém xa vạn kiếm quy nhất. Không còn cách nào khác, hắn không có phân thân truyền linh lực, mà không có nhiều phân thân thì không thể ngưng tụ đủ năng lượng để thi triển đại chiêu. Đáng chết! Lão già mặc mãng bào gầm giống trong lúc rơi xuống, tóc tai bù xù, bộ mặt dữ tợn vặn vẹo, lão ta vẫn còn đủ sức tung ra một chưởng đánh thẳng lên trời hóa thành hư ảnh một bàn tay lớn.
Triệu Bân không hề nao núng, Bá Vương cung trong tay đã đổi thành kiếm Long Uyên, một kiếm lôi phong từ trên trời giáng xuống đâm thẳng vào hư ảnh bàn tay lớn của lão già mặc mãng bào. Kiếm uy quá mạnh mẽ khiến cho lão già mặc mãng bào không thể ổn định được thân thể, vừa mới cố gắng vững vàng được một chút thì Triệu Bân đã quỷ mị lao tới, một kiếm chém bay đầu lão ta. Lão già mặc mãng bào chết trong phiền muộn. Lão ta là cường giả chuẩn thiên, còn có rất nhiều lá bài tẩy chưa lật mà đã bị giết chết thế này sao? Tất cả là do lão ta đã quá xem thường chiến lược của Triệu Bân. Có lẽ kể từ khi Triệu Bân ném ra bùa lôi quang thì mọi chuyện đã vượt xa tầm kiểm soát của lão ta. Một bước đi sai, thua cả ván cờ. Khi bị chiếu, ngay cả thở cũng không có cơ hội. Vèo. Triệu Bân nhanh chóng thu dọn chiến trường rồi lại phóng về phía đảo nhỏ Bạch Gia. Phương pháp chiến đấu này quả thật không tồi. Nếu như mỗi lần hắn quay về đều có thể dụ ra ngoài một số lượng lớn kẻ địch để tàn sát thì chỉ cần dụ thêm vài lần nữa là có thể tiêu diệt được toàn bộ kẻ địch. Trên đường đi hắn không ngừng nuốt vào đan dược cùng linh dịch, hắn vẫn chưa quen với việc bên phía đại địa linh mạch không có phân thân dự trữ năng lượng. Từ đầu đến giờ hắn liên tục thi triển đại chiêu và dùng bùa chú cho nên đã tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Cho dù có đan hải cũng không chịu nổi. Là ai đã xuống đó? Triệu Bân không ngừng lẩm bẩm, chính kẻ đó đã phá hỏng chuyện tốt của hắn. Đợi hắn cứu được Bạch Gia và đánh thức Liễu Tâm Như rồi thì hắn nhất định sẽ xuống dưới tìm hiểu đến cùng, xem thử là nhân tài nào đã hại hắn. Hắn còn chưa tới đảo nhỏ Bạch Gia thì đã nghe thấy thanh âm đại chiến điên cuồng truyền ra. Chắc là quân của nữ soái đã bắt đầu giao chiến với cường giả tứ phương. Chỉ có điều đó đều là những trận chiến cục bộ để dần dần tiêu diệt sinh lực địch, liên tiếp diễn ra hết trận này đến trận khác. Đúng như những gì hắn đoán, quân nữ soái đã chia làm 3 người một nhóm hoặc 5 người một nhóm, tách ra hạ sát dần dần cường giả chuẩn thiên của các thế lực khác. Khi trở về đảo nhỏ, hắn ẩn thân vào một rừng cây rồi ngẩng mặt lên nhìn trời. Trên bầu trời có rất nhiều thú cưỡi đang bay lượn, bất cứ chỗ nào có động tĩnh thì chúng đều tụ lại vây sát. Quân nữ soái không hề ngốc, bọn họ không ham chiến, có thể đánh liền đánh còn không thể đánh liền bỏ chạy, không để cho đối phương có cơ hội vây kích, một khi đối phương lộ ra sơ hở thì bọn họ mới xông ra chém giết. Phụt, phụt. Bởi vì bọn họ mà hòn đảo nhỏ lại nhuốm thêm đầy máu tươi. Những tiếng kêu la thảm thiết lại liên tục vang lên. Có một số kẻ chỉ vừa nhấc chân là đã bị chém bay đầu. Lão tổ, xông ra thôi. Bên trong thành cổ, cường giả Bạch Gia đã không thể kiềm chế được nữa. Chờ. Lão tổ Bạch Gia vẫn chậm rãi nói. Lúc này bọn họ càng cần phải bình tĩnh. Nếu cần sự giúp đỡ, quân tiếp viện chắc chắn sẽ gọi họ. Bây giờ quân tiếp viện vẫn chưa gọi tức là thời cơ vẫn chưa đến, nếu như bọn họ lao ra ngoài thì chỉ gây thêm phiền phức cho quân tiếp viện, có khi còn là hành động tự sát. Giữa các cường giả với nhau luôn có một sự ăn ý ngầm. Nếu như lúc này Bạch Gia thật sự xông ra ngoài thì quân nữ soái chắc chắn sẽ mắng chết bọn họ. Các người cứ bình tĩnh ở đó mà chờ đi. Giết! Triệu Bân lại chu lên như sói. Giọng nói này nghe quen ghê, nhóc hám tiền thầm lẩm bẩm, cẩn thận lắng nghe thì hai mắt liền phát sáng. Người có thể chu lên khí phách đến như vậy ngoài trừ Thánh Tử Thiên Tông thì còn có ai khác nữa? Mộng Nhi, cháu biết đó là ai sao? Lão tổ Bạch Gia liếc nhìn nhóc hám tiền hỏi. Cơ Ngân Thiên Tông, Bạch Nhật Mộng nhỏ giọng nói. Cơ Ngân, Thiên Tông. Lão tổ Bạch Gia cả kinh, người cứu Bạch Gia của ông ta lại chính là Thánh Tử Thiên Tông sao? Vậy 31 cường giả chuẩn thiên kia chính là người của Đại Hạ sao? Ông ta thật sự rất ngạc nhiên về khả năng của cháu gái mình. Ông ta biết cháu gái của mình sẽ nhờ Cơ Ngân giúp đỡ nhưng cũng không quá ôm hy vọng, ai sẽ vì một gia tộc nhỏ bé mà đến tận Nam vực này tiếp viện chứ? Phải biết rằng tất cả các quốc gia đều đang muốn ám sát Cơ Ngân, một khi thân phận của hắn bại lộ thì tình huống sẽ vô cùng tồi tệ, Thánh Tử Thiên Tông cao quý làm sao có thể đồng ý nhúng tay vào vũng bùn này, sợ rằng ngay cả Thiên Tông cũng sẽ không đồng ý. Ông ta không ngờ rằng Cơ Ngân thật sự đã đến. Hơn nữa còn mang theo nhiều cường giả chuẩn thiên đến tiếp viện, hắn đúng là một người trượng nghĩa. Có thể thấy mối quan hệ giữa cháu gái của ông ta và Cơ Ngân không hề tầm thường.
nếu không thì Thánh Tử Thiên Tông cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến đây. Nghĩ tới đây lão tổ Bạch Gia lại tự cười nhạo chính mình, kiếp này ông ta sống quá vô ích, ông ta cũng có bạn bè nhưng vào thời khắc sinh tử thì chẳng nhờ được một ai. Ông ta kết bạn còn không sáng suốt bằng cháu gái nhỏ của mình. So sánh như vậy đúng là cảm thấy đáng mỉa mai. Hóa ra bao nhiêu năm nay ông ta kết bạn với toàn gà chó. Thật sự đáng kinh ngạc. Tử Linh cũng kinh ngạc khi nghe nhóc hám tiền nói. Thánh Tử Thiên Tông có thân phận cao quý bậc nào chứ? Không ngờ hắn lại đồng ý đến Nam vực tiếp viện. Chẳng lẽ hắn không biết có bao nhiêu người đang muốn ám sát hắn hay sao? Đa tạ, trong lòng Bạch Nhật Mộng cảm kích vạn phần. Mối quan hệ giữa nhóc hám tiền và Cơ Ngân chẳng qua chỉ là từng cùng nhau cứu người của Triệu gia, giao tình cũng không quá sâu sắc, nhóc hám tiền phải tuyệt vọng lắm cho nên mới phái người tìm tới Cơ Ngân cầu viện, không ngờ Cơ Ngân lại thật sự trượng nghĩa đến như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì Triệu Bân? Dưới ánh trăng sáng, những tiếng ầm ầm vang lên không dứt trên đảo nhỏ Bạch Gia. Quân nữ soái giống như những bóng ma xuất quỷ nhập thần. Không thể công kích chính diện thì liền đánh lén là được. Các thế lực tứ phương bị chia cắt hỗn loạn, không chỉ phải đề phòng quân nữ soái đánh lén mà còn phải đề phòng Bạch Gia. Bên trong thành cổ Bạch Gia, lão tổ Bạch Gia cùng các cường giả khác của Bạch Gia đều đã đứng trên tường thành dương cung cài tên, bất cứ lúc nào cũng có thể công sát ra ngoài. Đáng chết! Rốt cuộc là thế lực nào tới đây? Kẻ cầm đầu Huyết Y Môn nghiến răng nghiến lợi, hung ác quát lớn. Chiến đấu lâu như vậy mà bọn chúng vẫn không biết lai lịch của đối phương ra sao. Bọn chúng đã đánh giá quá thấp Bạch Gia, không ngờ thật sự lại có người tới cứu viện bọn họ. Hơn nữa trận hình còn cực lớn, bọn chúng đều là cường giả chuẩn thiên nhưng vẫn bị tàn sát dần dần, lúc này có thể tiếp tục công phạt Bạch Gia mới là lạ. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, đám quân tiếp viện này liên tục đánh lén khiến cho bọn chúng tổn thất không biết bao nhiêu mà kể. Đảo nhỏ Bạch Gia náo nhiệt, trên mặt biển cũng náo nhiệt. Triệu Bân lại nhảy ra khỏi đảo nhỏ, đang chạy trốn bạt mạng. Thỉnh thoảng hắn lại ngoái đầu liếc nhìn ra phía sau. Lọt vào trong tầm mắt của hắn là một đám đông cường giả đang cưỡi hải điêu đuổi theo, ước chừng khoảng 20 người, cầm đầu là một lão giả áo bạc và một người đàn ông trung niên hói đầu cảnh giới chuẩn thiên. Đừng để lão phu bắt được ngươi. Ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Lão già áo bạc bộc phát khí thế mãnh liệt, không ngừng quát lớn. Lão ta đang tức giận đến bốc hỏa. Ở trên đảo tìm không ra quân đánh lén. Ra ngoài đảo lại đuổi không kịp một tiểu võ tu. Người đàn ông trung niên hói đầu ở bên cạnh lại càng phẫn nộ hơn, hai mắt đỏ ngầu bộc phát sát khí cuồng bạo, chỉ có quỷ mới biết được lão ta đã từng giết chết bao nhiêu người. Vèo. Triệu Bân lại chạy tới vách đá, bên dưới là những con sóng dữ dội đang gào thét. Hắn lại giở trò cũ, thi triển một chiêu hồi mã thương. Đám cường giả đuổi theo trong chớp mắt sững sờ, bọn chúng còn đang muốn đuổi kịp hắn không ngờ hắn lại đột nhiên quay ngược trở lại. Người đàn ông trung niên đầu hói nở nụ cười gian ác, bắt đầu kết ấn niệm chú. Đột nhiên sóng gió nổi lên, một con rồng ầm ầm bay ra khỏi biển, bí pháp độn thủy của lão ta tuy không mạnh nhưng kích thước của con rồng vẫn rất dọa người, nó đang lao tới muốn cắn nuốt Triệu Bân. Đóng băng! Người đàn ông trung niên hói đầu quát lên, lại thay đổi ấn quyết. Triệu Bân còn nhanh hơn, chưa kịp bị đóng băng thì đã xé nát con rồng. Xong việc hắn lại lao thẳng lên trời giống như một luồng sáng vàng chói mắt. Đi đâu? Đám cường giả giận dữ gầm thét thúc thú cưỡi đuổi theo sát nút. Trong lúc đuổi theo thì bọn chúng lại thấy có rất nhiều bùa chú từ trên trời rơi xuống, tất cả đều là bùa lôi quang. Hừ, bọn chúng cũng giống như đám cường giả trước đó. Tất cả đều bị bôi đen hai mắt. Chỉ có người đàn ông trung niên hội đầu là có thể cười được lão ta không bị bùa lối quang làm ảnh hưởng, đôi mắt vốn có màu đẻ bây giờ lại hóa thành màu bạc, không cần phải nói đó chính là một đội thiên nhân, đây là một nhân tài, Triệu Bân thở dài. Vừa dứt lời thì hắn lại phất tay, bùa lợi quang đã nể hết, đã đến lúc ném ra bùa nổ. Chút tài mọn, người đàn ông trung niên hói đầu cười lạnh, nhìn cũng không thèm nhìn. Có bùa nổ thì sao? Trên người lão phu còn có bùa chống nổ đây. Cười mãi rồi cũng sẽ có lúc không cười được nữa, đống bùa nổ vừa rơi xuống đã nổ tung, hơn nữa còn không hề bị ảnh hưởng bởi bùa chống nổ dán trên người lão ta. Lão ta không hề ngờ tới điều này cho nên ngay lập tức bị nổ bay ra ngoài, còn thú cưỡi của lão ta thì đã chết ngay tại chỗ.
Á! À, những tiếng kêu rên thảm thiết lại vang đầy trời. Không chỉ có người đàn ông hói đầu bị nổ trọng thương mà đám cường giả còn lại sau lưng lão ta cũng bị thương nghiêm trọng, vừa mới khôi phục lại tầm nhìn sau khi bị bùa lôi quang bôi đen hai mắt là đã trúng tiếp bùa nổ, thật quá khốn kiếp. Phụt, phụt. Cảnh tượng tương tự như lúc trước lại xảy ra. Đánh nhau với Triệu công tử nếu như không biết đề phòng thì có thể chết bất cứ lúc nào, giống như lão già Mặc Mãng bảo trước đó vậy, nếu như cho lão ta sống lại một lần nữa lão ta sẽ không bao giờ bị lừa, nhưng đáng tiếc không có chuyện đó, Triệu công tử đã lừa thì phải lừa cho chết ngay từ lần đầu tiên. Ông! Triệu Bân lại từ trên trời phóng xuống, dương cung cài tên. Máu tươi phun ra trên không trung như những đóa hoa đỏ thắm. Đám cường giả truy đuổi đều lần lượt rơi xuống, tất cả đều bị bắn xuyên người, ngay cả thú cưỡi cũng đều tan xác mà rơi xuống biển rồi bị sóng lớn nhấn chìm. Ngươi đã dùng rất nhiều bùa chú, để xem ngươi còn được bao nhiêu chân nguyên. Lão già áo bạc không những có thể chịu đòn mà còn có thể lẩn trốn rất giỏi, ba mũi tên liên tiếp bắn ra nhưng không bắn trúng lão ta lần nào. Người đàn ông trung niên hói đầu còn chút hơi tàn cũng phản ứng không chậm. Vừa kịp tung ra một chưởng đánh thẳng lên trời. Diệt! Lão già áo bạc cũng vung kiếm chém thẳng lên trời. Người đàn ông trung niên hói đầu mặc dù chưa động nhưng thiên nhãn đã lóe ra ánh sáng huyền dị, chắc chắn lão ta đang thi triển một loại bí thuật thiên nhãn nhắm vào đối phương để phong ấn, Triệu Bân đang muốn chạy trốn thì cảm giác được thân thể bị kiềm hãm. Một bên tấn công, một bên phong ấn. Hai cường giả chuẩn thiên phối hợp hết sức ăn ý. Phụt! Máu tươi phun lên vòng trời. Tất nhiên người bị giết không phải là Triệu Bân mà là người đàn ông trung niên hói đầu, lão ta có thiên nhãn thì Triệu Bân cũng có thiên nhãn, lão ta dùng thiên nhãn phong ấn Triệu Bân liền thi triển bí thuật thiên nhãn di thiên hoán địa. Kẻ phiền muộn nhất chính là lão già áo bạc. Lão ta đã dốc toàn lực để chém ra một kiếm trước đó. Đáng tiếc một đường kiếm của lão ta lại giết chết chính đồng bọn của mình. Người đàn ông trung niên hói đầu đến chết cũng không biết tại sao mình chết, không biết tại sao đối phương có thể thay đổi vị trí với mình. Một kiếm của lão giả áo bạc đã khiến cho người đàn ông trung niên hói đầu bị chém thành hai nửa. Thiên nhãn của ngươi thuộc về ta. Triệu Bân vươn tay ra đẩy người đàn ông trung niên hói đầu vào bên trong chiếc nhẫn ma. Di thiên hoán địa là một bí thuật rất lợi hại, thứ duy nhất không được hoàn mỹ chính là mỗi khi thi triển nó sẽ tiêu tốn rất nhiều động lực. Chết đi. Lão già áo bạc lại chém tới một kiếm tuyệt sát. Triệu Bân không hề có ý định đối kháng, hắn ngay lập tức phi thân bỏ chạy, lão già này chiến đấu theo kiểu sát thủ, phòng ngự rất kém nhưng công phạt thì rất độc đoán, uy lực của một kiếm mà lão ta vừa chém ra không hề kém cạnh nữ soái. Ngươi chạy không thoát đâu. Lão già áo bạc cười lạnh thi triển bí thuật. Sau khi lão ta kết ấn niệm chú, trên không trung liền xuất hiện một lò luyện đan khổng lồ bao trùm lấy Triệu Bân đang bỏ chạy, bên trong lò luyện đan có lửa cháy hừng hực, không phải là lửa thật mà là một dạng bí thuật hình thái. Muốn luyện hóa ta? Triệu Bân cười lạnh, mạnh mẽ mở ra thiên cương hộ thể. So với lò luyện đan thì thiên cương hộ thể càng bá liệt hơn, nó mạnh mẽ chấn vỡ lò luyện đan, lão già áo bạc cũng bị chấn lui về phía sau, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lão ta không nhìn nhầm. Đó chính là thiên cang hộ thể, là bí thuật của Dương Thiên Thế Gia, ngoại trừ người của Dương Thiên Thế Gia ra thì chỉ có một kẻ khác thông hiểu bí thuật này chính là Cơ Ngân của Thiên Tông. Bởi vì nhận ra cho nên lão ta mới càng khiếp sợ. Thảo nào tiểu võ tu cảnh giới địa tạng này lại có chiến lực ghê gớm đến vậy. Không ngờ Thánh tử Thiên Tông lại lặn lội đường xa đến tận Nam vực này nhúng tay vào vũng bùn Bạch Gia. Hắn phải biết rằng đang có rất nhiều người muốn giết hắn nhưng hắn lại chạy tới đây thay vì cố thủ ở Thiên Tông. Tiền bối, lên đường bình an. Triệu Vân lãnh đạm nói, trong nháy mắt liền biến mất. Ngay sau đó lại có thêm máu tươi phun lên thêm bầu trời, lão già áo bạc còn đang trong trạng thái khiếp sợ đã bị chém bay đều, nét mặt vẫn chưa hết nỗi khiếp sợ. Lão ta nhận ra Cơ Ngân thì thế nào, cuối cùng vẫn không có thời gian để phản ứng, liền bị hắn thuấn thân giết chết. Tìm. Triệu Bân lại hóa ra phân thân vớt xác. Trong lúc đó hắn đã móc thiên nhãn của người đàn ông trung niên hói đầu ra để dùng tinh quang của nó bổ sung cho đồng lực thiên nhãn của mình. Đáng tiếc. Cặp thiên nhãn này có cấp bậc rất thấp, không bổ sung được bao nhiêu đồng lực. Vèo.
Sau khi thu dọn chiến trường, Triệu Bân lại xoay người rời đi. Trong thời gian này hắn vẫn không ngừng nuốt đan dược cùng linh dịch, lúc trước hắn có phân thân ở đại địa linh mạch không ngừng truyền chân nguyên cho hắn, bây giờ ở đó không có phân thân cho nên hắn thi triển bí thuật nào cũng đều hao tổn chân nguyên có sẵn, hắn đã sử dụng rất nhiều bùa chú, thật sự là không thể gánh được nữa. Ngao, ngao. Bên trong đan hải của hắn, Tiểu Kỳ Lân đang rít lên không ngừng. Cả hai tâm linh tương thông, Triệu Bân cũng tự biết ngụ ý. Tên nhóc đó muốn trợ chiến cho hắn. Tuy nhiên, trừ khi đó là biện pháp cuối cùng thì hắn cũng sẽ không thi triển kỳ lân hóa, nếu như hắn gây ra động tĩnh quá lớn thì thân phận sẽ bại lộ. Nam vực không giống đại hạ, hơn 30 cường giả chuẩn thiên kia cũng không thể bảo vệ được cho hắn. Đột nhiên hắn lại nhìn thấy sóng lớn dâng cao. Triệu Bân khẽ nheo mắt. Đó không phải là sóng dữ do biển khơi sinh ra mà là bí thuật độn thủy. Sóng lớn như vậy võ tu bình thường không thể nào làm ra được, chỉ có cường giả chuẩn thiên mới có thể làm ra được. Với chiến lực của cường giả này thì chỉ cần một kích liền có thể giết chết võ tu địa tạng như hắn. Vèo. Trong lúc hắn còn đang quan sát thì có một người đã nhảy ra khỏi những con sóng lớn. Đó là một nữ tử tóc xanh tỏa sáng dưới ánh trăng. Làn tóc mượt mà rực rỡ như lấp lánh ánh sao tạo nên ý cảnh đẹp như mơ. Là cô ta. Triệu Bân nhìn thấy cô ta liền muốn bỏ chạy. Đó là nữ tử tóc xanh mà hắn đã từng gặp ở ma vực, để cướp lại bất diệt chiến kích hắn còn lột sạch quần áo của người ta. Trời đất chứng giám, khi đó hắn thật sự không biết cô ta là nữ nhân, sau khi ra tay thì hắn mới biết được. Không ngờ hắn lại gặp cô ta ở đây. Đã nói mà. Nam vực ngọa hổ tàng long. Nữ tử tóc xanh này chính là một nhân tài, huyết mạch của cô ta hết sức bá đạo, hắn còn nhớ rõ đêm đó một chiêu băng thiên tuyết địa của cô ta suýt chút nữa đã khiến cho hắn đông cứng tới chết, giờ phút này nghĩ lại hắn còn cảm thấy lạnh toát sống lưng. Bị đuổi giết. Triệu Bân lẩm bẩm nhìn nữ tử tóc xanh, thân hình của cô ta lúc này đã nhuộm đầy máu tươi, thất tha thất thểu chạy trốn. Chắc hẳn là thương tích của cô ta rất nặng. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hắn đoán không sai. Đằng sau cô gái tóc xanh là một người với sát khí ngút trời. Một tên tóc đỏ như máu, nhìn ngoại hình là thanh niên vậy thôi chứ thật ra là một lão già, thuộc cảnh giới chuẩn thiên đúng nghĩa, cũng có huyết mạch đặc biệt như cô ta. Lão ta truy sát cô gái tóc xanh như thế chắc là vì muốn có căn nguyên của cô ta. Triệu Bân không nghĩ gì nhiều mà lao tới ngay. Không phải hắn lo chuyện bao đồng, mà vì cô gái tóc xanh có ơn với hắn. Tối hôm đó, lúc Thiên Vũ cõng hắn bỏ chạy, cô gái tóc xanh đã từng ra tay tương trợ, lúc hắn chiến đấu đến lúc kiệt sức, cô ta cũng từng giúp đỡ hắn, giờ đối phương bị truy sát thì sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn được. Ngươi có thể chạy đi đâu được. Tên tóc đỏ cười nham hiểm, kẹp ngón tay, chém ra một luồng kiếm khí. Cô gái tóc xanh cố đứng vững. Giơ kiếm ra đỡ trước ngực nhưng không thể đỡ được kiếm khí của đối phương. Không phải cô ta không cản nổi mà là vì cô ta đang bị thương quá nặng, không thể phát huy được toàn bộ sức chiến đấu trong trạng thái thế này được. Vây! Cô ta vẫn chưa kịp đứng vững lại thì đã có cảm giác cơ thể bị trói chặt. Là phong ấn của tên tóc đỏ, lão ta đã trói cô ta lại giữa không trung, dù chân nguyên của cô ta cuộn trào thì cũng không có tác dụng gì. Có huyết mạch bá đạo thì đã sao? Sau khi trải qua cuộc chiến sinh tử thì vẫn bị truy sát, cô ta đã như ngọn đèn sắp cạn dầu. Huyết mạch của cô đã thuộc về ta. Tên tóc đỏ cười nham hiểm, để lộ hết hàm răng trắng bóng. Lão ta đưa tay ra từ phía xa, ánh mắt rực lửa, không chỉ chất chứa sự tham lam mà còn có cả sự dâm dục. Lão ta là một lão tiền bối thích cái đẹp, mà cô gái tóc xanh thì lại có một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế. Cô gái tóc xanh ho ra máu. Sức lực cũng cạn kiệt. Lúc này ý thức của cô ta cũng đã trở nên mơ hồ. Chắc hôm nay cô ta khó thoát khỏi được cái chết. Trong giây phút sinh tử, có một bóng người xuất hiện, trong đầu cô ta đột nhiên thoáng qua hình ảnh tên lưu manh đã lột đồ mình ở ma vực, tên đó là một sát thần, giết rất nhiều người đến mức xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Sao lại nhớ đến ngươi chứ? Cô gái tóc xanh bần thần, nở nụ cười khó hiểu. Một tiếng ầm vang lên, bàn tay của tên tóc đỏ đã tới gần như bàn tay ma quỷ muốn kéo cô ta xuống địa ngục. Cô ta buông lỏng cánh tay, lá bùa trước ngực lóe sáng,
đó là bùa dùng để tự sát. Nhưng chính vào lúc đó, có một bóng người màu vàng kim phóng từ trên trời xuống, khí thế ngút trời khiến phong ấn bị chấn động đến nát tan. Hắn đã đấm tan bàn tay chỉ bằng một cú đánh, đến cả tên tóc đỏ cũng phải hừm lên khó chịu và lùi về sau. Cô gái tóc xanh ngây ra. Bóng lưng đó rất quen thuộc với cô ta, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Thấy ở đâu chứ, là ở ma vực. Mới lúc nãy bóng dáng đó còn xuất hiện trong đầu cô ta đây mà. Chính vì cô ta đã nhận ra nên đầu óc mới say sẩm, nghĩ gì có nấy, thần kỳ đến vậy sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tư thế anh hùng cứu mỹ nhân của tên lưu manh này trông cũng rất ngầu. Phía đối diện, tên tóc đỏ đã lập tức đứng vững lại. Triệu Bân cũng đã đứng vững, vô cùng uy phong. Còn trẻ như vậy, không lo tu đạo mà lại học đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tên tóc đỏ cười nham hiểm, không hề nổi giận, tối nay may mắn thật, có người không sợ chết, đến tặng của cải cho lão ta nữa. Ra đâu rồi mà sao lại không biết xấu hổ, Triệu Bân bẻ lại. Miệng mồm lanh lợi quá nhỉ, tên tóc đỏ cười lạnh lùng, tiến lên hai ba bước rồi đánh qua như một bóng ma, đưa tay tóm lấy cổ của Triệu Bân, vì cảm thấy hắn ngứa mắt nên định hành hạ trước. Soạt, Triệu Bân không sợ mà cũng xông thẳng lên. Ây già, tên tóc đỏ nhướng mày. Tốc độ của tên nhóc này cũng đâu có chậm, không ngờ lại có thể theo kịp được tốc độ của lão ta. Triệu Bân đâu chỉ có tốc độ nhanh mà còn đánh nhau rất dữ nữa. Tên tóc đỏ thò tay ra và để lộ sơ hở, hắn thấy vậy liền chớp thời cơ, xuất ngay chiêu hám sơn quyền, đấm thẳng lên ngực đối phương. Đấm đó đủ khiến cho tên tóc đỏ phải khó chịu. Vì đánh giá thấp Triệu Bân nên đòn này làm lão ta phải hộc máu nặng. Cô gái tóc xanh ngước mắt lên, nhìn theo tên tóc đỏ đang bị bay ra xa. Nhìn thần thái của tên đó thì biết là lão ta rất đau. Thánh tử của Thiên Tông đâu phải cảnh giới địa tạng bình thường, ăn một đấm của hắn thì chắc xương ngực cũng vỡ nát hết rồi. May mà không phải là trạng thái kỳ lân hóa, nếu không thì đấm đó của hắn đã có thể khiến lão ta tàn phế rồi. Đúng vậy, đấm đó đã khiến lão ta rất khó chịu. Tên tóc đỏ hộc máu, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ là một tên cảnh giới địa tạng mà sức chiến đấu lại mạnh đến thế sao? Cô gái tóc xanh nhìn tên tóc đỏ rồi lại nhìn sang Triệu Bân. Ngây ra gì vậy chứ? Còn không mau bồi thêm cho một nhát nữa. Đáp lại cô ta là chữ nổ vang lên lanh lảnh của Triệu Bân. Khi đấm ra đấm lúc nãy thì hắn đã tiện tay tặng thêm cho đối phương mấy lá bùa nổ. Nói nổ là nổ ngay. Tên tóc đỏ vẫn chưa kịp đứng vững lại thì đã lập tức bị nổ tan tành nửa thân dưới, còn có cả một cánh tay đầy máu me bay từ trên trời xuống. Sững sờ. Tên tóc đỏ ngơ mặt ra. Vậy là ta đã bị nổ rồi sao? Trên người ta có bùa chống nổ mà. Kiếp sau phải biết thẹn biết xấu hổ một chút nghe chưa? Triệu Bân đã rút kiếm, lúc này đánh tiếp thì mới có lợi. Cô gái tóc xanh nghe hắn nói vậy thì muốn bật cười, hắn có thể mặt dày thêm một chút nữa không? Người biết xấu hổ là thứ gì không hả? Đánh nhau với họ là lột đồ họ, đấy là thói xấu gì thế chứ? Người bình thường có thể làm ra được mấy chuyện như thế không? Phụt! Huyết quang xuất hiện. Đầu của tên tóc đỏ bị Triệu Bân chém xuống, đến lúc chết mà mặt lão ta vẫn còn ngơ ngác, một phát là chết ngay, không ngờ một người thuộc cảnh giới chuẩn thiên như lão ta mà lại bị giết gọn trong tay của một tên tiểu võ tu, có còn thiên lý nữa không? Soạt! Triệu Bân nhanh tay lẹ mắt, thu tên tóc đỏ lại. Lúc này, hắn mới cất kiếm và quay lại. Hắn không tháo mặt nạ, làm việc tốt mà, tốt nhất là không nên để lại tên tuổi, đặc biệt là với người quen. Để người ta nhận ra mình thì ngại biết bao, tối đó thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Đa tạ đạo hữu đã tương cứu. Cô gái tóc xanh chắp tay cảm ơn, giả vờ như không quen biết. Nghe người ta nói cơ ngân của Thiên Tông không biết ngại, nếu như cô ta bóc trần thân phận của hắn thì rất có khả năng hắn sẽ giết luôn cả cô ta, không chừng còn hiếp trước giết sau nữa. Nhóc con, cô nghĩ nhiều quá rồi. Nguyệt thần liếc mắt nhìn cô ta rồi liếc sang Triệu Bân, thận tên này không tốt. Chuyện nhỏ mà. Triệu Bân mỉm cười, đưa tay qua. Cô gái tóc xanh giật mình, giật lùi về sau, chân vấp suýt chút ngã xuống. Sự thật chứng minh cô ta thật sự đã nghĩ quá nhiều. Mặc dù Triệu Bân không biết xấu hề nhưng cũng hiểu lễ tiết, hắn đưa tay ra là để đặt lên vai cô lại truyền chân nguyên cuồn cuộn vào chân nguyên mạnh và nóng rực, giúp cô ta loại bỏ sát ý còn sót lại trong cơ thể.
Mặt cô gái tóc xanh ứng độ, cô ta cứ tưởng đậu. Hắn lại định lột đề mình nữa chứ. Cô ta chưa kịp định thần lại thì Triệu Bân đã bóp miệng cô ta ra, không quan tâm là cô ta có đồng ý hay không mà cứ thế nhét viên linh dược trị thương vào trong. Động tác của hắn rất thô lỗ, khiến cô ta bị nghẹn, nước mắt chảy dài. Mà cũng không thể nói là hắn thô lỗ được, chỉ là tâm tư của Triệu công tử đang để ở chỗ khác và đang muốn rời khỏi đây thật nhanh thôi. Nhìn về phía xa, bầu trời trên đảo của Bạch Gia lại nhuốm đỏ. Không cần nhìn cũng biết bên đó đang chiến đấu ác liệt, hắn phải đến giúp đỡ. Hả? Triệu Bân liếc mắt, hắn đã ngửi thấy mấy luồng khí tức mạnh. Cuối cùng dùng mắt nhìn cũng có thể thấy mấy kẻ áo đen lao tới, khí thế quá mạnh mẽ nên nơi họ đi qua đều mang theo sóng biển dâng cao tận trời. Đây đúng là cao thủ chuẩn thiên, hơn nữa đối phương còn đang nhào tới. Chẳng lẽ mấy người này cũng là tới bắt cô gái tóc xanh? Là người nhà của ta, thấy sắc mặt Triệu Bân khó nhìn thì cô gái tóc xanh mới nói một câu. Rất tốt. Triệu Bân đáp một tiếng rồi xoay thân rời đi. Vốn dĩ hắn còn đang rối rắm là nên thu xếp cho đối phương thế nào. Mà giờ người thân người ta đã đến đón thì đây là cách tốt nhất rồi. Quan trọng là hắn không có thời gian để quan tâm. Bên kia chẳng phải còn đang chiến đấu sao, hắn phải đi chi viện Bạch Gia. Cơ. Cô gái tóc xanh thấy vậy thì đuổi theo một bước. Nhưng chưa đợi chữ ngân được nói ra thì Triệu Bân đã biến mất tâm. Tên lưu manh này. Hai mắt cô gái tóc xanh bốc hỏa, cô ta tức giận dậm chân, vốn dĩ cô ta muốn tìm cơ ngân tâm sự, nội dung là chuyện đêm đó, thế mà hắn lại hớt ha hớt hải chạy biến mất tâm, làm gì mà vội dữ thế, vội vàng đầu thai à. Vèo vèo. Khi đang tức giận thì mấy người áo đen cũng đã tới. Thấy cô gái tóc xanh, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất. Cô gái tóc xanh không đáp, cô ta vẫn đang lo nhìn theo hướng Triệu Bân rời đi. Ở đây mà gặp được cơ ngân thiên tông thì đúng là ngoài ý muốn, người này còn cứu mạng cô ta nữa chứ. Đây chẳng lẽ là duyên phận sao? Thánh nữ. Mọi người thăm dò gọi một tiếng. Bấy giờ cô gái tóc xanh mới thu mắt, trong lòng có chút mất mát. Thời buổi loạn lạc, vẫn nên mau chóng về gia tộc thôi, mọi người khuyên nhủ. Ừ, cô gái tóc xanh đáp, sau đó cô ta xoay thân rời đi, khi đã đi xa, cô ta vẫn không quên ngoái lại nhìn khiến mọi người nhướng mày, ai cũng quay đầu lại để xem sao, sau đó họ thấy sóng to gió lớn đập vào tầm mắt. Bùm, ầm. Trên đảo nhỏ của Bạch Gia, âm thanh nổ vang không ngừng. Triệu Bân chạy tới, bên kia đang đánh nhau kịch liệt. Là một lão tướng của quân Xích Diễm để lộ sơ hở, bị đối thủ tìm được tung tích, cường giả tứ phương đang vây giết ông ta. Nhưng vì chân cẳng nhanh nhẹn, dù mặt đã có máu nhưng người này vẫn khỏe như vâm, chẳng khác nào một con sư tử mạnh mẽ đấu đá lung tung trong núi rừng. Cũng vì người này làm ầm làm ý nên hiện trường mới hỗn loạn, tạo ra không ít cơ hội ám sát cho đám người nữ soái. Không ít cường giả vây giết ông ta, mấy người nữ soái lại ở phía sau đánh lén. Vài người vừa tiến tới là đã bị diệt, không chừng lão tướng quân Xích Diễm này chính là nghi binh phái ra để dụ địch. Một trận chiến như vậy, với năng lực chỉ huy của nữ soái thì hắn chẳng hề có chút nghi ngờ. Không có vài chiến tích thì không lên làm thống soái quân Xích Diễm được. Triệu Bân không tham giá mà canh chừng chờ cơ hội. Chẳng biết từ lúc nào mà âm thanh ầm ầm cũng tắt ngúm. Không phải là không muốn đánh nữa mà là lão tướng kia biến mất rồi, chẳng biết trốn ở đâu nữa. Đừng nói kẻ địch, chính hắn cũng chẳng tìm thấy. Phế vật. Một đám vô dụng. Thủ lĩnh dính đầy máu phẫn nộ la hét, đánh tới hơn nửa đêm mà có một tên cũng chẳng bắt được, tổn thất không ít nhân mã, đúng là quá bực bội, mà đâu chỉ bực, còn sứt đầu mẻ trán tới mức này nữa. Một trận chiến toàn thắng lại bị thành ra thế này. Lời này của đối phương làm mấy cường giả chung quanh không vui. Đặc biệt là cao thủ chuẩn thiên, mặt mũi tối tăm vô cùng, từ khi tiến vào chuẩn thiên, đây là lần đầu họ bị người ta mắng là phế vật. Ngươi ngon thì ngươi lên đi. Giận thì giận nhưng người thì vẫn phải tìm. Tối nay phải giải quyết đám đánh lén. Nếu không họ chắc chắn không đánh sụp được Bạch Gia, có người ở sau lưng quấy rối, chiếm được mới lạ. Giết! Tiếng hét này lại vang vọng cả bầu trời.
Có điều lần này không phải Triệu Bân La mà là ông lão áo tím, cũng là lão tướng của quân Xích Diễm, cao giọng khí phách quát một tiếng dẫn chiến, nhưng vừa hét xong thì người này lại lao đầu chạy ra ngoài đảo. Qua đó, tiếng quát vang lên, 3, 5, 10 bóng dáng đuổi theo, trong đó có 3 chuẩn thiên, khí thế hừng hực, sát ý ngập trời, dáng vẻ như thể không giết được ông lão áo tím là sẽ không chịu yên. Bù! Sau họ là một bóng người xinh đẹp đuổi theo. Triệu Bân chớp mắt nhìn, hắn thấy rõ ràng, bóng dáng nọ là nữ soái. Hiển nhiên đây là kế hoạch đã bàn bạc trước, ông lão áo tím mạnh thật nhưng đội hình đuổi giết cũng không yếu. Hai tay khó dịch lại bốn đấm, vì thế ông ta cần thêm trợ lực mạnh mẽ, mà trợ lực này thì nữ soái đảm nhận là phù hợp nhất. Với chiến lực cực cao, cô ta hoàn toàn có thể đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết gọn ghẽ rồi quay lại. Chiến lược rất đỉnh. Hơn nửa nhân số đều bị sự ầm ĩ trong đảo thu hút, gần như chưa về lại. Thấy rồi Triệu Bân mới thu tầm mắt lại. Hắn như bóng ma, xuất quỷ nhập thần, mỗi nơi đi qua, hắn để lại một tấm bùa nổ. Cứ cách một khoảng thời gian, hắn lại kích nổ một tấm. Mỗi khi có âm thanh, cao thủ chung quanh sẽ như chim sợ cành cong, kéo nhau chạy qua truy đuổi. Khi tới thì lại không thấy bóng người. Triệu Bân cũng không ngu. Địch ngoài sáng, họ trong tối, đây là ưu thế. Gây náo loạn, phải gắng sức ầm ĩ. Cường giả quân Xích Diễm cũng làm hành động như thế, không biết họ để lại bao nhiêu bùa nổ, chờ một lúc là lại kích nổ, cứ thế, đám cường giả khắp nơi kia cứ chạy qua chạy lại. Tình cảnh này như đang dắt chó vậy. Mà đám người Triệu Bân chính là người nắm dây. Loạn chút mới tốt. Rối loạn mới dễ đục nước béo cò. Giết! Rất lâu lại nghe tiếng Triệu Bân chu lên. Âm thanh này thì nhóc ham tiền nghe rất rõ, hai mắt sáng rực, đúng là cơ ngân rồi. Qua đó đi! Bao vây tên đó! Bắt sống cho ta! Trong rừng núi âm u, nhiều tiếng la hét xen lẫn vào nhau. Triệu Bân dương giọng la, mọi người lập tức bao vây, thằng danh này đúng là đàn ông, không hề chạy trốn. Hắn bị cả đám người chặn ở vách núi, vì diễn cho giống, hắn còn phun ra một búng máu khiến người nhìn có ảo giác là tên này đang bị thương nặng. Đúng là diễn xuất đoạt giải Oscar mà, đi đâu cũng thực dụng, bằng không thì sao câu được cá lớn. Trên mặt đất nhìn như trống trải không có gì. Nhưng thực ra nơi này chôn rất nhiều bùa nổ. Chạy à? Sao không chạy nữa? Cao thủ khắp nơi nhe răng cười, hai mắt đỏ ngầu hung ác như ma quỷ. Cuối cùng cũng tóm sống được. Họ sẽ không giết, dù muốn giết thì phải cạy ra bí mật trước, phải hỏi cho ra tên này là thuộc nhà nào, rốt cuộc nhà nào mà gan dạ như vậy, dám nhúng tay vào trong vụ này, chờ hỏi được thì họ sẽ có mục tiêu, đợi diệt được Bạch gia, kế tiếp sẽ là đối phương. Mệt mỏi quá, nghỉ lát đã. Triệu Bân ho ra máu, nói nghỉ là nghỉ, hắn đặt mông ngồi xuống. Diễn tới mức này chắc chẳng có ai ngoài hắn. Dù là ai nhìn thì cũng đều sẽ nghĩ hắn đã từ bỏ việc chống cự. Nhiều cường giả như vậy, cả đám đông đúc, trên không lại có tòa kỵ phi hành trấn thủ, dù chắp cánh bay cũng khó thoát, dù có cánh thì mẹ ngươi cũng chẳng trốn nổi. Tóm hắn, một tên trung niên mãng bào hét. Không cần phải nói, có không ít người đều đã lao tới, kẻ nào cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Triệu công tử cũng đang cười. Nụ cười hết sức rạng rỡ làm lộ ra hai hàm răng trắng nhởn. Không hiểu sao khi nhìn thấy hắn cười thế này thì tất cả mọi người đều có cảm giác lạnh toát sống lưng. Nổ, Triệu Bân quát lớn. Hắn vừa dứt lời thì núi rừng liền trở nên náo nhiệt, tiếng nổ lớn vang lên bốn phía cùng với những tiếng kêu la thảm thiết, cây cối, đất đá, con người. Đều bị nổ thành một đống hỗn độn, đừng nói là người ở trên mặt đất. Ngay cả thú cưỡi ở trên không trung cũng bị chấn đến mức bay không nổi, loạng choạng muốn rơi xuống đất, có một số cường giả ở trên thú cưỡi thật sự đã không thể đứng vững được nữa cho nên liền lần lượt rơi xuống đất, cuối cùng lại bị bùa nổ làm cho tan xác. Nói đùa, Triệu công tử đã tự mình làm mồi nhử thì sao cục diện có thể không náo nhiệt cho được. Chỗ này đông người, kích nổ là thích hợp nhất. Phương pháp chiến đấu của hắn, người bình thường chắc chắn không làm nổi. Về phần hắn, ngay từ lúc bắt đầu ném bùa nổ thì hắn đã thi triển thuật triệu hoán ngược để nhảy ra ngoài, trên đường đi hắn đã giải không biết bao nhiêu bùa nổ khiến cho chân nguyên của hắn gần như cạn kiệt. Tuy nhiên,
tất cả đều đáng giá. Lần làm mồi nhử này không biết hắn đã làm nổ chết bao nhiêu người, cũng không biết đã làm nổ tàn phế bao nhiêu cường giả, trong số đó còn có không ít cường giả chuẩn thiên. Nếu như trong tay có đủ bùa nổ thì lực sát thương do chúng gây ra thực sự rất khủng khiếp. Hự! Những tiếng kêu la thảm thiết nghe như tiếng lệ quỷ rên rỉ. Nhìn khu vực đó bây giờ mới khủng khiếp làm sao, rừng núi hỗn độn, máu đổ thành sông, xác người chất đống, tay chân văng đầy đất, không ít xác chết bị cháy đen không còn ra hình người, thậm chí còn truyền ra mùi thịt nướng. Giết! Từ trong bóng đêm lại có một nhóm người xông ra ngoài. Đó chính là quân Xích Diễm, Triệu công tử kích nổ xong thì tới lượt bọn họ càn quét, ai cũng giống như một sát thần, đi tới đâu là chém giết tới đó, cường giả tứ phương vừa mới bị nổ thảm thương, đầu óc ông còn chưa kịp đứng vững thì đã bị quân Xích Diễm chém bay đầu. Bao vây chúng. Kẻ cầm đầu Huyết Y Môn giống giận, tự dẫn theo một nhóm nhỏ xông tới chém giết. Thấy vậy, cường giả quân Xích Diễm liền nhanh chóng rút lui, vẫn với tôn chỉ đó. Vừa đến liền đánh, đánh xong liền rút lui. Tự chơi một mình đi. Triệu công tử không chậm, vội vàng xoay người. Tuy nhiên lần này hắn không được may mắn cho lắm, hắn vừa xoay người lại thì đã nhìn thấy được một thanh chiến mâu màu đen đang phóng tới mà không có chút động tĩnh gì, hắn lùi lại nhưng không kịp, bị thanh chiến mâu đóng thẳng lên vách đá phía sau. Kẻ ra tay là một thiếu niên tóc tím. Thiếu niên này rất quỷ dị. Ở giữa ấn đường có một con mắt thứ ba đỏ ngầu, quanh thân có sát khí bao trùm, khí huyết lạnh như băng biến hóa kỳ lạ còn mang theo tiếng kêu rên của lệ quỷ. Lại thêm một lão yêu quái nữa. Triệu Bân rút thanh chiến mâu ra, chậm rãi quan sát đối phương. Cho dù đối phương có hình dáng như một thiếu niên nhưng kỳ thực lại là một lão yêu quái thường xuyên sử dụng đan dược bảo dưỡng thanh xuân cho nên mới cải lão hoàn đồng, dáng dấp mặc dù không cao nhưng nội tình hết sức hùng hậu. Thanh chiến mâu này suýt chút nữa đã đóng thẳng vào mệnh môn của hắn. Tiểu võ tu địa tạng, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Thiếu niên tóc tím âm hiểm cười nói, Triệu Bân là võ tu địa tạng đầu tiên có thể đỡ được thanh chiến mâu của hắn ta mà không chết. Có thể thấy tên nhóc này mạnh mẽ đến cỡ nào. Thiên nhãn thật tốt. Triệu Bân chăm chú nhìn vào con mắt thứ ba màu đỏ như máu của thiếu niên tóc tím, giữa màu đỏ tươi lại lóe ra ánh sáng yêu dị. Càng nhìn vào lại cảm thấy tâm thần hoảng hốt, nếu như hắn đoán không sai thì thiên nhãn này chuyên dùng để đẩy người khác vào huyễn cảnh, ngay cả người có thiên nhãn như hắn mà còn cảm thấy tâm thần hoảng hốt thì huống chi là người bình thường. Phong! Thiếu niên tóc tím hừ lạnh một tiếng rồi chọc ngón tay tới. Đó không phải là một chiêu tuyệt sát mà là một chiêu phong ấn, một tiểu võ tu cảnh giới địa tạng lợi hại như thế này hắn ta cũng không nỡ giết, hắn ta quyết định sẽ bắt sống Triệu Bân đem về nghiên cứu. Chắc chắn có thể nghiên cứu ra không ít bí mật có lợi cho mình. Triệu Bân cười lạnh, khí lực dâng lên, hắn mạnh mẽ phá vỡ phong ấn sau đó dẫm lên hư không rồi bay vút lên trời cao. Thiếu niên tóc tím lộ ra vẻ mặt dữ tợn, chỉ còn nửa cái mạng mà vẫn còn muốn chạy sao. Cũng đủ để giết ngươi rồi. Triệu Bân liếc mắt nhìn nhưng không quay đầu lại. Có người đuổi giết cũng tiết kiệm cho hắn bớt thời gian đi dẫn dụ. Nói thật ra thì trạng thái của hắn lúc này không ổn một chút nào, sau mấy trận đại chiến hắn đã sử dụng rất nhiều bùa chú, đặc biệt là lần gần nhất hắn đã tiêu hao số lượng bùa chú cực kỳ lớn, cộng thêm việc bị trúng một mâu của thiếu niên tóc tím khiến cho hắn không còn duy trì được phong độ tốt nhất nữa. Nhưng không sao. Ngay cả khi không ở đỉnh cao phong độ thì hắn vẫn có thể hạ sát đối thủ. Chiến đấu không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh mà còn phụ thuộc vào đầu óc. Về điểm này, Nguyệt Thần rất tin tưởng đồ nhi của mình. Triệu Bân là một kẻ rất danh ma, nếu như phải chiến đấu với hắn thì cần cẩn thận hết mực, chỉ cần lộ ra một sơ hở nhỏ liền sẽ có thể bị hắn đánh tới vạn kiếp bất phục, kẻ nào dám đánh giá thấp hắn đều không có kết cục tốt. Vèo, vèo. Cả hai người đều phóng đi nhanh như cắt, một đuổi một chạy ra khỏi đảo nhỏ, khí thế của ai cũng hết sức mạnh mẽ khiến cho cả biển sâu cũng phải nổi sóng. Thiếu niên tóc tím càng đuổi theo lại càng mất kiên nhẫn, tên tiểu võ tu kia có tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức khiến cho hắn ta cảm thấy cả kinh. Cứ chờ ta hồi sức thử xem. Triệu Bân vừa chạy vừa thầm mắng, cũng vừa liên tục nuốt xuống đan dược để khôi phục chân nguyên, kiệt lực lưu chuyển vạn pháp trường sinh quyết làm vết thương do thanh chiến mâu gây ra khép miệng đồng thời tiêu trừ hết sát khí. Giống.
Một tiếng rồng gầm đột ngột vang lên khắp vòng trời. Thiếu niên tóc tím đang thi triển bí thuật độn thủy biến ra hai con rồng rít gào đuổi theo Triệu Bân. Triệu Bân nhanh như chớp xuất kiếm chém đầu hai con rồng nhưng còn chưa kịp thở thì lại tiếp tục gặp sóng lớn cuốn đến trong chớp mắt đã bao phủ lấy hắn. Hắn phi thân thoát ra khỏi con sóng dữ nhưng cuối cùng lại gặp thiếu niên tóc tím đã phóng tới. Con mắt thứ ba nơi ấn đường của hắn ta lóe ra huyết quang để thi triển huyễn thuật với Triệu Bân. Bí pháp này vô dụng đối với ta, Triệu Bân lãnh đạm nói sau đó phi thân bỏ chạy. Không bị huyễn thuật ảnh hưởng, thiếu niên tóc tím nhíu mày, lại chém ra một luồng kiếm khí. Triệu Bân thi triển bước phong thần thoải mái né qua sau đó thi triển Chu Tiên Quyết phản kích, mặc dù thiếu niên tóc tím chưa bị trọng thương nhưng vẫn bị Chu Tiên Quyết của Triệu Bân chém rách chân nguyên hộ thể, để lại một vết thương lớn trước ngực. Mạnh mẽ như vậy sao, thiếu niên tóc tím kinh ngạc không thôi. Chính là chỗ đó, Triệu Bân nhắm ngay một hòn đảo nhỏ khác rồi phóng tới đó nhanh như sao xẹt. Trên hòn đảo nhỏ đó có thảm thực vật xanh tươi tốt nhưng không có bất kỳ ai xây dựng phủ đệ ở đây bởi vì linh khí ở đây rất loãng, gia tộc bình thường không xem trọng nó, gia tộc yếu hơn thì không thể sống yên được lâu ở đó, cho nên mới nói, không có nội tình thì không nên bon chen ở chốn phồn hoa. Thiếu niên tóc tím ngay lập tức phóng theo. Từ trên không trung đánh ra một chưởng hóa thành bàn tay khổng lồ như núi lớn áp xuống bộc phát khí thế đáng sợ, bàn tay còn chưa áp hẳn xuống thì khí thế đã khiến cho đất đá bên dưới văng tung tóe. Phá! Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, đánh ra một kiếm xuyên thủng bàn tay khổng lồ. Kiếm uy mạnh mẽ đến mức khiến cho thiếu niên tóc tím rơi xuống đất đánh bịch một tiếng, hắn ta khiếp sợ không thôi, tên tiểu võ tu này rốt cuộc là quái thai ở đâu ra? Cảnh giới địa tạng còn có thể đối kháng với cảnh giới chuẩn thiên. Tiền bối, đang chiến đấu mà dám lơ đãng sao? Triệu Bân vừa nói vừa chém ra một kiếm nhanh như chớp. Thiếu niên tóc tím trong chớp mắt tỉnh lại nhưng thân thể đã đông cứng giống như một pho tượng. Dù vậy, khi Triệu Bân chỉ còn cách hắn ta chưa tới ba trượng thì khí lực của hắn ta đã bắt đầu dâng lên đối kháng, đồng thời toàn thân của hắn ta cũng toát ra ánh sáng quỷ dị nóng hừng hực. Hừ! Triệu Bân trở tay không kịp, hai mắt ngay lập tức bị bôi đen. Hắn đã đánh giá thấp thiếu niên tóc tím, không ngờ hắn ta còn có thuộc tính ánh sáng, bí thuật này không khác biệt lắm so với thuộc tính ánh sáng của Sở Vô Xương, ánh sáng chói lọi vượt xa bùa lôi quang. Chiến lực cỡ này thì cũng không phải là hạng vô danh. Thiếu niên tóc tím âm hiểm cười rồi lại tung ra một chưởng. Giữa lòng bàn tay của hắn ta có khắc một chữ triệt. Trên trường chỉ có bí văn lưu truyền, đây vẫn là một chiêu phong ấn, hắn ta vẫn không muốn giết chết Triệu Bân mà muốn đem hắn về nghiên cứu. Vèo. Triệu Bân phi thân bỏ chạy tránh được một trường. Trước đó hắn bị thuộc tính ánh sáng của thiếu niên tóc tím bôi đen hai mắt, cho đến tận lúc này vẫn chưa nhìn thấy lại được, hai mắt vẫn nhắm chặt, khóe miệng còn chảy ra máu tươi. Trong khoảng thời gian ngắn hắn nghiễm nhiên đã trở thành một người mù. Tình trạng giống y hệt như lúc hắn đấu với Sở Vô Xương trước đây. Ông! Vừa tiếp đất thì hắn đã nghe một tiếng ông ông. Đột nhiên có một tòa tháp linh lung từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đã bao trùm lấy Triệu Bân. Bên trong tháp có càn khôn, vừa có lôi điện vừa có hỏa diễm phối hợp thiêu đốt luyện hóa hắn. Phá! Triệu Bân quát lớn một tiếng, thi triển thần long vẫy đuôi. Ầm một tiếng, bảo tháp linh lung đã nổ tung. Nhóc con khá lắm, hai mắt thiếu niên tóc tím sáng lên. Bảo bối. Tên nhóc này đúng là một tòa bảo tàng sống, bên trong chắc chắn có những bí mật về sức mạnh mà không ai ngờ được. Bằng không thì hắn cũng sẽ không mạnh đến như vậy. Triệu Bân không đánh tiếp, chỉ phi thân bay thẳng lên trời. Thiếu niên tóc tím truy đuổi sát nút, làm sao hắn ta có thể buông tha một tòa bảo tàng sống. Nếu như hắn ta bắt được Triệu Bân thì tất cả những bí mật về sức mạnh sẽ trở thành chiến lợi phẩm của hắn ta. Trong lúc thiếu niên tóc tím đang chắc thắng thì Triệu Bân lại đột nhiên định thân, sau đó giáng từ trên trời xuống một đạo thiên lôi. Tuy hai mắt của hắn đã bị mù nhưng cảm giác vẫn còn rất rõ ràng, võ hồn của hắn cũng không phải chỉ là vật bày trí. Muốn chết! Thiếu niên tóc tím nhếch miệng, hắn ta tiếp tục tung ra một chưởng hóa thành hư ảnh bàn tay lớn. Triệu Bân không hề nao núng, từ trên cao xông xuống thi triển uy thế thiên võ phối hợp với thiên cương hộ thể mạnh mẽ tiêu diệt bàn tay lớn. Thiên cương hộ thể, uy thế thiên võ, thiếu niên tóc tím thấy vậy thì trong chớp mắt trở nên kinh hoàng.
Đây là bí pháp của Dương Thiên Thế Gia, tên tiểu võ tu cảnh giới địa tạng này đã học trộm ở đâu, hơn nữa tại sao hắn lại có thể thi triển ra uy thế thiên võ. Với kinh nghiệm của thiếu niên tóc tím thì trong lúc nhất thời hắn ta vẫn chưa thể giải thích hết được tất cả những chuyện này. Trong chớp mắt ngắn ngủi Triệu Bân đã giống như một bóng ma lao tới tông thẳng vào ngực của thiếu niên tóc tím. Cùng lúc đó hắn đã kích hoạt hơn chục lá bùa nặng thân dán trên chính cơ thể của mình khiến cho sức nặng của hắn trong nháy mắt trở thành ngàn cân. Hự! Thiếu niên tóc tím không kịp phản ứng, thân thể ngay lập tức mất thăng bằng, bị Triệu Bân ngàn cân tông thẳng vào lồng ngực như một viên thiên thạch lao nhanh xuống mặt đất. Đây chính là đấu pháp của Triệu Bân. Mắt của hắn đã mù, chân nguyên cũng không đủ dùng, chỉ có thể dùng đến cách không có võ đức này mà thôi. Cảnh giới chuẩn thiên thì thế nào? Bị một viên thiên thạch từ trên cao tông thẳng vào lồng ngực, ta không tin là đời ngươi không tàn. Nếu như thật sự không được thì ta còn có nỏ mạnh và bùa nổ, nếu như nỏ mạnh và bùa nổ vẫn không giết chết được ngươi thì bất quá ta lại mang tiểu kỳ lân ra, cho dù không phải thi triển kỳ lân hóa chân chính nhưng cũng đã đủ để đánh chết ngươi rồi. Ngươi điên rồi. Thiếu niên tóc tím giống lên, nhìn thái độ của tên tiểu võ tu này rõ ràng là đang muốn đồng quy vô tận với hắn ta. Bị nện xuống mặt đất từ một độ cao như vậy, cho dù hắn ta là cường giả chuẩn thiên thì chuyến này cũng phải tàn phế. Ta không điên. Không ngờ Triệu Bân lại nghiêm túc đáp. Hắn vừa dứt lời thì lại dán thêm lên người mấy lá bùa nặng thân nữa, sức nặng đáng sợ lại được thêm vào khiến cho thiếu niên tóc tím chuẩn bị phản kích đẩy hắn ra không kịp đề phòng, sử dụng hết chân nguyên mà cũng không gánh nổi trọng lực này. Cùng với tiếng gầm rú, một đỉnh núi đã bị hai người đánh sập. Rồi bọn họ lại tiếp tục từ đỉnh núi hỗn độn lăn xuống tới chân núi. Đất đá văng tung tóe đầy trời. Thiếu niên tóc tím hộc máu phun vào mặt Triệu Bân. Triệu Bân cũng hộc máu phun vào mặt của thiếu niên tóc tím. Hai người còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương cốt vỡ vụn bên trong. Triệu Bân khổ sở mà thiếu niên tóc tím còn không dễ chịu hơn, suýt chút nữa hắn ta còn phun hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Bản thân đã sống gần trăm tuổi nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta mới gặp phải loại đấu pháp này, không chỉ khiến cho hắn ta đau đớn mà còn đau đớn đến mức không sống nổi. Á! Thiếu niên tóc tím gầm giống, bộc phát chân nguyên cuồn cuộn hất bay Triệu Bân. Khi hắn ta đứng dậy một lần nữa thì kinh mạch xương cốt đều đã nứt vỡ tan nát, lúc này hắn ta còn có thể đứng lên đều là nhờ sự chống đỡ của chân nguyên, nhưng hắn ta vẫn không thể đứng vững được, đầu óc ông ông, thất khiếu đổ máu. Nếu như nội tình không đủ thì chắc chắn hắn ta đã bị tông thành một đống thịt nát rồi. Ở phía đối diện, Triệu Bân cũng không khá hơn là bao. Nhưng hắn có vạn pháp trường sinh quyết cho nên kinh mạch xương cốt nứt về đều đang liên tục liền lại, vết thương ngoài da cùng đang từ từ khép miệng, thân thể cùng đứng vững vàng hơn thiếu niên tóc tím rất nhiều, hắn đang nhếch miệng cười với thiếu niên tóc tím, dường như đang muốn nói, có phải người chưa từng thấy qua loại đấu pháp này hay không? Có phải là đang đầu đến phát khác rồi hay không? Tái sinh lực. Thiếu niên tóc tím thấy vậy thì hai mắt muốn lời cả ra ngoài. Đến tận lúc này hắn ta mới nhận ra tên tiểu và tu trước mặt không chỉ có khả năng hồi phục bá đạo mà còn có tái sinh lực. Trước đó hắn ta không hề phát hiện ra tái sinh lực. Chuyện đó cũng không quan trọng nhất là thân phận của tên nhóc này. Có tái sinh lực không phải là năng lực tầm thường. Trong số những người sở hữu tái sinh lực mà hắn ta từng nghe nói đến thì trẻ nhất chỉ có một mình Cơ Ngân, cũng chính là Thánh Tử Thiên Tông. Khó trách tên nhóc này lại ghê gớm đến như vậy, đã chịu đòn giỏi mà còn có đấu pháp khác người thường. Ngươi rất can đảm. Còn dám tới Nam Vực. Thiếu niên tóc tím nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu. Thật không ngờ tới kẻ nãy giờ chiến đấu với hắn ta lại chính là Cơ Ngân của Thiên Tông, nghe nói Cơ Ngân đang ở biên quan đại hạ. Cuối cùng lại ngàn dặm xa xôi chạy đến đây cứu viện Bạch Gia. Buồn cười chính là đến tận lúc này thì hắn ta mới biết. Đại hạ tuy không thiếu nhân tài nhưng Cơ Ngân mới chính là người nổi bật nhất. Ông. Bỗng nhiên lại có tiếng động lớn vang lên. Triệu Bân rất tự giác, ngay lập tức đã lấy ra hơn 10 chiếc xe nỏ nhắm vào thiếu niên tóc tím. Cho dù hai mắt của hắn đã bị mù nhưng vẫn không sao. Hắn vẫn có thể dùng võ hồn để cảm giác, điều chỉnh xe nỏ nhắm vào vị trí chính xác để cuồng oanh loạn tạc. Ngươi! Thiếu niên tóc tím vừa thấy liền biến sắc. Đáng ra xe nỏ cũng không đáng sợ đến thế, tuy nó có lực sát thương rất khủng khiếp nhưng chỉ cần không bị bắn trúng là được.
Tuy nhiên giờ phút này hắn ta đã tàn phế, muốn đứng vững còn không được thì làm gì còn sức để chạy thoát thân. Đã không chạy được thì cũng đừng chạy nữa. Triệu Bân lạnh lùng nói, sau đó liền khai mở cấm chế trên xe nỏ. Thiếu niên tóc tím trợn to mắt, con người co rút lại, từng bước lui về phía sau như muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của hắn ta quá chậm, còn chưa kịp chạy được bao nhiêu bước thì đã bị nỏ mạnh bắn thành cái sàng. Nhưng nỏ mạnh không nổ. Triệu Bân đã không dán bùa nổ lên nỏ mạnh. Không thể hủy đi thiên nhãn kia được. Còn có huyết thống mang thuộc tính ánh sáng của thiếu niên tóc tím, hắn phải mang về luyện hóa thuộc tính ánh sáng ra rồi dung hợp vào cơ thể của hắn. Nếu như hắn có thể lĩnh hội được thuộc tính ánh sáng thì sức mạnh chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. So với việc sử dụng bùa lôi quang thì thuộc tính ánh sáng vẫn mạnh mẽ hơn. Chấm. Thiếu niên tóc tím chết trong phiền muộn. Triệu Bân không hề khách khí nhặt lấy thi thể của thiếu niên tóc tím rồi móc ra thiên nhãn, dung nhập đồng lực vào thiên nhãn của mình. Nguồn năng lượng tinh túy ngay lập tức tràn trề bên trong thiên nhãn. Đôi mắt gần như bị mù của hắn dần dần lấy lại được sự tinh tường tuy vẫn còn hơi mơ hồ. Thuộc tính ánh sáng của cường giả chuẩn thiên quả nhiên không tầm thường, cũng may là hắn có nội tình hùng hậu, nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn cả đời này không thể thoát khỏi kiếp mù lòa. Cho nên mới nói. Thuộc tính ánh sáng là một loại bí thuật đặc biệt, uy lực tuyệt đối không phải là thứ mà bùa lôi quang có thể so sánh được. Sau khi trở về phải nghiên cứu thật kỹ mới được. Triệu Bân nhìn lướt qua thi thể của thiếu niên tóc tím, đợi sau khi ổn định được tình hình của Bạch Gia xong thì hắn sẽ từ thi thể này luyện hóa ra tinh túy của thuộc tính ánh sáng sau đó dùng hợp với thân thể của mình để ngộ ra bí thuật thuộc tính ánh sáng, như vậy về sau hắn càng giống như hổ mọc thêm cánh. Một lần thi triển thuộc tính ánh sáng liền khiến cho đối phương mù mắt. Trong lúc hắn đang quan sát thì lại có một bóng người từ trên trời hạ xuống. Đó chính là nữ soái, trên tay cô ta cầm một lưỡi kiếm đẫm máu bộc phát sát khí kinh khủng. Trước đó cô ta vừa giải quyết xong ba cường giả chuẩn thiên, vừa nghe thấy bên đảo nhỏ này có động tĩnh thì liền xông tới, cho đến lúc cảm nhận được khí tức của cơ ngân thì cô ta mới buông kiếm xuống. Trong khoảnh khắc lúc nữ soái hạ xuống, Triệu Bân khẽ nheo mắt, một lần nữa hắn dường như đã nhìn thấy hai thân ảnh của nữ soái. Chuyện lạ này trước đó hắn đã từng nhìn thấy một lần ở phủ đệ Sở gia. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy chuyện lạ này, nhưng khi hắn cố nhìn một lần nữa thì nữ soái lại trở về với một thân ảnh như bình thường. Hoa mắt sao? Triệu Bân dụi dụi mắt, mặc dù hắn đã có thể nhìn thấy sự vật nhưng tầm mắt vẫn còn rất mơ hồ. Nhưng hắn có thể chắc chắn nữ soái không đơn giản, hắn đã nhìn thấy chuyện lạ tới hai lần, phía sau không có ẩn khúc gì mới là lạ. Ngươi hãy tự lượng sức mình đi. Nữ soái đặt một tay lên vai hắn, đẩy chân nguyên vào trong người hắn. Triệu Bân ngượng ngùng cười. Trong trận chiến này hắn lập thành tích xuất sắc, có không ít cường giả đều chôn ở trong tay hắn, trong số đó còn có 4 cường giả chuẩn thiên bị hắn chính tay giết chết. Chưa tính đến những người còn lại đã bị hắn ném bùa nổ tan xác trên đảo. Hắn chỉ là võ tu cảnh giới địa tạng, không có đại địa linh mạch cung cấp chân nguyên lại không thi triển kỳ lân hóa nhưng vẫn có thể tiêu diệt 4 cường giả chuẩn thiên là đã đáng để tự hào rồi. Nếu như ở đại địa linh mạch vẫn còn có phân thân của hắn thì hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Sắp đến lúc rồi, nữ soái khẽ nói. Triệu Bân tự hiểu ý của câu nói này. Bởi vì bị bọn họ liên tục đánh lén cho nên quân số của cường giả tứ phương đã bị tiêu diệt không ít, đã sắp tới lúc cường giả Bạch Gia có thể xông ra đối kháng với địch. Vừa dứt lời cả hai lại phóng thẳng về phía đảo nhỏ Bạch Gia. Người có quan hệ gì với Bạch Gia, nữ soái cuối cùng cũng hỏi câu này. Triệu Bân không hề giấu giếm cười nói, ta và nhóc hám tiền là bạn cũ. Nhóc, hám tiền. À, chính là thánh nữ Bạch Gia. Bạch Nhật Mộng. Bạch Nhật Mộng, nữ soái nghe vậy liền ngạc nhiên, đó là tên người sao? Cha của cô nhóc họ Bạch, trong tên mẹ của cô nhóc lại có một chữ Mộng nên mới đặt là Bạch Nhật Mộng. Cái tên này cũng thật dễ hiểu, nữ soái hít sâu một hơi nói, thần thái không khác gì Triệu Bân ngày xưa lúc mới nghe thấy tên của Bạch Nhật Mộng. Cô ta thật sự muốn nhìn thấy mặt của gia chủ Bạch gia, không biết là một nhân tài như thế nào mới có thể đặt một cái tên hay đến như vậy. Không chỉ có cô ta, ngay cả Triệu Bân cũng muốn gặp. Nhưng so với việc gặp được cha của nhóc hám tiền thì hắn lại muốn gặp được mẹ của nhóc hám tiền hơn, nhất định bà ấy phải là một đại mỹ nhân,
nếu không thì cha của nhóc hám tiền cũng sẽ không đặt lại tên của bà ấy để làm kỷ niệm. Ầm, ầm, ầm. Khi hai người quay trở về đảo nhỏ Bạch Gia, những tiếng ầm ầm bên dưới vẫn vang lên không ngớt. Cường giả của quân Xích Diễm đã thi hành rất tốt mệnh lệnh của nữ soái, tốc chiến tốc thắng, không được ham chiến, đánh xong liền chạy, ưu tiên đánh lén và tấn công từ trong bóng tối. Triệu Bân đã giết được 4 cường giả chuẩn thiên, trong khi đó thành tích của bọn họ ở đây cũng không tầm thường, ít nhiều gì mỗi người cũng đã diệt được từ 1 cường giả chuẩn thiên trở lên. Ở đây có 31 cường giả chuẩn thiên quân Xích Diễm thì ngoài kia đã có hơn 31 cường giả chuẩn thiên của tứ phương ngã xuống, càng chưa nói đến nhân tài như nữ soái chắc chắn đã giết được không ít hơn 1-2 người. Đừng thấy đối phương gào to vang dội mà lầm tưởng. Kỳ thực, nếu xét về số lượng cường giả thì bọn chúng bây giờ đã không còn chiếm ưu thế tuyệt đối nữa. Những võ tu cảnh giới địa tạng và cảnh giới huyền dương còn lại chẳng qua cũng chỉ là tôm tép, bị đánh lén cũng không ngóc đầu phản kích nổi. Cường giả chuẩn thiên chấn thủ trận hình đều đã bị tiêu diệt gần hết cho nên bọn chúng không còn lòng dạ nào tiếp tục chiến đấu nữa. Nhanh! Trên tường thành, lão tổ Bạch Gia đã rút kiếm ra, cường giả Bạch Gia cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng binh khí cùng thú cưỡi, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh ra khỏi thành. Giờ phút này không đánh, còn đợi đến khi nào? Không bao lâu sau bên ngoài thành đã vang lên tiếng quát của cường giả quân Xích Diễm. Thời cơ đã đến, giết cho ta. Lão tổ Bạch Gia vừa quát lớn vừa phóng ra khỏi thành cổ đầu tiên, trên người ông ta có dán bùa phi hành, chân đạp lên hư không bay thẳng tới chỗ kẻ cầm đầu Huyết Y Môn. Ân oán giữa Bạch Gia cùng Huyết Y Môn tồn tại đã lâu, lần này thế lực tứ phương vây công Bạch Gia cũng là do Huyết Y Môn cầm đầu, thân là lão tổ Bạch Gia, sự phẫn nộ này ông ta không thể nuốt trôi. Giết! Phía sau lưng lão tổ Bạch Gia, cường giả Bạch Gia cũng đều đã xông ra ngoài. Một số lượng lớn thú cưỡi lượn đầy trên bầu trời, trên mỗi một con thú cưỡi đều có một cường giả lăm lăm binh khí trong tay, bộc phát khí thế mãnh liệt. Vèo! Tử Linh cũng không hề chậm chân. Bây giờ cô ta đã là cường giả chuẩn thiên, chiến lực không hề tầm thường. Đi cùng với cô ta còn có 8 cường giả chuẩn thiên khác. Sau lưng bọn họ còn có rất nhiều võ tu cảnh giới địa tạng. Đội hình mạnh mẽ khiến cho ngay cả nữ soái cũng không khỏi ngạc nhiên. Đội hình này nếu như đặt ở Đại Hạ thì phải là một gia tộc siêu cấp, ít nhất thì sở gia của cô ta cũng không thể so sánh được, nhưng ở Nam vực này thì vẫn còn có không ít gia tộc giống như Bạch Gia. Điều này cũng cho thấy Nam vực đáng sợ đến thế nào, khó trách ngay cả những vương triều lớn cũng không dám khiêu khích hay can thiệp vào chuyện của Nam vực. Sự hiện diện của bọn họ ở đây hôm nay theo một ý nghĩa nào đó đã phá vỡ các quy tắc từ trước đến giờ. Bởi vì vậy cho nên bọn họ mới không dám lộ mặt. Ngăn lại cho ta. Kẻ cầm đầu Huyết Y Môn gầm giống giận dữ, không ngờ Bạch Gia lại thật sự xông ra ngoài. Huyết ám, để mạng của ngươi lại. Lão tổ Bạch Gia quát lớn, khí huyết dâng trào phóng tới công phạt đỉnh núi kia. Muốn chết? Kẻ cầm đầu Huyết Y Môn hừ lạnh phóng ra nghênh chiến, nhưng bên trong đôi mắt đỏ ngầu đã tiềm tàng một chút kiêng kỵ. Lão ta không đủ tự tin để đối mặt với lão tổ Bạch Gia. Lão tổ Bạch Gia là một cao thủ, tuy trong người vẫn còn vết thương nhưng vẫn không thể dễ dàng bị đánh bại. Toàn bộ Bạch Gia sĩ khí dâng tràn, chiến ý ngập trời, bọn họ bị vây công lâu như vậy. Biết bao nhiêu người trong tộc đã chết, lửa hận này làm sao có thể dập tắt được. Đánh! Cường giả quân Xích Diễm cũng đều phất tay áo xông lên, lúc trước bọn họ vừa đánh vừa trốn chui trốn lũi như chuột, bây giờ đội hình cường giả đã ngang nhau cho nên bọn họ cũng không còn kiêng kỵ gì nữa, tất cả liền xông ra đối chiến kịch liệt. Đại Hạ đối với Huyết Y Môn cũng có thâm cừu đại hận, bọn chúng thường xuyên chạy đến Đại Hạ quấy rối gây ra không ít cảnh đầu rơi máu chảy. Đêm nay thù mới hận cũ sẽ được tính hết một lần. Giết! Cường giả tứ phương rít gào hết sức hung ác. Trước đó bọn chúng dồn Bạch Gia vào đường cùng, bây giờ chính bọn chúng lại lâm vào đường cùng, đã bị đánh lén đến sức đầu mẻ chán. Hiện tại, quân lực của bọn chúng đã giảm mạnh, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Ầm, ầm, ầm. Hỗn chiến đã bắt đầu tạo ra cục diện hết sức khung bo binh đối kinh tướng đối tướng. Bộ binh đánh với bộ binh. Không quân đánh với không quân trên hòn đảo nhỏ liên tục vang lên những tiếng nổ lớn, núi rừng, sơn cốc. Tất cả những nơi nào có thể nhìn thấy thì đều có người đang đại chiến. Máu tươi phun ra khắp nơi độ tươi chơi mắt, một hòn đảo xanh tươi đã dần dần bị nhuộm đỏ màu máu.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chạy. Chạy đi đâu? Ở phía đông, Triệu Bân lớn tiếng quát không ngừng, tay cầm bá vương cung liên tục điểm danh từng kẻ địch một. Cường giả Bạch Gia nghe vậy cũng nhất thời giật mình kinh hãi. Tên nhóc này sao lại ghê gớm đến thế? Không có mũi tên nào của hắn lãng phí, mỗi lần hắn dương cung cài tên thì chắc chắn sẽ có người ngã xuống, cả người cả thú cưỡi không biết có bao nhiêu kẻ đã chết dưới cung tên của Triệu Bân, đây rõ ràng không phải là hỗn chiến mà là đơn phương tàn sát. Một tiểu võ tu cảnh giới địa tạng lấy đâu ra sức mạnh đó? Phụt! Trong lúc bọn họ đang kinh hãi thì lại có thêm một kẻ khác bị Triệu Bân bắn chết. Không hổ là bá vương cung, mũi tên nào bắn ra cũng có uy lực hết sức bá đạo. Lại tới đây. Tinh thần của hắn vô cùng cao, lại một lần nữa dương cung cài tên. Tuy nhiên mũi tên này còn chưa kịp bắn ra thì đã có một luồng kiếm quang chém tới bên hông hắn, uy lực của luồng kiếm quang này cũng không tầm thường, kẻ ra tay là một lão giả áo đen cường giả chuẩn thiên. Cẩn thận! Cường giả Bạch Gia thấy vậy liền chạy đến tiếp viện. Tuy nhiên chạy đến nửa đường thì tất cả đều dừng lại. Tên tiểu võ tu kia dường như không cần đến sự giúp đỡ của bọn họ. Hắn mạnh mẽ né được luồng kiếm quang trong chớp mắt, đồng thời còn tung ra một quyền đánh bật lão giả áo đen ra phía sau. Ực! Cường giả Bạch Gia nuốt nước miếng, một võ tu địa tạng lại có thể đánh bật cường giả chuẩn thiên. Đánh lén, cho ngươi đánh lén. Lúc bọn họ ngẩng mặt nhìn lên thì đã thấy Triệu công tử đại triển thần uy, bá vương cung trong tay đã đổi thành kiếm Long Uyên, hắn không hề thi triển chiêu thức gì đặc biệt mà chỉ vung tay chém loạn khiến cho lão giả áo đen bị chém thành một đống thịt nát. Không phải cường giả chuẩn thiên nào cũng mạnh mẽ như nữ soái. Những kẻ có tu vi cao nhưng không có nội tình hùng hậu thật sự không phải là đối thủ của Triệu Bân. Thậm chí không cần hắn thi triển kỳ lân hóa thì cũng có thể đập chết được kẻ thù. Lão giả áo đen chết trong phiền muộn. Lão ta tuy là cường giả chuẩn thiên nhưng lại không có bao nhiêu năng lực, bản thân vốn không dám đối kháng với cường giả chuẩn thiên đồng cấp cho nên mới đi tìm những quả hồng mềm để bóp. Lão ta vốn nghĩ Triệu Bân chỉ là một quả hồng mềm, không ngờ chỉ vừa mới tung một chiêu còn chưa trúng đích thì đã bị đối phương chém thành thịt nát. Mạnh quá, cường giả Bạch Gia ngay lập tức cảm thấy cổ họng khô khốc. Nhãn giới của bọn họ không được cao cho nên không thể nhìn thấu thân phận của Triệu Bân. Bọn họ chỉ biết hắn nhất định không phải hạng người vô danh, chiến lực bậc này chắc chắn phải là của một yêu nghiệt thiên tài. Không vội. Đợi đánh xong thì thánh nữ nhất định sẽ nói cho bọn họ biết. Nói đến thánh nữ, nhóc hám tiền cũng đã xông ra ngoài. Một khoảng thời gian dài không gặp cô nhóc cũng đã tiến vào cảnh giới địa tạng, đừng nhìn cô nhóc thấp bé mà lầm tưởng, bản thân cô nhóc cũng là một yêu nghiệt nghịch thiên có thần lực trời sinh. Đối chiến với những kẻ thù đồng cấp chỉ sợ là không có mấy kẻ có thể chống lại được một kích của cô nhóc. Thời gian còn ở thành vong của Triệu công tử suýt chút nữa đã bị một quyền của cô nhóc đánh bay, suýt chút nữa đã bị đánh cho tàn phế. Phút, phút, thánh nữ Bạch Gia cũng không phải là người nhiều lời, cô nhóc phóng tới đâu là tàn sát tới đó, trong lúc đó vẫn còn đủ thời gian để ngẩng đầu lên nhìn cơ ngân rồi nói, ta biết là người sẽ tới. Bạch Gia gặp nạn, không thể không giúp, Triệu Bân cười nói. Đa tạ, nhóc hàm tiền nói xong thì cái đầu nhà liền lắc qua lắc lại nhìn xung quanh giống như đang tìm thứ gì đó, chính xác mà nói thì cô nhóc đang tìm Triệu Bản. Nhưng nhìn hết một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu, điều đó khiến cho cô nhóc cảm thấy có chút mất mát. Hắn không đến sao, nhóc hám tiền hỏi. Ai, Triệu Bân vừa đánh vừa hỏi. Triệu Bân chứ ai nữa, nhóc hám tiền bĩu môi nói. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Triệu Bân ngoái đầu nhìn lại, chớp mắt cười nói. Giết! Chiến! Tiếng hét giết của Bạch Gia trên đảo vang vọng khắp trời đất. Một hòn đảo đang yên đang lành, vì trận chiến hỗn loạn này mà phải bị nhuốm máu. Có thể dễ dàng thấy được cao thủ bốn phương đang rơi vào thế yếu. Ít nhất, chỉ xét trong những cao thủ đỉnh cao còn lại thì bọn họ cũng nằm ở thế hạ phong. Có rất nhiều người ở cảnh giới chuẩn thiên nhưng lại không có ai có thể đánh tay đôi được với nữ soái, tên huyết hy môn thủ lĩnh mạnh nhất thì bị lão tổ Bạch Gia khống chế, cách đánh liều mạng của ông ta khiến hắn ta phải liên tục lùi về sau, còn những người còn lại thì không đáng để nhắc tới. Mẹ nó! Lúc cuộc chiến đang diễn ra ác liệt thì đột nhiên có tiếng chửi thề vang lớn. Là nhóc ham tiền, người nhỏ mà miệng thì lại to cực, cô nhóc nghe Triệu Bân nói xong thì đôi mắt trong veo bỗng mở to. Trợn tròn với vẻ không thể nào tin nổi, đầu óc mơ màng.
Trời ơi! Không ngờ cơ ngân của Thiên Tông và Triệu Bân của Thành Vong Cổ lại là cùng một người. Hèn gì? Hèn gì cơ ngân lại liều mạng cứu nhà họ Triệu? Hèn gì lần đầu tiên nhìn thấy cơ ngân, cô nhóc lại thấy quen thuộc đến thế? Hèn gì cơ ngân lại vượt ngàn dặm xa xôi đến cứu bạch gia của cô nhóc? Giờ thì mọi thứ đã có thể giải thích thông rồi. Niềm vui bất ngờ này khiến cô nhóc có chút không kịp trở tay. Vì không kịp phản ứng nên mới không kiểm soát được trạng thái của mình. Cô nhóc lớn vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nói tục chửi thề. Hơn nữa, còn nói tục ở chỗ đông người thế này, e là tất cả mọi người ở đây đều đã nghe thấy hết rồi. Muốn không nghe thấy cũng khó. Tất cả những người đang chiến đấu, dù là cao thủ đến từ khắp nơi hay là người của Bạch Gia, tất cả đồng loạt liếc mắt nhìn sang, đến cả lão tổ Bạch Gia đang liều chết với tên huyết hy môn thủ lĩnh cũng quay lại nhìn với ánh mắt thắc mắc, con nhóc này muốn dọa chết người khác à? Sao không biết giữ kẽ gì hết? Hổ báo vậy thì sau này sao gả đi được? Triệu công tử vẫn là người bình tĩnh nhất, hắn cầm Long Uyên và chém ra. Nhóc ham tiền vẫn chưa kịp phản ứng, đứng ngây ra đó một lúc lâu, nếu không nhờ có Triệu Bân bảo vệ thì chắc cô nhóc đã bị cao thủ tứ phương giết chết rồi, sớm biết thế này thì hắn đã đợi đến khi đánh xong trận này mới nói rồi. Ngươi giấu làm ta khổ quá mà. Một lúc lâu sau nhóc ham tiền mới định thần lại, chừng Triệu Bân một cái, còn đạp cho hắn một cú nữa. Cô nhóc cười sung sướng, cơ ngân đến, Triệu Bân cũng có mặt, hai người chính là một. Bất kể là cơ ngân hay là Triệu Bân thì cũng đều là anh hùng cái thế trong lòng cô nhóc. Lừa ta này! Lừa ta này! Có lẽ vì quá vui mừng nên sức chiến đấu của cô nhóc này đã bộc phát, tung ra đấm nào cũng nói câu đó, mỗi một cú được đánh ra là chắc chắn có một người cảnh giới địa tạng bị đấm chết. Trong mấy kẻ thù của cô nhóc, tên nào tên nấy cũng chết rất ấm ức, nói cho rõ nghe, bọn này lừa cô khi nào? Trên thực tế... Nhóc ham tiền đang thể hiện niềm vui trong lòng. Chỉ có điều, niềm vui của cô nhóc hơi máu me tàn nhẫn. Vốn dĩ cô nhóc có thần lực bẩm sinh, giờ lại khơi thông được tiềm lực nên đã trở nên mạnh đến vô đối. Một đấm là có thể đập chết một tên cảnh giới địa tạng, cảnh khiến Triệu Bân nhìn thấy cũng phải thót tim. Hắn tự giác né sang một bên, không thể đứng gần cô nhóc đó quá, ngộ nhớ bị ăn đấm bay lạc thì mệt nha. Đọ sức mạnh thì hắn thật sự không phải là đối thủ của nhóc ham tiền. Tục ngữ có câu, nam nữ phối hợp, làm việc không biết mệt. Ví như hai kẻ dưới đây, người nào cũng giỏi, kết hợp với nhau rất ăn ý, cao thủ tứ phương có mặt ở đó đều bị hai người họ đánh đến không còn manh giáp. Triệu Bân đánh đến điên cuồng. Nhóc ham tiền thì sung sướng đến phát điên, không biết là huyết mạch gì mà càng sung sướng là lại càng hung hãn, đến cả Triệu Bân cũng phải giật mình trước những đòn tấn công của cô nhóc. Cô bé này thật sự có tiềm lực vô hạn. Nói theo cách của Nguyệt Thần, lúc phụ nữ nổi giận thì còn hữu dụng hơn bất cứ cấm pháp nào. Giống như Sở Vô Xương ngày hôm đó, đập người thẳng tay không kiêng nể ai, một khi đã chọc phụ nữ nổi giận thì đến cả đấu chiến thánh pháp cũng không thể nào kiềm hãm được. Cùng một đạo lý đó, nếu phụ nữ phát điên vì quá vui sướng, tiềm lực cũng bùng nổ rất mạnh mẽ. Nhóc ham tiền lúc này đây chính là ví dụ sống, e rằng đến bản thân cô nhóc cũng không biết được điều đó. Giờ người này vẫn còn đang đánh nhau, khi chìm đắm trong niềm vui, cô nhóc thấy ai là đánh nấy, đến cả việc huyết mạch của mình thăng hoa cũng không hề biết, chỉ muốn đánh xong trận này cho thật nhanh, sau đó tìm chỗ nào vắng vẻ hàn huyên chuyện cũ với Triệu Bân. Còn về việc hàn huyên trên giường hay dưới gốc cây thì phải xem tâm trạng. Có vẻ như chúng ta đã trở nên dư thừa khi ở đây. Người Bạch Gia ho gượng, tự giác rút ra khỏi trận chiến. Có hai người lợi hại cỡ này ở đó thì không ai có thể hạ được bọn họ trừ cảnh giới chuẩn thiên, vì vậy những người cảm thấy dư thừa đều chuyển sang chiến đấu ở những nhóm khác. Lúc gia chủ Bạch Gia rời đi thì còn nhìn Triệu Bân và nhóc ham tiền bằng ánh mắt khó hiểu, hình như quan hệ của hai người không bình thường, đặc biệt là tên tiểu võ tu đó, sao càng nhìn càng thấy giống con rể tới nhà thế không biết. Giết! Trong tiếng hét giết, trận chiến càng lúc càng tàn khốc hơn. Sự tàn khốc ở đây là đang chỉ các cao thủ đến từ tứ phương, những cao thủ với sức chiến đấu đỉnh cao nối tiếp nhau xuống gặp Diêm Vương, nhân vật trụ cột càng lúc càng ít, thế cục đã nghiêng hẳn về một phía. Cảnh giới chuẩn thiên của đối phương xuất hiện giống như một con sói tấn công vào đàn cừu, chém một kiếm là chết cả đám. A! À.
Tên huyết y môn thủ lĩnh giận dữ hét lên, trong tiếng hét mang theo sự cuồng dã của thú. Tên này đã bị lão tổ Bạch gia đập đến biến dạng, phải quay đầu bỏ chạy, đầu óc bù xù, như một con lệ quỷ đang muốn chạy về lại địa ngục. Nợ máu trả máu. Lão tổ Bạch gia hét lớn, mặc dù cũng bị thương nặng nhưng vẫn bám sát theo. Hai người chạy vào trong một khu rừng, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Nhìn từ trên trời xuống, cổ thụ trong rừng gãy đổ thành từng mảng lớn, đá vụn văng khắp nơi, trên các mảnh đá vụn đều nhuốm đầy máu, là máu của lão tổ Bạch gia và cũng có cả máu của tên huyết y môn thủ lĩnh. Trên thực tế, sức chiến đấu của hai bên không chênh lệch nhau là mấy. Xét về trạng thái, tên huyết y môn thủ lĩnh còn tốt hơn cả lão tổ Bạch gia. Nhưng vì lo sợ nên khí thế tên này kém hơn, vì thế mới bị lão tổ Bạch gia đè đánh suốt chặng đường. Ầm. Khi tiếng ầm vang lên thì liền có một ngọn núi đổ sập. Tên huyết y môn thủ lĩnh chệnh choạng bỏ chạy giữa cảnh đất đá bay khắp nơi. Hắn ta chỉ còn lại một cánh tay và đang cầm thanh kiếm dính đầy máu, mình mẩy máu me bê bết, không còn nhìn ra hình người nữa. Kiếp sau đừng chọc đến người không nên trêu vào nhé. Lão tổ Bạch gia đuổi kịp, vung kiếm xuyên tận 9 tầng mây, chém đứt đầu đối thủ. Tên huyết y môn thủ lĩnh chết không nhắm mắt. Trận chiến này là do hắn ta phát động, không biết đã liên kết với biết bao nhiêu thế lực mới bao vây được Bạch gia, nếu như không có quân cứu viện thì Bạch gia đã bị diệt tộc từ lâu rồi. Nhưng sự cố vẫn cứ xảy ra, gặp phải một đám người đến đánh lén, khiến cuộc chiến vốn dĩ chắc chắn thắng lại trở thành thảm bại, không chỉ không hạ được Bạch gia mà còn mất luôn cả mạng. Học. Sau khi tên huyết y môn thủ lĩnh bị giết chết, lại có máu bắn ra. Là Tử Linh, cô ta đã giết chết một cao thủ cảnh giới chuẩn thiên, chém đứt đầu của tên này. Nữ soái còn bá đạo hơn nữa, một mình đánh với ba tên cảnh giới chuẩn thiên và đã chém chết hết. Tiền bối gấp gáp đi đâu thế? Cuộc chiến phía bên Triệu Bân vẫn chưa kết thúc, hắn bắt tay với nhóc ham tiền truy sát một lão già áo tím. Lão ta là cao thủ cảnh giới chuẩn thiên, còn là một tên cảnh giới chuẩn thiên có mắt không tròng. Lão ta tưởng đâu hai tên hậu bối này dễ bắt nạt, đánh rồi mới biết mình chọn nhầm đối tượng, mới hai ba hiệp mà đã bị đập đến máu me đầm đìa. Bên nữ soái nhìn thấy nhưng không nhúng tay vào. Bạch gia cũng không xen vào. Hai tên nhóc đấy mạnh mà. Không chết không thôi thật sao? Lão già áo tím hét lên, chắc là lão ta đã bị đánh đến ngu người rồi. Đã đến lúc này mà còn hỏi được câu đó nữa. Triệu Bân và nhóc ham tiền nghe xong thì phải bật cười, không giết ngươi, chẳng lẽ giữ lại ăn Tết sao? Ầm. Triệu Bân rút kiếm, xuất chiêu phách thiên trảm với bá khí ngút trời. Mặt lão già áo tím biến sắc, lão ta giơ đao lên đỡ nhưng lại bị Triệu Bân chém cho phải khuỵu một chân xuống đất. Lão ta vẫn chưa kịp đứng dậy thì nhóc ham tiền đã đánh đến, nắm đấm nhỏ mềm mại nhưng lại rất dũng mãnh, đánh tan chân nguyên hộ thể của lão ta. Đến mức xương ngực của lão ta cũng rệu rã, đừng nói gì đến người chịu đòn, chỉ nghe thôi cũng đủ thấy đau rồi. Kết thúc rồi. Triệu Bân thản nhiên nói và ra đòn Chu Tiên Quyết. Lão già áo tím khuỵ xuống ngay lập tức, lão ta đã bị chiêu đó chém qua đầu. Rút. Rút mau. Bỗng dưng, một tiếng hét vang vọng cả không gian, thủ lĩnh của thế lực nào đó đã hạ lệnh rút quân. Không thể nào tiếp tục đánh nữa. Nếu còn đánh nữa thì sẽ chết hết mất, đám người này quá mạnh, đặc biệt là cô gái mang mặt nạ ngọc màu trắng đó, đáng sợ không thể tả. Cảnh giới chuẩn thiên bình thường không thể nào đánh qua ba hiệp với cô ta. Hôm nay không phải ngày tốt, nhà họ Bạch có quý nhân giúp đỡ, không nên cố quá, e là sẽ quá cố, rút lui sớm vẫn tốt hơn, còn bất chấp đánh nữa thì toàn quân sẽ bị diệt vong mất. Chạy đi đâu? Người Bạch gia và cao thủ quân Xích Diễm vừa đuổi theo vừa giết. Người chết như ngả dạ. Tiếng hét thảm vang lên, cao thủ tứ phương đang bỏ chạy nối đuôi nhau ngã xuống trên những vũng máu. Không biết đến khi nào những tiếng hét thảm thiết mới dừng lại. Trong liên minh của các cao thủ đến từ khắp nơi này, từ cảnh giới huyền dương đến cảnh giới chuẩn thiên, không còn ai sống sót, toàn quân đã thật sự bị tiêu diệt, máu chảy thành suối, chảy từ trên đảo ra biển lớn, nhuộm đỏ cả nước biển. Đối với Bạch gia mà nói thì hòn đảo này chính là nhà. Nhưng đối với đám người muốn diệt tộc người ta thì nó lại là mộ phần của bọn họ, lúc đến thì oai phong lẫm liệt, thề sẽ tiêu diệt toàn bộ Bạch gia, không ngờ lại mất cả mạng,
đường đến Hoàng Tuyền cũng không cô đơn vì đã có cả đám người đi theo bầu bạn rồi. Thu chiến lợi phẩm đi. Mặc dù lão tổ Bạch gia bị thương nặng nhưng lại cười rất tự hào. Cần gì ông ta nói, mọi người cũng đều đang thu dọn chiến lợi phẩm. Trong đó đặc biệt có một người kính nghiệp nhất. Hễ chỗ nào hắn đi qua thì tất cả mọi thứ đều bị hắn thu sạch. Nhóc ham tiền cũng có ở đó và đang sung sướng nhặt bảo bối. Chủ yếu là được nhặt cùng ai thôi. Cuối cùng thì màn đêm cũng tan biến, bình minh với ánh mặt trời chan hòa giải đều khắp đảo, người Bạch gia đang thu dọn chiến trường thấy vậy thì đều bất giác ngước mặt lên, cảm giác ấm áp khi được tắm dưới ánh mặt trời khiến họ xúc động như muốn khóc. Đã bao ngày rồi, đây là lần đầu tiên họ cảm thấy mặt trời ấm áp đến thế, từ khi bị bao vây. Dù cho có mặt trời nhưng cũng bị bao trùm bởi máu và mây mù. Giờ thì tốt rồi. Nguy cơ đã được giải quyết. Bọn họ đã vượt qua được tử kiếp rồi. Đều nhờ công của quân cứu viện. Nếu không nhờ có bọn họ thì chắc chắn Bạch gia đã bị diệt tộc rồi. Đa tạ đạo hữu tương cứu. Lão tổ Bạch gia nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Người Bạch gia có mặt ở đó cũng thật tâm hành lễ cảm ơn quân của nữ soái. Đánh nhau cả đêm, chắc đói rồi nhỉ. Nữ soái vẫn chưa kịp lên tiếng thì các cao thủ của quân Xích Diễm đã nháo nhào lên. Đói. Đương nhiên là đói. Lão tổ Bạch gia cười lớn. Bạch gia mở rộng cửa, mời bọn nữ soái vào trong bằng hình thức long trọng nhất. Cơm rượu thơm lừng lập tức được dọn lên. Một bàn tiệc lớn được bày trước đại điện trong thành. Nhưng không ai trong số những người đến cứu viện tháo mặt nạ ra. Kể cả nữ soái, không phải họ bất lịch sự mà là vì không muốn để lộ thân phận. Thân phận của họ đặc biệt, chuyện này lại có liên quan đến Nam Vực, bọn họ không thể không cẩn thận. Gia tộc lớn thế này, nếu nói không có gián điệp và mật thám thì có quỷ mới tin. Bạch Nhật Mộng. Chà, là tên người sao? Người phân theo nhóm, vật chia theo loại, một vài lão tiền bối ngồi lại với nhau thành một bàn, vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là khi nghe thấy tên của nhóc ham tiền, họ lại càng rôm rả hơn, ai cũng cười ngặt nghẽo, sau đó thì tất cả đều giơ ngón tay cái lên khen gia chủ Bạch gia, ông có tài thật đấy. Khiêm tốn. Gia chủ Bạch gia vuốt râu, hạ giọng nói. Ở một bàn rượu cách đó không xa, ánh mắt của một người phụ nữ như đang bùng cháy. Đấy là mẹ của nhóc ham tiền, bà ta đúng thật là một người tài sắc vẹn toàn, xinh đẹp như tiên. May mà không có Hắc Huyền và Bạch Huyền ở đây chứ không thì nhất định bọn họ sẽ nói bông hoa lại cắm bãi phân châu rồi. Không ngờ người lại đến đây. Tử Linh mỉm cười, rót đầy rượu vào ly cho nữ soái, có vẻ như đã biết được thân phận của đối phương. Không ngờ cô lại ở Bạch gia. Nữ soái cũng mỉm cười, có vẻ cô ta cũng đã biết được thân phận của Tử Linh. Cũng đúng, Tử Linh là người giữ mộ, Sở Lam là thống soái của quân Xích Diễm. Mộ vua Âm Nguyệt cách biên giới Đông Nam không xa, hai người họ có quen biết thì cũng không có gì lạ, giờ chỉ là bạn cũ gặp lại thôi. Tử Linh còn liếc nhìn Triệu Bân mà không có ai phát giác. Nếu như cô ta đoán không sai thì chắc đấy là Cơ Ngân. Ngoài Cơ Ngân ra thì còn ai có thể giỏi đến thế? Đập cảnh giới chuẩn thiên đến mức không ngóc đầu lên nổi. Chính vì như vậy nên cô ta mới ngạc nhiên. Kinh ngạc vì không chỉ có nữ soái quân Xích Diễm đến cứu viện mà đến cả Thánh tử Thiên Tông cũng đến. E rằng cả Thiên Tông và Hoàng tộc đều không biết chuyện này, vì nếu như biết thì xét về công hay về tư, bên trên sẽ không để họ tới. Thống soái không thể rời khỏi biên quan. Còn Thánh tử này, không biết có bao nhiêu người muốn giết chết hắn đâu. Bọn họ chạy đến Nam vực thế này, một khi thân phận bị bại lộ thì dù Hoàng tộc Đại Hạ có mạnh cũng không bảo vệ được họ. Có biết hắn là ai không, nhóc ham tiền thì thầm hỏi với vẻ mặt thần bí. Còn úp úp mở mở với ta nữa à, Tử Linh khẽ cười. Nhóc ham tiền nhìn quanh bốn phía rồi nắm lấy tay Tử Linh. Sau đó thì khẽ viết hai chữ Triệu Bân lên trên. Phụt. Tử Linh bị sặc, phun rượu lên mặt Triệu Bân. Triệu công tử rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng lau mặt như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mấy lão già không nên nết lại vuốt râu. Rất muốn chạy qua chỗ Triệu công tử hỏi thử sao hả? Có thơm không? Tử Linh không nói gì, đánh giá trên dưới Triệu Bân, biểu cảm lúc này này không khác nhóc ham tiền là mấy. Nếu không phải tình huống không phù hợp,
có lẽ cô ta đã mắng một tiếng rồi, hay cho thằng danh ngươi, giấu giếm cũng sâu cũng kỹ quá nhỉ. Có quỷ mới biết Triệu Bân và Cơ Ngân của Thiên Tông là cùng một người. Tin tức này khiến cô ta kinh ngạc nhất. Khó trách sao tên này lại khí phách, chói mắt tới thế. Nữ soái lặng im uống rượu, mày nhíu lại, không biết vì sao Tử Linh lại thất thố thế kia. Tử Linh cũng khó chịu, nhìn sang nữ soái, chắc là không biết thân phận của Cơ Ngân rồi. Đúng là đánh giá thấp ngươi. Tử Linh cười lắc đầu, từ khi nghe xong chuyện Thiên Tông, cô ta mới biết hóa ra lời Ân Minh nói là thật, Cơ Ngân thật sự là Triệu Bân kia. Nhưng cô ta thật sự không biết Triệu Bân đã vượt qua đại trận soát hồn như thế nào, nghe nói ngày ấy, gần như toàn bộ người trong Thiên Tông đều xem bộ phim dài cả 80 tập kia. Tiền bối, có một câu không biết ta có nên nói hay không, Triệu Bân cười hỏi. Hỏi đi, Tử Linh nhấp một ngụm rượu. Vãn bối cho rằng mộ của vua Âm Nguyệt, có chút nhỏ. Nên ta cho nổ mộ của ông ta. Ăn nhiều chút đi. Tử Linh hạ tay cầm đũa lên, không ngừng gắp rau cho Triệu Bân. Động tác trôi chảy này giống như đã nhắn nhủ, ăn xong rồi hai ta tâm sự một chút. Mau ăn đi nào, ăn xong xem giúp ta món bảo bối này. Nhóc hám tiền nhỏ giọng nói, nhẹ nhàng cho Triệu Bân một cái. Bảo bối hả? Nghe nói tới hai chữ này, Triệu Bân tỉnh táo hẳn. Hắn đã biết Bạch Gia có bảo bối từ lâu rồi. Từ đó mới làm cao thủ khắp nên liên hợp vây công, nó nhất định không tầm thường. Uống. Thành cổ của Bạch Gia vô cùng náo nhiệt, âm thanh la hét không ngừng. Dù sao thì cũng phải nói là không khí vẫn rất hòa thuận. Rượu qua ba lượt, nhóc ham tiền lẻn tới túm lấy Triệu Bân đi. Bạch Gia nhìn cảnh này mà vẻ mặt ý vị sâu xa. Đặc biệt là lão tổ và gia chủ Bạch Gia, biểu cảm khá thâm trầm. Nói thật, nếu tên nhóc kia làm con rể Bạch Gia thì cũng không tệ. Nhóc con này rất trượng nghĩa, còn là một yêu nghiệt nghịch thiên, người như thế, đốt đèn lồng cũng không dễ tìm. Vội vàng lên giường à. Lúc này mấy ông lão của quân Xích Diễm bắt đầu để trí tưởng tượng bay xa. Chẳng phải đều là cả đám trai ế à. Suốt ngày nghĩ mấy thứ vô dụng, sao không dùng khoảng thời gian đó đi chỉnh trang cách ăn mặc, nhìn cả đám chỉ mặc đồ chip bông. Ẩu tả qua loa sơ sài thì bảo sao không có ai. Uống đi. Tử Linh nở nụ cười yếu ớt, rót một ly đầy cho nữ soái. Ngươi và Cơ Ngân cũng có gì sâu xa à, nữ soái cười, cố ý lại như vô tình hỏi một câu. Từng gặp nhau một lần, Tử Linh cười nói. Cô ta không nói ra bí mật, không phải cô ta không tin được nữ soái mà là vì thân phận Triệu Bân quá đặc thù, nếu Tử Y Hầu biết thì e là Triệu Bân sẽ có nguy hiểm về mạng sống. Nói tới Triệu Bân thì cô ta lại rất tức giận. Cô ta đã không tới mộ vua Âm Nguyệt nhiều ngày rồi. Cô ta chưa từng ngờ được là Triệu Bân lại cho mình một bất ngờ như vậy. Nữ soái cũng không truy hỏi, nhìn vẻ mặt của đối phương thì hiển nhiên là đang che giấu gì đó. Đó là lầu ngắm cảnh. Thấy linh trì kia không, ta thường hay tắm ở đó. Đây là Ngọc Linh Các, cũng là Tàng Kinh Các. Bên này, nhóc hám tiền đang kéo Triệu Bân. Cả đường đi vô cùng hoạt bát, tung tăng như chim sẻ. Cô nhóc như một hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu từng thứ suốt đường đi cho Triệu Bân, khi thì nói khi thì cười vui sướng. Đúng là bất phàm. Triệu Bân nhìn trái nhìn phải, bên ngoài thành cổ nhìn thì thấy không có gì nhưng khi đi vào thì mới biết bên trong có càn khôn, nhiều nơi còn khác hoa văn bí ẩn, nhiều chỗ có che giấu trận pháp. Nếu như người ngoài tới thì chắc sẽ lạc đường, xui xẻo còn có thể rơi xuống hầm, chết cũng không biết. Người có nhớ ta không, nhóc ham tiền trừng mắt nhìn Triệu Bân. Nhớ, Triệu Bân thuận miệng đáp một tiếng, mắt hắn còn đang quan sát chung quanh, gia tộc lớn đúng là không phải danh hão, có vài cấm chế hắn nhìn rõ, mà có vài loại thì hắn chỉ thấy mơ hồ. Nên biết là hắn có thiên nhãn. Nếu là người khác, không có thiên nhãn mà xông loạn vào đây thì kết cục là chết. Ta cũng nhớ ngươi, nhóc ham tiền cười hì hì nói. Hai người một trước một sau. Đi xuyên qua một vườn hoa tới chỗ một rừng trúc. Từ xa, họ đã thấy hai ông lão đang ngồi ngoài rừng trúc. Là trưởng lão Bạch Gia, đều là cao thủ chuẩn thiên. Triệu Bân thấy thế thì cũng có hứng thú với rừng trúc. Mấy người Bạch Gia đã chè chén ở đại điện phía trước, chỉ hai ông lão này không tham gia. Từ đó cũng có thể thấy được là rừng trúc này không đơn giản,
có đồ quan trọng phải bảo vệ. Nhà đầu, sao lại chạy tới đây, hai ông lão cười ôn hòa. Dẫn hắn đi xem thứ đó, nhóc ham tiền cười đáp. Không đợi Triệu Bân kịp làm lễ, hắn đã bị cô nhóc kéo vào trong. Thú vị rồi nha. Hai ông lão vuốt râu, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn họ. Thánh nữ sẽ không dẫn người ngoài tới đây, nơi này là cấm địa Bạch Gia, thế mà hôm nay lại dẫn nhóc con này tới. Hiển nhiên quan hệ không tầm thường, nhìn từ sau lưng thì hai người cũng khá xứng đó, câu xứng đôi vừa lứa chính là nói họ. Trận pháp không gian. Vào trong rừng trúc, Triệu Bân lẩm bẩm một câu. Đúng vậy, trong rừng trúc này có một trận pháp không gian, mà còn là một trận pháp không gian hoàn chỉnh không sứt mẻ, nó còn huyền ảo hơn trận pháp ở Phủ Linh Lung và Thiên Tông. Thực lực Bạch Gia đúng là đáng sợ, quả nhiên không chỉ là danh bên ngoài. Khó trách sao khi bị người ta bao vây mà họ chống đỡ được lâu như vậy. Nếu đặt ở Đại Hạ thì ai dám chọc vào. Thấp thoáng sâu trong rừng trúc là một đàn tế. Bên trên đàn tế còn một tấm bia không tên. Triệu Bân thấy tấm bia thì hai mắt rực sáng. Tấm vô tự bi này có thể là đồ tốt, nói cho đùng thì chất liệu làm thành tấm bia là thứ tốt. Người tu luyện ngồi trên nó để rèn luyện thì vô cùng có lợi. Thứ này đã biến mất khỏi thế giới bên ngoài rồi. Vù! Nhóc ham tiền mở cấm chế, tấm bia cũng dịch chuyển theo, lộ ra một lối đi, có thể dễ dàng nhìn thấy từng bậc thang bằng đá, kéo dài xuống dưới lòng đất. Nhóc ham tiền chẳng kiêng kỵ gì mà lôi kéo Triệu Bân vào trong. Lối đi không dài, bên trên có khắc biểu tượng cổ xưa. Triệu Bân quan sát rồi hai mắt nhắm lại, hình như hắn từng nhìn thấy biểu tượng này, nó là đồ đằng của một vương triều. Điều này cũng chính là nói thời xa xưa, Bạch Gia cũng là một vương triều, khó trách sao thực lực dồi dào như thế. Cuối lối đi là một cánh cửa đá đi qua cửa đã là một địa cung nhỏ, diện tích chi trăm trượng. Triệu Bân khá là mờ, vệ thức đi tới, mắt nhìn trái nhìn phải, chính là nói, cô nhóc chỉ vào bệ đá. Triệu Bân nhìn theo tay cô bé trên bệ đã có bầy một thứ kỳ quái giống một cái hộp sắt. Đó là một hộp sắt vuông vắn, đã được khóa chặt, to bằng vò rượu. Trên bốn mặt của hộp sắt đều có khắc hình thanh long, bạch hổ, chu tước và huyền vũ. Ngoài những điều đó ra thì chất liệu dùng để đúc ra nó cũng rất kỳ lạ. Triệu Bân đã cảm nhận được một làn khí nóng rực ập đến khi còn ở cách đó rất xa. Lại là thứ này, Triệu Bân bất giác thốt lên. Lại, nhóc ham tiền nghe thấy vậy thì liền chau mày, nói, người đã gặp ở đâu rồi sao? Triệu Bân khẽ gật đầu. Không phải hắn nói bừa mà hắn thật sự đã từng gặp qua chiếc hộp đó. Hôm đó, khi hắn và lão già dâu chữ bát phét tiền ở sòng bạc thành mộ quang, có lẽ vì đã vơ vét quá nhiều nên làm kinh động đến bà chủ, cũng tức là mộ chiêu tuyết, khiến cô ta phải mời hai người họ đến uống trà. Sau khi họ nói chuyện với nhau thì mộ chiêu tuyết đã dắt hắn đến một địa cung, muốn mượn thiên nhãn của hắn để nhìn một thứ, và đó là một chiếc hộp sắt. Hắn đã từng dùng thiên nhãn xem và đã bị phản phệ. Hắn cũng đã nhìn rõ được có thứ gì bên trong, đó là một bàn tay đầy máu. Không ngờ Bạch Gia cũng có một chiếc hộp y như thế. Chiếc hộp này ở đâu ra thế, Triệu Bân hỏi. Là do tổ tiên truyền lại từ đời này sang đời khác. Nhóc ham tiền không che giấu, lão tổ tông cũng không nói là có thứ gì bên trong, chỉ dặn phải bảo quản cho thật tốt, hơn nữa không được cho người ngoài xem. Càng không được phép tiết lộ ra ngoài. Ta không phải người Bạch Gia, dắt ta đến xem thì không thích hợp lắm, Triệu Bân cười gượng. Ngươi thì khác, nhóc ham tiền cười khì khì. Các thế lực từ khắp nơi bao vây, tấn công Bạch Gia có phải là vì thứ này không? Triệu Bân lại hỏi. Chắc đến 8 phần là vậy. Nhóc ham tiền nói với vẻ không chắc chắn, Gia ta từng nghiên cứu rất nhiều năm, nhưng vẫn không mở được chiếc hộp này, càng không biết có thứ gì bên trong. Nghe phụ thân nói chỉ có người có thiên nhãn thì mới có thể nhìn thấu được có thứ gì bên trong. Ngặt nỗi, mấy ngàn năm nay, Bạch Gia không ai có được thiên nhãn, nhưng cũng không dám mời người ngoài đến xem vì sợ để lộ tin tức ra ngoài, sẽ gây ra hiểm họa lớn. Hiểu rồi. Triệu Bân đứng vững vàng trên mặt đất rồi dùng thiên nhãn, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp sắt. Chất liệu của chiếc hộp rất đặc biệt, không thể nhìn xuyên thấu ngay từ cái nhìn đầu tiên được. Hay nói cách khác là bên trong chiếc hộp có một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản không cho hắn nhìn. Hắn không hề thấy bất ngờ vì khi giúp Chiêu Tuyết xem hộp sắt thì cũng gặp phải chuyện y như thế. Nhóc ham tiền không làm phiền, chỉ yên lặng chờ đợi.
Triệu Bân hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức, cuối cùng cũng nhìn xuyên được lớp ngoài của chiếc hộp. Giống như những gì hắn đoán, bên trong chiếc hộp là một lớp mây mù dày đặc, che khuất tầm nhìn, hắn dùng đồng lực mở đường, cố vén từng tầng mây mù thì mới miễn cưỡng thấy được thứ trong cùng, chẳng có bảo bối gì mà chỉ có một bàn chân. Không sai, là một bàn chân đầy máu, trông như nó bị người ra chặt ra, không chỉ có máu chảy ròng ròng mà còn có khí màu đen vây quanh, cũng không biết là oán niệm hay là sát khí. Triệu Bân hừm lên một tiếng khó chịu rồi lùi về sau một bước. Hắn không gượng nổi nữa, đồng lực của thiên nhãn đã bị tiêu hao hết. Triệu Bân, nhóc ham tiền vội vã chạy lên. Triệu Bân đứng vững lại, đưa một tay lên bụng chặt thiên nhãn, có máu tươi chảy qua kẽ tay. Mặt hắn trắng bệch không còn chút máu, chẳng khác lúc ở thành mộ quang là bao, vì nhìn phải thứ không nên nhìn nên đã bị phản phệ nghiêm trọng. Không chỉ đồng lực bị tiêu hao hết mà còn bị mất thị lực trong giây lát, lúc xem hộp sắt cho Chiêu Tuyết, hắn cũng bị y như vậy. Uống đi. Nhóc ham tiền cầm đan dược và nhét vào miệng Triệu Bân. Dược lực phát tán, không vào lục phủ ngũ tạng mà dồn thẳng vào thiên nhãn của hắn, mặc dù chưa triệt tiêu được hết sức mạnh phản vệ nhưng có thể giúp cho đôi mắt đang mù của hắn từ từ khôi phục thị lực, cơn đau cũng dần dần giảm đi. Là do ta không nghĩ thấu đáo. Nhóc ham tiền tỏ vẻ áy náy. Nằm trong dự đoán của ta, Triệu Bân mỉm cười và nói, hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, chuyện thiên nhãn bị phản phệ là chuyện thường, không có gì đáng ngại, việc hồi phục chỉ là vấn đề thời gian thôi. Rốt cuộc bên trong đó là thứ gì, nhóc ham tiền hỏi với vẻ thăm dò. Chân, một bàn chân đầy máu me, Triệu Bân trả lời thật lòng. Chân hả, nhóc ham tiền giật mình. Thần thái của cô nhóc lúc này giống hệt như của Chiêu Tuyết ngày xưa. Sao lại là một bàn chân chứ? Nhóc ham tiền đưa tay lên môi, đi vòng quanh chiếc hộp sắt một vòng, quan sát từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Chiếc hộp sắt được Bạch gia truyền nhau bao nhiêu năm nay là bí mật tối cao của gia tộc, vốn tưởng rằng đó là bảo vật tuyệt thế, ai ngờ lại là một bàn chân, mà còn là một bàn chân đầy máu me. Cô nhóc trợn mắt nhìn sang Triệu Bân. Chỉ có một bàn chân thôi mà lại khiến thiên nhãn bị phản phệ đến mù, vậy thì đáng sợ quá rồi còn gì. Phong ấn, Triệu Bân thản nhiên thốt ra hai chữ. Gì cơ, nhóc ham tiền lập tức hỏi. Chiếc hộp sắt này là một phong ấn, Triệu Bân chậm rãi nói, ánh mắt vô cùng xa xăm. Lúc hắn xem hộp sắt cho Chiêu Tuyết thì hắn đã có suy đoán đó rồi. Bây giờ gặp lại thì hắn đã thật sự có thể chắc chắn về suy đoán của mình. Nhất định đấy là một phong ấn. Chắc còn đến mấy chiếc hộp sắt như thế nữa và mỗi chiếc đều phong ấn thứ gì đó, trước đó là tay, giờ lại đến chân, rõ ràng là ai đó đã bị chặt tay chặt chân, bị tách ra để phong ấn, nhằm khống chế người đó. Hắn nghĩ đến đó thì liền hít ngược một hơi vào trong. Hắn không biết người bị chặt tay chặt chân là ai, nhưng nhất định đó phải là một nhân vật đáng sợ đến mức không thể giết chết, hơn nữa. Khi cơ thể hoàn chỉnh thì không thể nào phong ấn được, vì vậy nên mới chặt tay chân và chia ra để phong ấn. Từ đó có thể thấy được, người thực hiện phong ấn càng đáng sợ hơn. Phong ấn. Nhóc ham tiền không ngừng lẩm bẩm. Khác với Triệu Bân, ánh mắt của cô nhóc rất bất định. Tổ tiên nhà cô không truyền lại bí mật gì sao, Triệu Bân uống một ngụm rượu. Như người thấy đó, tổ tiên nhà ta là một vương triều. Sau khi vương triều bị diệt vong thì đã đánh mất rất nhiều bí văn. Nhóc ham tiền nói, thời gian lâu quá rồi, những bí mật cổ xưa cũng đã thất truyền. Cô nhóc nói xong thì còn bổ sung thêm, theo người thấy thì người bị phong ấn là ai? Theo kích thước của bàn chân thì nhất định là một người đàn ông. Triệu Bân chậm rãi nói, còn về việc là ai thì phải tập hợp hết các hộp sắt lại, giải phong ấn, ghép lại thành cơ thể hoàn chỉnh thì mới nhìn ra được. Huyết Hy Môn và Thi Tộc cần cái hộp này đến vậy thì nhất định trong tay bọn họ cũng có thứ này. Cướp đồ của bọn họ về sao? Nhóc ham tiền vò hai tay lại với nhau. Cô cũng rộng rãi quá đấy. Triệu Bân tằng hắng. Sau khi nhóc ham tiền phản ứng lại thì liền cười khì khì. Nói đến Huyết Hy Môn, mặc dù không biết lão tổ Huyết Hy Môn đang ở đâu, cũng không ai biết ông ta còn sống hay không. Nhưng dù cho là như vậy thì thế lực của Bạch Gia cũng không thể nào bì được thế lực của bọn họ. Còn Thi Tộc thì không cần phải nghĩ nữa.
Lão tổ của thi tộc là cảnh giới thiên võ chính hiệu, nghe nói ông ta đã ngủ say nhiều năm, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng ngủ say không có nghĩa là đã chết. Nếu dám đến thi tộc thì tức là tự tìm đường chết rồi. Không thể ở lại Nam vực lâu thêm nữa. Triệu Bân xoa mắt, đấy mới là ý trong câu nói của hắn. Nhóc ham tiền không ngốc, đương nhiên có thể hiểu được. Chính vì hộp sắt này mà Bạch Gia đã trở thành mục tiêu của thi tộc cùng huyết y môn, bọn chúng chưa bao giờ từ bỏ ý đồ, tuy rằng lần này bọn chúng đã phải chịu tổn thất lớn, ý đồ bị thất bại nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể quay trở lại tấn công. Triệu Bân có thể cứu Bạch Gia được một lần không có nghĩa là có thể cứu được lần thứ hai. Lần sau nếu như thi tổ đích thân xuất trận thì không ai có thể ngăn cản được ngoại trừ cường giả thiên võ. Nhưng cho dù có mang hộp sắt giao ra thì cũng không tránh được thảm họa diệt tộc. Cho nên chuyện này phải tính toán càng sớm càng tốt. Nếu như không chê thì mọi người cũng có thể đến núi bất tử, Triệu Bân cười nói. Hắn làm như vậy cũng có chút tính toán, đang muốn lôi kéo Bạch Gia vào liên minh. Nhưng chuyện này cũng không phải là tính toán cho riêng mình hắn. Hắn thật sự không thể nghĩ ra chỗ nào an toàn hơn thành Thiên Thu. Chẳng lẽ lại chuyển đến đế đô? Chuyện này vẫn nên quên đi thì hơn. Nếu như thân phận của hắn bị bại lộ thì Bạch Gia cũng phải chịu liên lụy. Ở đó rất an toàn, Triệu Bân lại bồi thêm một câu. An toàn cỡ nào, nhóc hám tiền hỏi. Ngay cả khi Hồng Uyên đích thân tới thì cũng không làm được gì, Triệu Bân cười thần bí đáp. Nghe hắn nói vậy, nhóc hám tiền nhướng mày, ghê gớm đến vậy sao? Liên quan đến sự sống chết của Bạch Gia mà ta còn dám nói đùa hay sao? Ta tin ngươi, nhóc hám tiền nói xong liền bỏ đi, ta đi tìm ông nội. Nhưng mới đi được hai ba bước thì cô nhóc lại vòng trở lại. Nhóc đi đi, ta ở lại đây một lát, Triệu Bân sờ sờ cằm nói, bên trong địa cung này không chỉ có một cái hộp sắt mà còn có rất nhiều bảo vật khác, hắn nhìn xung quanh một vòng thấy thứ nào cũng chói mắt. Nhóc hám tiền liếc mắt nhìn hắn rồi nói, người muốn lấy cái gì thì cứ việc nói thẳng ra. Ta giúp nhóc nhiều việc như vậy, dù sao nhóc cũng phải cho ta một chút thù lao chứ, đúng là đạo tặc chuyện nghiệp, rõ ràng tâm địa đang muốn chiếm đoạt bảo vật nhà người ta nhưng miệng vẫn nói đạo lý xoen xoét. Hay là đem ta cho ngươi đi, nhóc hám tiền chớp chớp đôi mắt to nói. Ta vẫn muốn có bảo vật hơn, Triệu Bân nói thật. Nhóc hám tiền bĩu môi đá hắn một cái trúng vào đúng quần. Hắn phải cảm ơn nhóc hám tiền đã không dùng quá nhiều lực. Bằng không sau này hắn cũng phải đổi tên thành tiểu triệu tử. Trở lại bữa tiệc rượu, Triệu công tử lại trở thành tiêu điểm, tư thế bước đi có chút kỳ quái. Vừa nhìn đã biết phần quan trọng nhất trên người hắn vừa bị trúng một đòn chí mạng khiến cho hắn đau đớn đến mức nét mặt vặn vẹo khó coi. Nhanh như vậy sao, mấy lão cường giả quân xích diễm đều sờ sờ cằm nói. Tuổi trẻ khí thịnh, hẳn là dùng sức rất nhiều. Có chút không cân xứng, tiểu nha đầu kia còn nhỏ như vậy. Tư tưởng lớn gặp nhau. Mấy lão già không đứng đắn mỗi khi tụ họp với nhau đều nói ra những câu mà người bình thường không thể nào nghe hiểu được. Cũng giống như mấy lão cường giả quân xích diễm này vậy, một khi động não nghĩ bậy bạ thì ngay cả mẹ ruột cũng không ngăn nổi. Bạch Gia cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lúc đi vẫn còn tốt, sao lúc về lại ra bộ dạng này rồi? Đau không? Tử Linh liếc nhìn Triệu Bân hỏi. Đau, Triệu Bân ngồi xuống, lại nhe răng trợn mắt vì đau đớn. Bên kia, nhóc hám tiền đã ghé vào tai lão tổ Bạch Gia nói nhỏ điều gì đó. Lão tổ Bạch Gia ngoài mặt không nói gì, vẫn cười nói rất vui vẻ. Tuy nhiên, người sáng suốt nhìn thấy đều có thể nhận ra bên trong thần thái của ông ta tiềm tàng rất nhiều loại ngụ ý, có phân vân, có khiếp sợ, có do dự. Ông ta phân vân chuyển gia tộc tới núi bất tử như Triệu Bân nói, nhưng cũng khiếp sợ vì biết Nam vực này không thể ở lâu hơn được nữa. Bạch Gia. Tiệc rượu không biết lúc nào mới tàn, lão tổ Bạch Gia nói chuyện với nữ soái vài câu rồi vội vàng triệu tập các trưởng lão tới đại điện bàn về chuyện chuyển nhà, chuyện này rất hệ trọng, cần phải thương lượng kỹ càng với tất cả mọi người trong tộc. Đạo hữu, mời. Một trưởng lão Bạch Gia mỉm cười nói, bọn họ đã chuẩn bị chỗ ăn ở cho mấy người nữ soái. Lão tổ đã căn dặn phải ra sức khoản đãi các vị khách quý bởi vì tất cả mọi người đều có ân tình sâu rộng với Bạch Gia. Nữ soái gật đầu, cũng không từ chối.
Kỳ thực trước đây khi đang chém giết cường giả tứ phương cô ta đã muốn rời đi nhanh nhất có thể, một phần là sợ biên quan Đông Nam xảy ra biến cố còn một phần là sợ tình hình ở Nam vực cũng sẽ thay đổi. Dù sao cô ta cũng là thống soái quân Xích Diễm, Cơ Ngân còn là thánh tử Thiên Tông, thân phận rất đặc biệt, một khi bại lộ thì sẽ rước lấy cho đại hạ không ít phiền toái, đặc biệt là Cơ Ngân, nếu như bị cường giả tứ phương biết được hắn đang ở đây thì chuyện hắn có ra được khỏi đây toàn mạng hay không vẫn còn là một vấn đề khó nói. Bây giờ bọn họ chưa rời đi là bởi vì việc này còn chưa kết thúc. Thi tộc cùng huyết y môn đã chịu thiệt lớn như vậy, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ báo thù, chắc chắn sẽ còn quay trở lại đây. Bạch gia tuy mạnh nhưng thế lực thi tộc cùng huyết y môn liên minh lại càng đáng sợ hơn. Nói thẳng ra thì Bạch gia vẫn đang ở trong nguy nan, không phải lúc nào bọn họ gặp nạn thì cũng có người tới cứu kịp thời. Muốn phá vỡ cục diện tồi tệ này thì chỉ còn có một cách, đó là chuyển nhà đến một nơi ngay cả thi tộc cùng huyết y môn đều không thể dễ dàng đặt chân tới. Theo như nữ soái suy nghĩ thì đại hạ là một điểm đến tốt. Nếu như bọn họ gia nhập vào đế đô trở thành một đại gia tộc thì có cho thi tộc cùng huyết y môn 10 lá gan bọn chúng cũng không dám tác loạn ở đế đô. Cho nên mới nói, chuyến đi này vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước. Di chuyển một đại gia tộc lâu đời đi nơi khác không phải là chuyện dễ, cho dù có cố gắng che giấu tới cỡ nào thì cũng sẽ bị tứ phương chú ý. Thi tộc cùng huyết y môn nếu như liên minh lại một lần nữa để đánh úp bọn họ thì chắc chắn sẽ thành công, với tính khí của Cơ Ngân. Hắn nhất định sẽ theo hộ tống suốt chặng đường. Nếu như Cơ Ngân không đi thì bọn họ tất nhiên cũng không dám đi, nhiệm vụ của bọn họ là phải đem hắn trở về đại hạ an toàn. Đành phải tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên. Tranh thủ khoảng thời gian này để trị thương cũng là một cách tốt, bọn họ đã đánh nhau cả một đêm dài, ngay cả thống soái như cô ta còn bị thương chứ đừng nói đến các lão tướng khác. Nội tình hùng hậu quá. Trên đường đi cường giả quân Xích Diễm liên tục thổn thức tặc lưỡi. Nhìn từ bên ngoài thì nơi đây chỉ là một tòa thành cổ bình thường nhưng khi bước vào trong thì mới biết bên trong có càn khôn đi tới đâu cũng có cấm chế nếu như không có người dẫn đường thì bọn họ chắc chắn sẽ bị lạc, không để ý tròn có thể bị hại đến tính mạng. Lúc này người đã làm gì với tiểu nha đầu kia vậy? Một lão già chọc chọc Triệu Bân Hội, thái độ của lão ta khá cột nhà vừa hỏi vừa nhẹ hàm răng vàng chảy ra cười gian. Lời này vừa nói ra, đừng nói đến lão tướng Xích Diễm. Ngay cả trường lão Bạch gia dẫn đường cùng quay lại nhìn Triệu Bân, Bạch gia trước đó cùng nhìn thấy rõ ràng thái độ của Triệu Bân khi trở về bữa tiệc rất kỳ lạ, hơn nữa còn ôm chặt đùng quần, rõ ràng là mới bị đá xong. Không làm gì, Triệu Bân thản nhiên nói. Không có ai tin. Thần thái của mấy lão già đã nói lên tất cả. Triệu Bân không quan tâm đến chuyện đó, chỉ lo dụi dụi mắt. Vừa nãy hắn bị hộp sắt phản phệ, cảm giác không dễ chịu một chút nào. Cho dù hai mắt đã nhìn thấy lại được nhưng vẫn rất mơ hồ, xem ra thiên nhãn của hắn đến tận 2-3 ngày vẫn còn bị phản phệ. Không lâu sau thì mọi người được đưa đến một hoa viên. Ồ! Vừa bước vào liền nghe thấy một tiếng cảm thán, cả Triệu công tử cũng lộ ra hai mắt sáng ngời, hoa viên này thật sự phi thường, toàn là kỳ hoa dị thảo đủ mọi màu sắc rực rỡ được bao phủ bởi mây trời lượn lờ. Trong đó có không hề ít những loại cây mà ngay cả nữ soái cũng chưa từng gặp qua, đã tuyệt tích ở thế giới bên ngoài. Không tệ, mấy lão tướng vuốt râu nói. Không tệ, Triệu Bân cũng sờ cằm nói. Hoa viên này rất yên tĩnh, là một nơi tu luyện tốt, mà kỳ hoa dị thảo bên trong đó cũng đều là thứ tốt. Nếu như có luyện đan sư ở đây thì chắc sẽ mừng rỡ như điên, ở đây có rất nhiều tài liệu luyện đan chân quý, có tiền nhiều cũng mua không được. Có thể thấy nội tình của Bạch gia hùng hậu cỡ nào. Hãy nghỉ ngơi sớm. Trưởng lão Bạch gia cười nói rồi chắp tay rời đi. Người khác có thể không biết nhưng người của Bạch gia tất nhiên sẽ biết rất rõ ràng, hoa viên này không đơn giản, cũng là một trong những trọng địa của Bạch gia, ngày thường những người có cấp bậc thấp trong Bạch gia cũng không có đủ tư cách để bước vào đây. Lão tổ đã muốn mời người ngoài đến nơi này thì chứng tỏ ông ta thành tâm coi trọng những vị khách này tới mức nào. Toàn bộ Bạch gia cũng không ai phản đối. Nếu không có sự hỗ trợ của những vị khách này thì Bạch gia đã bị diệt tộc từ lâu rồi, đừng nói là mời bọn họ đến nơi này, ngay cả chuyện để cho bọn họ mang cả hoa viên đi thì Bạch gia cũng sẽ không lên tiếng phản đối. Ân tình cứu mạng làm sao có thể dùng tiền tài để cân đo đong đếm được. Thực sự không tệ. Ngươi nói xem, Bạch gia sắp xếp cho chúng ta ở lại đây có dụng ý gì khác không? Lão Phu thật sự rất muốn hái chúng.
Trưởng lão Bạch ra đi rồi, còn lại mấy lão tướng quân Xích Diễm tụ tập xoa xoa tay, vuốt vuốt râu, có cả tên tiểu bối Triệu Bân kia nữa, hắn cũng đang sờ sờ cằm. Cả đám người ngươi một lời ta một lời, tư tưởng lớn gặp nhau. Thần thái của mỗi người như đang muốn nói, ở đây có nhiều thứ tốt như vậy, nếu như không mang đi thì thật có lỗi với lòng tốt của lão tổ Bạch gia. Nhanh chóng trị thương đi. Nữ soái nói rồi bỏ đi đầu tiên. Hoa viên này không hề nhỏ nhưng linh khí vẫn nồng đậm dị thường, sâu bên trong thấp thoáng có một dãy lầu các, những người thích sự yên tĩnh sẽ rất hợp để sống ở đây, không chỉ có thể tu thân dưỡng tính mà còn có thể bồi bổ khí lực. Trị thương. Mọi người bắt đầu tự chọn phòng cho mình. Nữ soái bị thương, bọn họ cũng bị thương. Sau một trận ác chiến bọn họ phải nhanh chóng khôi phục thương thế, không biết kế tiếp sẽ còn xảy ra biến cố gì, dù sao đây cũng không phải là địa bàn của đại hạ. Triệu Bân cũng nhấc chân bước đi nhưng những nơi mà hắn đi qua đều lộ ra những bảo bối khiến cho hắn chói mắt, khó lắm mới có được một chuyến tới Bạch gia, dù sao cũng phải lấy được bảo bối gì đó. Ở đây có nhiều kỳ chân dị bảo đến như vậy sao hắn có thể không nổi lên bệnh nghề nghiệp cho được. Vào lầu các, hắn đi thẳng lên tầng 2. Hắn khoanh chân nhắm mắt, lưu chuyển một vòng chu thiên, tiêu trừ sát khí trong cơ thể. Trong hoa viên yên tĩnh nhưng trong đại điện Bạch gia bầu không khí lại rất áp lực. Chuyển cả gia tộc đi đến nơi khác không phải là chuyện nhỏ, người có thể chuyển đi nhưng một số thứ lại không thể chuyển đi. Ví dụ như trận pháp có rất nhiều loại đều đã bị thất truyền, mặc dù vẫn còn lại trận văn nhưng hậu nhân cũng không thể vẽ ra được, ngoài ra còn có rất nhiều cấm chế đều là tâm huyết của thế hệ trước. Chỉ tính riêng hai điểm này thì người phản đối cũng đã có không ít. Nhưng người sáng suốt vẫn chiếm phần lớn. Không đi thì còn ở đây chờ người ta diệt tộc hay sao? Liên minh thi tộc cùng huyết y môn cường đại tới cỡ nào bọn họ cũng đã từng được kinh qua. Trong tộc không có cường giả thiên võ trấn thủ chắc chắn không thể đối kháng nổi, sớm muộn cũng sẽ bị diệt tộc, chuyện di chuyển gia tộc đã là chuyện gấp không thể chậm trễ được nữa. Cơ hội chỉ có một lần duy nhất, đi sai một bước chính là vạn kiếp bất phục. Chuyển. Lão tổ Bạch gia mạnh mẽ quyết định, lúc này bọn họ phải biết buông bỏ thì mới kéo dài sự tồn tại của gia tộc, tiền tài có thể kiếm lại nhưng mạng sống thì không. Ông ta đã lên tiếng thì ở đây cũng không có ai dám phản bác nữa. Chuyện di chuyển gia tộc đến nơi khác đã được quyết định. Chuyển thì chuyển, nhưng vấn đề là chuyển đi đâu? Núi Bất Tử. Đế Đô Đại Hạ. So sánh hai nơi này các trưởng lão đều có ý kiến riêng, sự tranh luận cũng nổ ra gay gắt nhất. Người chọn Đế Đô Đại Hạ chiếm hơn phân nửa, về phần Núi Bất Tử thì cũng có không ít trưởng lão đều đã đi qua. Bọn họ đều không cho rằng đó là một nơi an cư tốt. Thật ra thì lão tổ Bạch gia cũng do dự. Trong khoảng thời gian này, ông ta không ít lần liếc nhìn sang cháu gái của mình. Núi Bất Tử. Nhóc hám tiền không nói nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Cô nhóc không biết Núi Bất Tử có càn khôn hay không, cô nhóc chỉ tin tưởng Triệu Bân. Triệu Bân nói Núi Bất Tử thật sự an toàn thì cô nhóc liền tin tưởng vô điều kiện. Đề cập tới chuyện sống chết Triệu Bân sẽ không đùa giỡn. Hãy thu dọn hành lý trước. Lão tổ Bạch gia hít sâu một hơi nói. Trước khi đưa ra quyết định chính thức ông ta còn phải tìm người khác để nói chuyện. Người đó chính là Triệu Bân bạn của cháu gái của ông ta. Chỉ có điều chuyện này Triệu Bân cũng không biết. Phù. Khi Triệu Bân mở mắt ra lần nữa thì màn đêm đã buông xuống. Hắn mang thi thể của thiếu niên tóc tím ra. Dùng lôi điện bao quanh thi thể sau đó cẩn thận luyện hóa. Thuộc tính ánh sáng cực kỳ hiếm cho nên hắn phải làm việc hết sức tỉ mỉ, bởi vì nếu như dùng lực quá mạnh thì thuộc tính ánh sáng sẽ bị tổn hại. Quá trình này tốn khá nhiều thời gian. Triệu Bân tâm bình khí hòa, vứt bỏ tất cả tạp niệm. Dưới sự luyện hóa của thiên lôi, một tia sáng mỏng hơn sợi tóc bay ra khỏi thi thể của thiếu niên tóc tím, đó chính là năng lượng của thuộc tính ánh sáng. Chỉ một phần nhỏ của nó đang được luyện hóa ra ngoài từ từ. Hắn ở đây bận rộn, Bạch gia bên kia cũng không nhàn rỗi. Nhanh lên! Những tiếng hô hào như vậy liên tục vang lên. Bạch gia đang thu xếp hành lý, tài vật nhét hết vào bùa chữ vật để mang theo bên người. Thứ khó có thể mang đi chỉ có cấm chế cùng trận pháp của gia tộc, tất cả đều là tâm huyết của thế hệ trước để lại, đừng nói đến thứ khác. Chỉ tính riêng trận pháp không gian thì cấu tạo của nó dĩ nhiên cũng đã thất truyền, bây giờ bọn họ chuyển gia tộc đi nơi khác,
Bất luận đi đến đâu thì bọn họ cũng không thể nào tạo ra được một trận pháp không gian giống như thế này nữa, tổn thất là có thể tưởng tượng được. 2. Bên trong đám đông bận rộn vang lên không ít tiếng thở dài. Có được có mất. Lão Tổ nói đúng, không có gì sánh được với việc kéo dài sự tồn tại của gia tộc. Thật sự muốn bế quan ở nhà của ta sao? Trong một đình nghỉ mát ở hoa viên, nhóc hám tiền hai tay nâng má lẳng lặng nhìn về phía lầu các của Triệu Bân. Cô nhóc đã đến đây từ sớm, bên cạnh còn có lão tổ Bạch gia. Hai người nhìn lầu các của Triệu Bân vẫn còn đóng chặt cửa, phía trước dán đầy bùa chú thì không dám tự tiện quấy rầy, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Thời gian Bạch gia thu dọn hành lý vẫn còn dài, bọn họ vẫn có thể chờ được. Mộng Nhi, cháu thành thật nói cho ông nội biết hắn có thân phận như thế nào, những lời này lão tổ Bạch gia đã hỏi rất nhiều lần. Chắc chắn là đã chờ đợi rất lâu, cảm thấy nhàm chán nên lại lấy ra hỏi một lần nữa. Đến núi bất tử rồi cháu sẽ nói cho ông biết, nhóc hám tiền trước sau vẫn chỉ trả lời một câu. Ông nội đã từng đến núi bất tử, không có gì đặc biệt ở đó cả, lão tổ Bạch gia chậm rãi nói. Ông nội, tin cháu đi, núi bất tử an toàn hơn đế đô nhiều, nhóc hám tiền cười nói. Lão tổ Bạch gia lắc đầu cười, cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ tiếp tục đợi bạn của cháu mình ra khỏi phòng. Phù. Triệu Bân phun ra một ngụm chọc khí rất dài. Luyện đến nửa đêm cuối cùng hắn mới có thể luyện hóa ra được thuộc tính ánh sáng bên trong thi thể của thiếu niên tóc tím, ngưng tụ ra một tia sáng quáng nhập vào thiên nhãn của hắn khiến cho hắn rất đau đớn, đó chính là phần năng lượng tinh túy nhất của thuộc tính ánh sáng. Giờ nó là của ta. Triệu Bân thầm cười. Tiếp tục dung hợp năng lượng của thuộc tính ánh sáng vào trong cơ thể. Hắn khoanh chân tĩnh tâm dung hợp, vốn tưởng rằng khí lực của mình sẽ bài xích nguồn năng lượng này nhưng không ngờ quá trình dung hợp lại diễn ra thuận lợi một cách thần kỳ. Như Nguyệt Thần đã nói, hắn là một nhân tài, trong cơ thể đã tiềm tàng tiên lực mà lại còn được hấp thu rất nhiều tinh nguyên từ đại địa linh mạch, cộng thêm cây thần tạo hóa cùng với máu của Tiểu Kỳ Lân, nhiều loại năng lượng thúc đẩy cho nên mới giúp hắn trung hòa được thuộc tính ánh sáng. Trong chớp mắt, ánh sáng đã tràn ngập đan hải của hắn. Cũng trong chớp mắt, toàn thân hắn đã tỏa ra hào quang. Dung hợp được với thuộc tính ánh sáng cũng không có nghĩa là hắn đã có được toàn bộ thuộc tính ánh sáng. Chính xác mà nói thì hắn đã nhận được một phần năng lượng của thuộc tính ánh sáng. Với sức mạnh này hắn đã có thể thi triển những bí thuật của thuộc tính ánh sáng, chẳng hạn như thể ánh sáng. Đó là một bí thuật rất thực dụng. Về việc liệu hắn có thể lĩnh hội được nó hay không thì còn tùy thuộc vào vận may của hắn. Chuyện này không lớn. Nguyệt Thần thu tầm mắt lại, tiếp tục đối kháng lời nguyền. Ngộ tính của Triệu Bân trước giờ vẫn hết sức nghịch thiên. Thật là một cảm giác tuyệt diệu. Triệu Bân lẩm bẩm, tắm mình trong ánh sáng, một nguồn năng lượng thần bí lan tràn khắp cơ thể hắn, tuy nhìn không thấy sở không được nhưng lại thật sự tồn tại. Đây chỉ mới là một phần năng lượng của thuộc tính ánh sáng. Nếu như hắn có được toàn bộ thuộc tính ánh sáng thì còn tuyệt diệu đến mức nào nữa? Hắn khó có thể tưởng tượng được người có cả 5 loại thuộc tính như Sở Vô Xương sẽ có cảm giác như thế nào. Ngươi tỉnh chưa? Bên ngoài phòng truyền đến tiếng gọi của nhóc hám tiền. Suy nghĩ của Triệu Bân bị gián đoạn. Lúc này hắn mới biết ở ngoài hoa viên có hai người là Bạch Nhật Mộng và Lão Tổ Bạch Gia đã chờ hắn từ rất lâu. Chưa nghĩ nhiều, hắn liền xoay người xuống lầu. Chưa bước tới đình nghỉ mát thì hắn đã hướng về phía Lão Tổ Bạch Gia chắp tay thi lễ. Không cần đa lễ, Lão Tổ Bạch Gia cười nói. Tiền bối đêm muộn còn đến thăm, không biết là có chuyện gì, Triệu Bân cười hỏi. Không tiện nói cho Lão Phu biết ngươi là ai sao? Lão Tổ Bạch Gia không chút khách khí đi thẳng vào chủ đề, chủ yếu là vì tò mò, hắn có sức mạnh nghịch thiên như vậy thì chắc chắn không phải hạng người vô danh. Tạm thời không thể nói ra, mong tiền bối thứ lỗi, Triệu Bân lại chắp tay nói. Núi bất tử kia, rất an toàn, câu trả lời của Triệu Bân giống hệt như câu trả lời của nhóc hám tiền. Muốn lôi kéo Bạch Gia vào liên minh chính là tính toán riêng của hắn. Tuy nhiên chuyện này cũng chỉ vì lợi ích của Bạch Gia. Thứ nhất, núi bất tử quả thật an toàn hơn đế đô rất nhiều. Thứ hai, thân phận của hắn quá đặc biệt, trong tương lai hắn chắc chắn sẽ chiến đấu với Tử Y Hầu và cắt đứt quan hệ với Hoàng Thất cùng Thiên Tông, hắn thật sự không muốn Bạch Gia bị liên lụy. Hắn vẫn rất có đạo đức.
Sau khi cứu được mẹ của mình và giải quyết xong chuyện với Tử Y Hầu, hắn sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện Bạch Gia muốn đi hay ở. Lão tổ Bạch Gia hít sâu một hơi. Không hiểu tại sao lời nói của Triệu Bân lại khiến cho ông ta cảm thấy rất tin tưởng. Ở người thanh niên này toát ra một cảm giác thần bí không thể giải thích được, ngoài ra còn toát ra khí chất cùng mị lực khiến cho người khác không thể nào nghi ngờ những lời mà hắn nói. Nói thật thì ông ta cũng không muốn chuyển đến đế đô lắm, ở đó Bạch Gia vẫn còn ân oán với một số gia tộc khác, lại phải chịu sự giám sát của đại hạ và sự trói buộc của khuôn phép, có rất nhiều lý do khiến cho ông ta không muốn chuyển tới đó. Mà điều quan trọng nhất chính là ông ta không muốn dính dáng vào chuyện thay đổi quyền lực ở đại hạ. Bạch Gia tuy ở Nam vực xa xôi nhưng những việc phát sinh ở đại hạ ông ta vẫn rõ như lòng bàn tay, ví dụ như chuyện Hồng Uyên bị thương nặng, nếu không phải cùng có lúc đó xảy ra chuyện tám vương triều lớn liên minh công phạt đại hạ thì chỉ sợ là đại hạ đã sớm đổi chủ. Đợi sau khi đánh giặc xong ba người Quỷ Minh chắc chắn sẽ tạo phản đoạt quyền. Vào thời điểm này, nếu như muốn tiến vào đế đô mà không muốn vướng vào tranh chấp cũng khó, một khi chọn sai phe thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc, so với một vương triều thì Bạch Gia chỉ là một gia tộc nhỏ bé không đáng kể, nói ông ta tâm cơ cũng được mà nói ông ta tư lợi cũng chẳng sao, bất kỳ quyết định nào của ông ta đều liên quan đến sự tồn tại của gia tộc cho nên ông ta nhất định phải thận trọng. Đến núi Bất Tử. Thật lâu sau mới nghe thấy lão tổ Bạch Gia lên tiếng. Nhóc hám tiền cười hì hì. Triệu Bân cũng cười. Rõ ràng một ông già sống gần trăm tuổi chắc chắn có thể nhìn rõ tình hình hiện tại. Đế đô trông thì có vẻ an toàn nhưng chỉ là ngoài mặt, chẳng qua bây giờ đại hạ đang phải chống giặc cho nên bên trong tạm thời sẽ không xảy ra đại loạn phản nghịch, một khi chiến sự ở các biên quan kết thúc thì chuyện rất khó nói. Nếu như Hồng Uyên không thể phục hồi lại như cũ thì ba người Quỷ Minh chắc chắn sẽ đoạt quyền. Đến lúc đó Triều Long đại hạ sẽ chìm trong hỗn loạn. Muốn không chọn phe cũng không được, nhưng nếu như chọn sai phe thì chắc chắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ông ta thân là lão tổ của gia tộc cho nên cũng không dám dẫn dắt gia tộc đi vào con đường mạo hiểm. So với đế đô thì núi Bất Tử có vẻ như là lựa chọn tốt hơn. Ít nhất theo ý kiến của ông ta thì đó chính là sự lựa chọn tốt nhất. Đợi tình hình bên ngoài ổn định thì bọn họ lại ra khỏi núi Bất Tử cũng không muộn, vẫn là câu nói kia. Cho dù Bạch Gia có đi hay ở thì Triệu Bân cũng sẽ không can thiệp. Lão tổ Bạch Gia đã rời đi để đem chuyện này thông báo cho toàn gia tộc biết. Nhóc hám tiền không hề rời đi, vẫn chống tay lên hai má, hai mắt to tròn chớp chớp nhìn Triệu Bân, hành động này dường như muốn nói, đêm nay trăng thanh gió mát, chúng ta làm gì đó đi. Nhà của nhóc có nhiều hoa lá như vậy, ta hái đi mấy cây chắc cũng không sao chứ, Triệu Bân cười ha hả hỏi. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn, cái tên này đúng là đầu đất, cô ta thật sự dậy không nổi. Hái, hái hết đi, nhóc hám tiền bực mình nói, một đêm lãng mạn như vậy, trong khi người ta còn đang muốn làm chuyện lãng mạn thì ngươi chỉ chăm chăm vào việc muốn lấy đi bảo bối của nhà người ta. Hoa đẹp còn ta thì không đẹp sao? Ơn trời là cô nhóc không hỏi hắn câu đó. Bằng không thì cô nhóc sẽ lại phải tức giận nữa. Vậy, thật ngại quá. Triệu Bân nói rồi liền phóng ra hoa viên. Hay lắm, hắn đi tới chỗ nào là chỗ đó hoa lá liền trụi lùi. Ngươi, nhóc hám tiền ôm ngực, không biết là do tức giận hay đau lòng. Cũng may là lão tổ Bạch Gia đã đi từ trước, nếu không thì chắc chắn cũng sẽ đau lòng. Nhóc hám tiền cũng rời đi, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Bân. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì mộ của Triệu Bân bây giờ đã xanh cỏ rồi. Bảo bối cho không, không thể không lấy được. Triệu Bân hết sức vui vẻ, tay hái thoăn thoắt. Cả khu vườn kỳ hoa dị thảo bây giờ chỉ còn lại gần phân nửa. Hoa đâu hết rồi? Khi các cường giả quân Xích Diễm bước ra khỏi phòng thì đều sửng sốt, bọn họ vốn dĩ muốn trị thương xong thì sẽ ra ngoài hoa viên thu thập chút kỳ hoa dị thảo. Bây giờ xem ra bọn họ vẫn chậm một bước. Tất cả mọi người đều rất ăn ý hướng mắt nhìn về phía lầu các của Triệu Bân, trên tầng 2 vẫn còn có ánh đèn, chắc chắn là hắn đang bận kiểm kê bảo bối. Kỳ hoa dị thảo ở đây hơn phân nửa chắc chắn đều đã bị hắn niêm phong cất vào kho nhà mình. Có những hậu bối. Mấy lão già đều hít sâu một hơi, thật sự không muốn nói thêm nửa câu sau. Đêm nay lại có người dạy cho bọn họ một bài học, Muốn thu bảo bối phải thu liền tay.
chậm trễ thì ngay cả canh cặn cũng không còn để húp. Đêm lại chìm vào im lặng. Hoa viên yên tĩnh nhưng đại điện Bạch Gia lại hết sức náo nhiệt. Đi đến núi Bất Tử. Lão tổ Bạch Gia cao giọng nói ra quyết định của mình. Đúng như ông ta dự đoán, quyết định này lại làm nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt khác. Bên này, Triệu Bân đã khoanh chân định thần, tĩnh tâm lĩnh hội thuộc tính ánh sáng. Hắn đã hai lần phải chiến đấu với thuộc tính ánh sáng cho nên cũng khá hiểu biết về nó. Sau khi tỉ thí Tân Tông kết thúc, hắn đã bí mật nghiên cứu về nó nhưng khó có thể lĩnh hội được điều gì bởi vì lúc đó hắn không có trong tay chút năng lượng nào của thuộc tính ánh sáng. Bây giờ hắn đã có một phần năng lượng của thuộc tính ánh sáng cho nên sự lĩnh hội cũng trở nên sâu sắc hơn. Công dụng của nó so với bùa lôi quang cũng khá giống nhau, trong chớp mắt có thể bộc phát ra ánh sáng khiến cho đối phương chói mắt và không thể phòng bị, nếu như thi triển đủ uy lực thì còn có thể khiến cho đối phương bị mù mắt, bí thuật thuộc tính ánh sáng khiến cho hắn hết sức hứng thú. Đi đến núi Bất Tử. Khi trời hừng đông mới nghe thấy ở đại điện Bạch Gia truyền ra một tiếng quát lớn. Tiếng quát lớn đó là của lão tổ Bạch Gia, một tiếng quát hết sức uy nghiêm làm cả đại điện phải chấn động run rẩy. Lần này, tất cả mọi người đều im lặng như tờ, không ai dám tranh cãi. Tâm ý của lão tổ đã quyết, có nói thêm bao nhiêu cũng vô nghĩa. Bỏ thời gian để tranh cãi thì chi bằng bọn họ cứ nhanh chóng đi thu dọn hành lý và ghi nhớ thêm chút trận văn. Trong thời gian ngắn nhất có thể mang đi càng nhiều thứ càng tốt. Bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi nam vực này tiến vào bên trong đại hạ thì mới được an toàn. Chuyện chuyển nhà này không được trì hoãn thêm phút nào nữa. Bên ngoài đảo nhỏ Bạch Gia có không ít thú cưỡi đang bay lượn xung quanh. Bọn chúng đều là gián điệp, có gián điệp của huyết y môn, gián điệp của thi tộc, cũng có gián điệp của các thế lực tứ phương đang quan sát nhất cử nhất động của Bạch Gia. Chắc chắn bọn chúng lại chuẩn bị liên minh công phạt một lần nữa. Tuy nhiên lần này tốc độ liên minh có chút chậm trễ. Thi tộc và huyết y môn là hai thế lực lớn cho nên tất nhiên là không sợ, mặc dù có tổn thất vài cường giả chuẩn thiên thì cũng không tổn hại tới nội tình là mấy. Tuy nhiên, các thế lực còn lại nhỏ hơn đều khá nao núng, bọn chúng có nội tình không hùng hậu cho nên không thể gánh nổi tổn thất. Một trận đánh lớn như vậy cũng không thể thắng nổi Bạch Gia, điều đó đủ cho thấy nền tảng của Bạch Gia vững chắc đến thế nào. Đối với chuyện này bọn chúng vẫn chưa sẵn sàng để dây vào tiếp. Nếu như còn tiếp tục đánh nữa thì rất có thể sẽ không chỉ bị trọng thương nguyên khí, không ai có thể cam đoan sau khi đánh hạ được Bạch Gia thì thi tộc cùng huyết y môn sẽ không xử lý luôn các thế lực nhỏ đã từng liên minh với mình. Vì vậy, có rất nhiều thế lực nhỏ đã trốn khỏi Nam Vực trong đêm. Đã có rất nhiều thế lực trong liên minh rút lui, biết tìm đâu ra thế lực khác để đắp vào. Ngay từ sáng sớm thì đảo nhỏ Bạch Gia đã rất bận rộn, ngay cả nhóc hám tiền cũng đã chạy ra ngoài hỗ trợ. Mấy người này dường như chỉ hận không thể mang cả hòn đảo chuyển đi, ở trên mái hiên, mấy lão cường giả tụ tập ngồi nhìn, mỗi người cầm một tẩu thuốc hút, nhả khói lượn lờ khắp nơi, trông giống hệt người tu tiên. Bọn họ nói không sai, cũng có thể hiểu được hoàn cảnh của Bạch Gia. Đây là nơi chôn rau cắt rốn của bọn họ đã sống ở đây nhiều năm. Hiện giờ nói phải chuyển đi thì ít nhiều cũng sẽ có chút luyến tiếc. Chờ xem, cho dù Bạch Gia chuyển đi nhưng chắc chắn vẫn sẽ có không ít lão già ở lại đây canh giữ, nguyện chết trên quê hương mình. Chết trận cũng là chết. Chết già cũng là cái chết. Già rồi không còn muốn tung hoành nữa, được chết trên quê hương mới là tốt. Bên trong đình nghỉ mát, nữ soái cùng Tử Linh ngồi đối diện nhau lặng lẽ uống trà. Nói thật thì nữ soái đang rất muốn rời khỏi đây. Còn trì hoãn thêm thì nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến, không chỉ Bạch Gia gặp nguy hiểm mà biên quan Đông Nam cũng gặp nguy hiểm, thậm chí cơ ngân cũng có thể gặp nguy hiểm. Còn có tâm trạng bế quan. Tử Linh thỉnh thoảng liếc nhìn sang phòng của Triệu Bân, cô ta đến đây là vì muốn nói chuyện với Triệu Bân về lăng mộ vua Âm Nguyệt, nhưng tên nhóc đó vẫn đang chìm đắm trong việc lĩnh hội bí thuật, không thể tùy tiện làm phiền. Không đúng. Cũng không đúng. Trong phòng. Triệu Bân đang lẩm bẩm. Triệu Bân khoanh chân nhắm mắt như một lão tăng tĩnh tọa, đôi chân mày khi thì giãn ra khi lại nhíu chặt, có ngộ đạo mà cũng có nghi hoặc, trong tay hắn không có pháp môn cho nên quá trình lĩnh hội của hắn diễn ra rất chậm, giống như một người đang loay hoay tìm đường trong bóng tối. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng khiến cho hắn tìm được chân lý. Trong giây phút ngộ đạo,
hắn nở ra một nụ cười vui sướng, trước khi thấu triệt chân lý hắn đã không ít lần đi vào ngõ cụt, không ngừng thôi diễn, cuối cùng mới tìm được hướng đi đúng, đích xác ảo diệu. Chậm hơn ta tưởng. Nguyệt thần nhìn hắn, mất một ngày mới lĩnh hội được thuộc tính ánh sáng, không đáp ứng được mong đợi của cô ta. Pháp môn thể ánh sáng có thể rườm rà nhưng đạo lý bên trong rất đơn giản, chính là sự bùng nổ sức mạnh trong chốc lát. Với thiên phú nghịch thiên của Triệu Bân thì hắn chắc chắn có thể lĩnh hội thấu triệt, chỉ có điều không biết hắn có thể thi triển ra bao nhiêu uy lực mà thôi. Thử xem. Triệu Bân nói xong liền xoay người nhảy xuống giường. Hắn đứng trên mặt đất khẽ nhắm mắt lại, tâm vô ngoại vật, tâm vô tạp niệm, thi triển pháp môn thể ánh sáng do chính mình thôi diễn ra, dù sao đây mới là lần đầu tiên, không thể quá vội vàng. Thể ánh sáng. Trong một khắc, hắn thầm quát lớn trong lòng sau đó mới mở mắt ra. Đột nhiên toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng vàng giống như mặt trời rực rỡ đúng lúc này, cửa phòng của hắn mở ra kêu lên một tiếng ken két, một bóng người bước vào tóc đen bay phấp phới, y phục màu tim không nhiễm bụi trần phong tư tuyệt đại, nhìn kỳ mới thấy đó chính là Tử Linh cô ta đến thật đúng lúc. Tử Linh than nhẹ một tiếng, bị hào quang chấn không kịp trở tay, đôi mắt đang sáng trong bỗng chốc tối đen. Tiền bối không gõ cửa thế. Triệu Bân thấy thế thì ho một tiếng, nhiều thời điểm như thế mà lại chọn lúc ta phóng chiêu để tới, người không dính trưởng thì ai bị đây. Cũng trách hắn, lần đầu thi triển nên có chút kích động, không quan tâm tình hình bên ngoài, tâm vô tạp niệm, hiển nhiên đã không còn cảm giác được bên ngoài, lúc này mới tạo ra sự việc xấu hổ thế. Thể ánh sáng. Tử Linh nhắm mắt, khóe mắt còn một tia máu tươi chảy ra. Nguyên nhân là vì hấp tấp không chuẩn bị trước nên mới bị thương thảm vậy. Nếu có đề phòng sẵn thì cô ta đã không chật vật thế. So với việc này, điều khiến cô ta khiếp sợ hơn là thằng nhóc này có thuộc tính phong mà sao lại có thể thi triển thể ánh sáng này. Thêm nữa uy lực lại không hề thấp, ngay cả cao thủ chuẩn thiên như cô ta trúng chiêu cũng rất khó chịu. Ngoài ý muốn thôi. Đây là ngoài ý muốn. Triệu Bân gượng cười, lấy ra một lọ linh dịch. Thể ánh sáng từ đâu ra, Tử Linh tức giận tiếp nhận bình linh dịch. Nhặt. Câu kinh điển của Triệu công tử, ai hỏi gì cũng là nhặt thôi. Lời này chẳng có gì sai, thiếu niên tóc tím qua từ ngàn dặm tự nộp mình tới cửa thì không phải nhặt thì là gì. Tử Linh không hỏi lại, vì có hỏi cũng chỉ tức mình thôi. Tiền bối tìm ta, có gì à, Triệu Bân biết mà còn cố hỏi. Nói rồi hắn mở cửa sổ để chuẩn bị chạy bất cứ khi nào cần. Hắn cho nổ mộ của vua Âm Nguyệt, là người giữ mộ, Tử Linh chẳng phải nên tìm hắn tâm sự à. Tìm ngươi mượn chút đồ, Tử Linh vừa nhỏ nước thuốc vào mắt vừa đáp. Đồ gì, Triệu Bân nhích người tới gần cửa sổ, nếu mượn cậu nhỏ thì ta không cho đâu đấy. Nghe nói ngươi có một con kỳ lân. Có tiện, xin nó chút máu không? Tử Linh nói ra. Cô ta thật sự không phải tới tìm Triệu Bân để tính sổ mà là để xin mượn đồ. Hóa ra là máu kỳ lân. Cô ta cần máu kỳ lân để cứu người. Hoặc đúng hơn là cần máu kỳ lân để làm thuốc dẫn. Còn về mộ của vua Âm Nguyệt, cô ta khá giận, nhưng dù sao cũng có thể đoán ra phần nào. Nếu không tới tình huống bất đắc dĩ thì thằng nhóc này cũng sẽ không kích nổ mộ phần người ta. Nếu vua Âm Nguyệt dưới suối vàng có biết chắc sẽ không trách tội đâu. Là không thể trách tội. Quan tài của vua Âm Nguyệt sắp không chứa nổi ông ta rồi, tốt nhất là sửa mộ nhanh lên, bằng không. Không tiện, Triệu Bân dứt khoát đáp. Ta không phải xin không, Tử Linh rũ mắt, dùng tiền mua hay. Đổi bằng bảo vật cũng được. Lời này vừa ra, Triệu công tử lập tức có sức sống hơn hẳn, hai mắt trợn tròn đánh giá Tử Linh từ trên xuống dưới. Nhìn toàn thân cô gái xem có bảo bối gì không, nếu có thì. He he he. Nhìn xong, mắt hắn hơi liếc ngang. Cũng không thể trách hắn có biểu cảm đó, bởi trừ quần áo, trên người Tử Linh chẳng còn gì, dù sao cũng là cao thủ chuẩn thiên mà sao nghèo dữ vậy, hoặc trước khi tới đây, cô ta đã bỏ lại ở nhà hết rồi. Tóm lại, cô gái này là một bảo vật. Muốn tiền hay bảo vật, người cứ nói đi, Tử Linh ung dung hỏi. Tiền bối cũng không mang tiền mà, Triệu Bân xoa tay một chút. Ghi giấy nợ trước. Nếu không thì tiền bối ra ngoài hóng mát một chút nhé. Sao, chẳng lẽ muốn ta la lên là phi lễ, Tử Linh dụi mắt.
tiền bối này, già mà không đàng hoàng gì cả, Triệu Bân bĩu môi một cái. Ta cần máu Kỳ Lân, để cứu mạng, lời này của Tử khá chân thành, ba giọt là được. Triệu Bân không đáp, trong đan hải, hắn nhìn Tiểu Kỳ Lân mà mỉm cười. Tiểu Kỳ Lân lại khá ngoan ngoãn hiểu chuyện, không nói gì, chỉ đưa ra chút máu. Triệu Bân trở tay đưa máu Kỳ Lân ra ngoài. Đa tạ, một câu này của Tử Linh mang theo sự cảm kích biết ơn. Có câu nói rất hay, cứu một mạng người còn hơn. Không đợi Triệu Bân nói xong, Tử Linh đã xoay người đi mất. Cô ta thật sự có người phải cứu, vội vàng đi dung hợp linh dược, Triệu Bân có chút xấu hổ, người một nhà cả, có khả năng thì nhất định sẽ giúp. Tử Linh đi rồi thì lại có người tới. Là nhóc ham tiền, hoạt bát nhiệt tình tới kéo Triệu Bân đi. Khi hai người xuất hiện lần nữa thì đã ở trên một lầu gác, cũng chính là tòa lầu ngắm cảnh. Mỗi đêm, ta đều đến đây để ngắm biển. Nhóc hám tiền tâm sư, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, trong cả bạch ra, chỉ nơi này có thể nhìn ra biển, mai đi rồi, đây là lần cuối ngắm nó thôi. Triệu Bân im lặng, hắn có thể nghe ra sự lưu luyến trong giọng nói kia. Cũng đúng, đây là nhà, tâm trạng đi xa tha hương, hắn hiểu lắm chứ. Tối nay nhóc hàm tiền khá yên tĩnh, chỉ lặng lẽ ngắm cảnh. Triệu Bân thấy rất rõ, trong mắt nhóc hám tiền là sự tham lam nhìn biển rộng. Ngày mai phải đi, đây đúng là lần cuối, sợ là trong quãng đời còn lại cũng không có cơ hội ngắm biển ở đây nữa. Quan trọng là tình cảm tích tụ bên trong kia, dù năm nào đó trở về được cố hương này thì cũng là cảnh còn người mất. Triệu Bân cũng dương mắt nhìn theo. Biển dưới ánh trăng gợn sóng lăn tăn. Có hào quang chiếu xuống như ảo mộng. Cảnh tượng thế này cũng không thể thấy ở đại hạ, Triệu Bân nhìn mà tâm trạng cũng mông lung theo. Bất chợt, nhóc ham tiền khoác lên tay Triệu Bân, đầu nhỏ nhẹ nhàng nghiêng qua một bên, môi nở nụ cười ngọt ngào, dịu dàng, hai mắt trong sáng xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trong quãng đời còn lại ta sẽ nhớ kỹ đêm này. Đêm nay có một người tên Triệu Bân đã đứng hóng gió và ngắm cảnh với mình. Với thiếu nữ e ấp mối tình đầu thì đây là chuyện lãng mạn nhất mà cô bé có thể nghĩ ra. Nếu cả đời đều có thể như thế này, nắm tay tới khi mái đầu bạc trắng thì hạnh phúc biết mấy. Ừ, lãng mạn thật, Nguyệt Thần cười. Đêm nay cuối cùng Triệu Bân cũng có chút tiến bộ. Ít nhất trong lúc này hắn cũng không phải muốn mấy thứ vớ va vớ vẩn như tiền, bảo vật. Đêm dần khuya. Nhóc ham tiền dần mệt mỏi ngã vào trong lòng ngực của Triệu Bân, ngủ vô cùng ngon. Đến tận lúc này, Triệu Bân mới thu mắt, đỡ cô nhóc lên giường, sau đó lặng lẽ rời đi. Hả? Vào lúc hắn mở cửa thì lại vô thức ngoái đầu nhìn lại. Nhìn qua cửa sổ, biển vẫn mộng ảo như cũ nhưng ngoài cái này, bầu trời lại xảy ra một cảnh rất chói mắt, một ngôi sao rơi xuống, xoẹt qua tinh không, tạo thành đường cong hoa lệ trong không trung. Lại một ngôi sao rơi xuống, Triệu Bân lẩm bẩm. Lại, vì sao là lại? Việc thế này mỗi lần mà hắn gặp phải thì đều có cơ duyên. Mà lần này, có vẻ như cũng có dấu hiệu như thế, Tiểu Kỳ Lân đang nhảy tới nhảy lui trong đan hải, cây thần tạo hóa cũng không chịu đứng yên, cành lá cứ xào xạc, Triệu Bân biết nó đang rung lên vì kích động. Soạt, hắn nhảy ra khỏi cửa sổ nhanh như một tia sáng rồi lao thẳng về một hướng. Bảo bối. Nhất định đó là bảo bối, nếu không thì Tiểu Kỳ Lân và cây thần tạo hóa cũng không kích động đến như vậy. Thứ có thể lọt vào tầm ngắm của bọn nó thì nhất định phải là bảo bối lớn, giống như viên tinh thạch tím lần trước. Thần tiên đánh nhau, người phàm hôi của. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn lên trời, dường như cô ta biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng cơ duyên đó của Triệu Bân cũng chẳng dễ đạt được đâu, đây là Nam Vực, có cả khối cao thủ ẩn núp. Hắn có thể nhìn thấy được thì có lẽ những người khác cũng có thể nhìn thấy được, ai giỏi thì bảo bối sẽ vào tay người đó. Về chuyện này thì Triệu Bân đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Có điều, không dễ gì gặp được cơ duyên, nếu như đã gặp được rồi thì nhất định phải thử. Vèo, có một bóng dáng nữa cũng theo Triệu Bân ra khỏi đảo. Đó là một bóng người, hay nói chính xác hơn thì đó là nữ soái Xích Diễm. Cô ta không để ý đến sao băng trên trời nhưng lại để ý thấy Triệu Bân nửa đêm nửa hôm không chịu ngủ mà lại một mình chạy ra ngoài, vậy thì cô ta phải đi theo, ngày mai họ đã phải rời khỏi đây rồi, không thể có thêm rắc rối nữa. Gì cơ,
Đó là gì cơ? Tiếng xì xào vang lên trên mặt biển cuồn cuộn sóng giữa đêm khuya. Nguyệt thần nói không sai, Nam vực có rất nhiều cao thủ, tối đến có cả khối người không chịu ngủ. Chẳng hạn như hải tặc, bọn chúng lái chiến thuyền nối đuôi nhau chạy khắp nơi tìm việc để làm, tìm thì không ra việc nhưng lại nhìn thấy một ngôi sao băng, nhìn qua kính viễn vọng có thể thấy nó có vẻ không phải là sao băng mà lại thấp thoáng hình dáng một tháp nhỏ, phát ra ánh sáng bạc lấp lánh, phút qua bầu trời tạo ra một đường cong sáng chói. Có kỳ vật từ trên trời rớt xuống sao? Không chỉ có hải tặc nhìn thấy mà rất nhiều chỗ khác cũng vang lên tiếng xì sầm, tất cả còn đồng loạt nhào về hướng đó. Chuyện lạ như việc bảo vật rơi từ trên trời xuống cũng từng xảy ra vài lần ở Nam vực. Trong những năm gần đây, lần nào cũng có báu vật, lần ấy luôn có những điều sóng to gió lớn trên biển. Lần này lại tái diễn, nhất định là bảo bối. Nếu như đã nhìn thấy, không chừng đó là cơ duyên. Tạm thời chưa nói đến việc có cướp được hay không nhưng chắc chắn phải đến xem thử để mở rộng tầm mắt. Không chừng còn có thể ăn hôi được gì đó. Tháp nhỏ. Triệu Bân vừa cầm kính viễn vọng vừa bay theo. Hắn có thể nhìn thấy được hình dạng của bảo vật một cách mơ hồ, đó là một cái tháp nhỏ trong suốt phát ra ánh sáng màu bạc, phản chiếu khắp bầu trời. Theo như hắn đoán, chắc đó là đồ của tiên. Hắn nghĩ đến đó thì ngước mắt nhìn lên. Bầu trời này cũng thật thú vị, dăm ba ngày thì lại có đồ rớt xuống. Chẳng cần nói ai khác, chỉ hắn thôi là đã gặp ba lần rồi, long uyên của hắn cũng được đúc từ vẫn thiết rơi từ trên trời xuống. Vì thanh kiếm này mà không biết có bao nhiêu kẻ đã muốn giết chết hắn. Cơ Ngân, có tiếng người gọi hắn từ phía sau. Đấy là nữ soái, cô ta đã đuổi kịp hắn. Triệu Bân nhìn thấy sao băng thì đương nhiên thì cô ta, sau khi ra khỏi đảo cũng đã nhìn thấy. Đã nói rồi mà, việc gì không có lợi thì tên này sẽ không làm đâu, hèn gì nửa đêm nửa hôm hắn lại chạy ra ngoài, thì ra là có bảo bối, hắn cũng liều thật, còn dám giành bảo bối ở Nam vực nữa chứ. Cô ta không định can dự vào, và cũng không định để Cơ Ngân nhưng tay. Mặc dù bảo bối quý nhưng cũng phải cá mang lấy mới được. Nói trắng ra là cô ta đang suy nghĩ cho sự an toàn của Cơ Ngân, cô ta không muốn có chuyện rắc rối gì xảy ra nữa. Nữ soái, Triệu Bân quay lại nhìn. Chính vào giây phút ngoái đầu, hắn đã tông phải tường, nói đúng hơn là tông phải núi. Là do Triệu Bân quá đen đủi, gặp phải biến động không gian, bị đẩy sang nơi khác. Vừa hay chỗ đó có một ngọn núi, vừa hay tốc độ của hắn quá nhanh và không kịp phản ứng nên hắn đã tông thẳng vào đó. Ầm. Tiếng va chạm vang lên rất lớn. Một ngọn núi đang yên đang lành đã bị hắn tông thành nát vụn, đầu óc quay cuồng giữa lớp đá vụn bay tứ tung. Hắn ngây mặt ra, nữ soái cũng ngơ ngác, vừa mới nhìn thấy Cơ Ngân đây, giờ đột nhiên hắn biến mất tăm dạng, một người đang sống sờ sờ, sao vừa chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa. Người đâu rồi? Năng lực cảm ứng của nữ soái bao trùm toàn bộ khu vực đó. Tiếc là cô ta không tìm được gì, đến cả một con chim cũng không có, chuyện này thật kỳ lạ. Một tên cảnh giới địa tạng còn con, nói biến mất là biến mất ngay, dù cô ta có khả năng quan sát của cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao cũng không thể tìm được chút manh mối nào. A, à, bên này, Triệu Bân ôm đầu, nghiến răng nghiến lợi. Trên người hắn có rất nhiều vết thương nhỏ dính máu, vết thương nào cũng có sức mạnh không gian. Lại là biến động không gian à? Hắn lắc đầu, dường như đã biết có chuyện gì xảy ra. Từng gặp không gian biến động nên hắn cũng nắm được tình hình. Hắn không nghĩ gì nhiều mà vội vã đứng dậy, phải xem thử chỗ này là chỗ nào đã. Hắn nhìn xong thì thở phào nhẹ nhõm. Nam vực, chỗ này vẫn còn ở Nam vực. Từ đây có thể nhìn thấy được biển. Lúc này, chắc là đang ở trên một hòn đảo nhỏ. Nếu giống như lần trước, bỗng chốc đi xa qua vô số lãnh thổ hay khu vực thì hắn chịu không nổi mất. Thế giới rộng lớn như thế, có nhiều chuyện kỳ lạ thật nhưng mà sao chuyện nào cũng để hắn gặp phải thế này. Là ai đã làm hỏng chuyện tốt của ta? Khi hắn đang quan sát thì đột nhiên có tiếng hét lớn vang lên. Triệu Bân nghe thấy thì quay lại nhìn. Đập vào mắt là một người đàn ông bặm trợn chọc đầu, thân hình cao to vạm vỡ, đôi mắt đầy sức sống, nhưng vẻ mặt thì lại rất khó chịu. Hắn ta chỉ mặc có một cái quần cộc, mặt mày nhem nhuốc, trông cứ như mới vừa mới chui từ dưới đất lên. Trên tay tên này cầm một thanh đao đầu quỷ trên tay, khắp người nồng nặc sát khí, khuôn mặt tối sầm. Còn có một tên.
Triệu Bân nhìn về phía sau người đàn ông bặm trợn thì thấy còn có một người khác nữa. Đó là một người phụ nữ với quần áo xốc xếch, nhiều vị trí trên cơ thể bị lộ ra, cô ta cũng mặt mày lấm lem, dù là như vậy thì cũng không che được sự bực bội trên khuôn mặt, cô ta đang nhìn hắn bằng ánh mắt sâu thẳm. Triệu Bân ho gượng và hiểu ra ngay là đã có chuyện gì xảy ra, chắc tên lỗ mãng và người phụ nữ đó đang làm chuyện ấy ấy, mà hắn thì lại đến quá đúng lúc, tông sụp đỉnh núi, chôn sống hai người đó. Ngươi, qua đây nào, tên lỗ mãng hầm hầm. Ta không cố ý làm phiền đâu. Triệu Bân cười gượng, quay đầu bỏ đi ngay, báu vật đã rơi từ trên trời xuống, hắn phải đi giành báu vật cho kịp, sau đó còn phải hộ tống Bạch Gia di rời nữa. Còn về phần hai người này thì hắn xin lỗi nha. Hắn muốn đi nhưng trời lại không cho đi rồi. Gặp không gian biến động, thương thế cũng không tầm thường, hắn bước ra ngoài nhưng không thể đứng vững, phun ra một ngụm máu, có lẽ do cử động quá nhiều, bị không gian lực xâm nhập khí lực tùy ý tác loạn cho nên thương thế lại càng sâu thêm một phần. Theo như lời của Nguyệt Thần thì hắn còn phải thắp hương tạ ơn tổ tiên vì hiện tại hắn vẫn còn sống. Việc hắn vẫn còn sống sau hai lần không gian biến động quả là một điều kỳ diệu. Cũng may là không có vết cắt không gian. Bằng không thì hắn cũng sẽ không chỉ bị thương đơn giản như vậy. Chạy, còn muốn chạy. Tên lỗ mãng đuổi theo đè Triệu Bân xuống. Nữ tử cũng đã đuổi theo tới nơi, trong tay cô ta cầm một đoạn côn, trong đôi mắt đẹp còn bùng lên ngọn lửa lớn, cơn tức giận cuộn trào như chiều cường chuẩn bị cuốn phăng núi lớn. Chuyện tốt của hai người đã bị cái tên này phá hỏng hết. Hai người các ngươi là một đôi sao? Triệu Bân ôm ngực ho ra máu. Do thương thế của hắn quá nặng, bị một võ tu địa tạng đè đầu xuống đất, quả thật quá mất mặt. Ngươi còn dám hỏi? Tên lỗ mãng mắng lớn, tức giận ngập trời, một đêm xuân mộng bị quấy dày, đổi lại là ai thì cũng sẽ muốn chém chết kẻ quấy dày, hơn nữa lần này hắn ta còn suýt chút nữa trọng thương. Ngày sau chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý. Ngao hú. Tiểu Kỳ Lân kêu lên, chuẩn bị nhảy ra chiến đấu. Chỉ có điều Triệu Bân sẽ không để cho nó nhảy ra ngoài. Hắn không sợ tên lỗ mãng này mà là sợ những cường giả tình cờ đi ngang qua, lỡ như bọn họ bắt được một tia khí thức của Kỳ Lân vậy thì đi tong. Chuyện gì có thể giải quyết được bằng tiền thì phải cố gắng không động thủ. Bồi thường, ta sẽ bồi thường, Triệu Bân cười nói. Như vậy còn được, tên lỗ mãng vuốt ngược tóc, mặc dù tỏ ra rất hung hãn dữ tợn nhưng tính tình của hắn ta cũng không tệ, ít nhất thì hắn ta cũng không nhân lúc cháy nhà mà hôi của, chứ nếu là người của huyết y môn thì chắc chắn đã giết người cướp của không cần hỏi. Ta chỉ có chừng này thôi, Triệu Bân lấy ra một sấp ngân phiếu. Xem như người cũng biết điều, biến đi cho khuất mắt, tên lỗ mãng nhận lấy sấp ngân phiếu rồi không làm khó Triệu Bân nữa, nhanh chóng xoay người rời đi. Vội vàng muốn tìm một nơi khác để tiếp tục chuyện lúc nãy. Người tâm huyết như hắn ta đúng là hiếm thấy. Tiền bối. Phía sau, Triệu Bân cất tiếng gọi. Tên lỗ mãng nghe gọi thì ngoái đầu nhìn lại gào to một tiếng, có việc gì? Cũng không có việc gì lớn, Triệu Bân xoa xoa tay cười lớn, ta chỉ muốn hỏi một chút xem cái yếm của vợ huynh có bán hay không. Ngươi. Tên lỗ mãng ngay lập tức vác đao quay lại. Bên trong đôi mắt của hắn ta đã bốc lên một ngọn lửa rất lớn, lúc nãy hắn ta chỉ muốn đòi tiền nhưng bây giờ hắn ta thật sự muốn giết người, không ngờ cái tên này còn muốn giở trò với vợ của hắn ta. Giá cả rất dễ thương lượng, Triệu Bân vẫn cười nói. Hắn thật sự không muốn đùa giỡn lưu manh, chủ yếu chỉ bởi vì trên cái yếm kia có thứ mà hắn muốn. Đó là thứ gì? Chính là độn giáp thiên tự. Đó là một bảo bối, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Bảo vật từ trên trời rơi xuống. Nhanh lên. Đã lâu rồi ta không gặp chuyện tốt như thế này. Nam vực đêm nay sôi trào, những thanh âm kinh ngạc liên tục vang lên. Kỳ thật, không phải ai cũng nhìn thấy sao băng. Chẳng qua những người chạy đến xem náo nhiệt không hề chê việc lớn, liên tục truyền tai nhau tin tức. Cứ như thế mọi chuyện mới càng náo nhiệt thêm. Trên mặt biển có rất nhiều thuyền chiến. Trên bầu trời lại có rất nhiều thú cưỡi, tất cả đều tụ về hướng sao băng đang rơi xuống, ở trong mắt của rất nhiều người thì đây chính là cơ duyên lớn, bảo vật từ trên trời rơi xuống là vật vô chủ, ai cướp được là của người đó. Nhưng tất cả mọi người đều biết, cơ duyên thường đi kèm với tử kiếp.
Mỗi khi có những chuyện giống như trời giáng bảo vật xảy ra thì cảnh tượng luôn sẽ hết sức đẫm máu, người đến tranh đoạt bảo bối đều hung hãn đến mức lục thân không nhận. Ở một chỗ khác, Triệu Bân đã tìm được một nơi thoải mái để ngồi xuống, trong tay còn cầm lấy một cái yếm hồng, mặc dù lắm lem bùn đất nhưng cũng không thể giấu được hương thơm của nữ tử. Cái tên này vì bảo bối thật sự chuyện gì cũng dám làm. Ví dụ như lần này, mở miệng liền muốn mua cái yếm của vợ người ta, nghĩ lại liền cảm thấy xấu hổ đỏ mặt,